Đại Hào Môn Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 1: Răng báo. Màn đêm buông xuống, hoàng hôn bao phủ xuống Khánh Nguyên Thành, đèn đuốc sáng trưng. Khánh Nguyên Lệ thuộc Ích Đông tỉnh quản hạt, ở vào ba tỉnh thành phố chỗ giao giới, tính được Ích Đông tỉnh tây bộ lớn nhất thành thị. Phương viên mấy trăm bên trong đều đều là núi non trùng điệp, Khánh Nguyên Thành tựa như là trong bầu trời đêm một viên óng ánh minh châu, tại trong quần sơn lóng lánh mê người quang trạch. Đương nhiên cùng chân chính thành phố lớn không có so. Làm Khánh Nguyên thành một cùng một đại ca, Trần Quả không phải đồ nhà quê, hắn đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều việc đời. Thủ đô, Minh Châu, Giang Khẩu, Sơn Thành những này trong nước phồn hoa nhất thành phố lớn, Trần Quả đều đi qua. Xác thực rất đáng gờm, nhưng Trần Quả không có cảm giác. Bởi vì tại những thành thị kia, hắn không có căn cơ, chẳng phải là cái gì, không ai nhận ra hắn là ai. Duy chỉ có trở lại Khánh Nguyên Thành, Trần Quả mới có thể tìm về khi lão đại cảm giác. Hiện tại, Trần Quả phủ phục tại lầu hai hành lang trên lan can, miệng bên trong ngậm hắn yêu mến nhất răng báo cái tẩu, thần sắc liền 10 điểm hài lòng. Viên này răng báo là hắn năm đó ở trong núi sâu tự tay giết một đầu đó trưởng thành báo gấm, từ báo miệng bên trong móc ra. Đã cách nhiều năm, Trần Quả tựa hồ còn có thể từ răng báo cái tẩu bên trên cảm nhận được một tia năm đó đầu kia hung mãnh đại báo lệ khí. Tại Khánh Nguyên Thành, Trần Quả xác thực đã đủ kiêu ngạo. Tỷ như dưới chân hắn tòa này Kim Bích Huy Hoàng Khánh Nguyên khách sạn, cao tới 12 tầng, là Khánh Nguyên thành lớn nhất xa hoa nhất cũng xa hoa nhất khách sạn. Hàng đêm sinh ca man múa, ngày ngày ngợp trong vàng son. Đối với người đồng đều năm thu nhập không đủ 2.000 nguyên ích đồ vật bộ vùng núi đến nói, Khánh Nguyên khách sạn tiêu phí chi cao, quả thực không thể tưởng tượng. Nghe nói tại Khánh Nguyên khách sạn xa hoa nhất phòng xếp ở một buổi tối, liền muốn tiêu hết người bình thường một năm tổng thu nhập. Nếu như người còn muốn chơi điểm khác, một năm thu nhập đều còn thiếu rất nhiều. Đừng bảo là sâu trong núi lớn Sơn dân, liền xem như Khánh Nguyên Thành bên trong phổ thông dân đi làm, đối Khánh Nguyên khách sạn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, tuyệt không dám bước vào một bước. Audio điện tử Võ Tấn bền. Có thể đi tiến vào Khánh Nguyên khách sạn, đều là không tầm thường kẻ có tiền, không phú thì quý. Bởi vậy có thể thấy được, đối với tòa này khách sạn người sở hữu, đại lão bản Trần Quả Khánh Nguyên người ra sao chờ kính sợ ngưỡng mộ. Đương nhiên, đại đa số Khánh Nguyên người đều có chút không hiểu, vì cái gì tại như thế một cái xa xôi vùng núi thành thị, có thể nuôi sống như thế xa hoa một cái khách sạn, không biết những cái kia mỗi ngày tại khách sạn ra ra vào vào, khoác kim mang ngân lớn thẳng giàu có đến cùng đều là đánh ở đâu ra. Khẳng định không phải Khánh Nguyên người, chỉ ít không hoàn toàn là. Khánh Nguyên không có khả năng có nhiều như vậy xa hoa đại lão bản. Bí mật ngay tại Khánh Nguyên khách sạn 12 lầu ngay tại trần quả dưới chân, toàn bộ 12 lầu là một cái căn phòng thật lớn, diện tích chừng hơn ngàn m bình phương. Mấy chục ngọn xa hoa thủy tinh đèn treo, chiếu sáng cả cái đại sảnh giống như ban ngày. Người trong đại sảnh cũng không ít, tăng thêm khách sạn nhân viên phục vụ, phải có một hai trăm người đi. Hai trăm người phân tán ở trên ngàn mét vuông trong đại sảnh, cũng liền lộ ra không phải chật trội như vậy. Trần Quả tin tưởng, những khách nhân này bên trong, có người thân gia khả năng so hắn còn dày hơn, thậm chí có thể là hắn mấy lần mười mấy lần. Bây giờ thế đạo này, có tiền có thế ra hỏa, thực tế nhiều lắm. Trần Quả biết ra bên cạnh thế giới lớn đến bao nhiêu. Giống Giang Khẩu, Minh Châu những này chân chính thành phố lớn, gia sản hơn triệu phú hào, có lẽ so toàn bộ Khánh Nguyên Thành nhân khẩu còn nhiều. Khánh Nguyên Thành là Tây Nam ba tỉnh thành phố chỗ giao giới lớn nhất trung thảo dược dược liệu nơi tập kết hàng. Toàn bộ Khánh Nguyên Thành phố tài chính thu nhập, có hơn phân nửa ỉ lại tại cái này dược liệu thị trường mà khánh nguyên khách sạn thì là tối cao đoan chân quý dược liệu giao dịch địa điểm. Có thể lên tới khánh nguyên khách sạn 12 lầu đại sảnh đến tiến hành giao dịch, đều không phải người bình thường. Có đại dược tài thương nhân, có giang hồ đại hào, có mang mang tuyệt kỹ phương ngoại cao nhân, thậm chí còn có ẩn tàng thân phận quan viên chính phủ. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ cần ngươi có tư cách tiến vào khánh nguyên khách sạn giao dịch đại sảnh, ngươi chính là tuyệt đối an toàn. Ở đây, sẽ không có người tra lai lịch của ngươi, sẽ không có người hỏi thăm ngươi lấy ra giao dịch phẩm là lai lịch thế nào, càng không cần sợ tiền tài lộ ra ngoài. Trần quả trần thất ra tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi. Nhân vô tín bất lập, đây là trần quả trên giang hồ lăn lộn nhiều năm minh bạch một cái đạo lý. Chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, trần quả mới có thể từ một cái năm đó tiệm thuốc tiểu học đồ cuối cùng biến thành khánh nguyên thành thế giới ngầm chúa tể, trên giang hồ người xưng trần thất ra, kha lão hội bên ngoài tam đường lớn tay bánh lái tử là bào ca bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Toàn bộ ích đông, ba thục, sơn thành ba tỉnh thành phố bào ca ca tử nhóm, cho dù ai nhìn thấy trần quả, đều muốn cung cung kính kính xương hô một tiếng thất ra. Duy chỉ có thân cư sơn thành thành phố bào ca tổng đà cầm hoàng tam ra phát câu nói, mới đối trần thất ra có tác dụng. Tại Khánh Nguyên, không có bất kỳ người nào có thể đối trần thất ra cấu thành chân chính uy hiếp. Trừ phi là ở xa ích đông tỉnh sẽ linh nham thành phố đại nhân vật, mới có thể để Trần Quả Tâm sinh kính sợ. Dù sao thế đạo khác biệt, trên quan trường thế lực lớn, không là thế giới ngầm chỗ có thể chống đỡ, nếu không, Trần Quả cũng sẽ không hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy đi chuẩn bị phương pháp. Muốn tại Khánh Nguyên thế giới ngầm một tay già thiên, không có trên mặt bàn cường nhân bảo bọc, kia là tuyệt đối không làm được. Điểm này, Trần Quả từ đầu đến cuối rất thanh tình. Tỉnh thành bên kia đại nhân vật, chỉ cần nâng lên một đầu ngón tay út, không nói để hắn phấn thân toái cốt chỉ ít có thể để cho hắn tại Khánh Nguyên to lớn cơ nghiệp, 10 năm sau tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng may Khánh Nguyên khách sạn chỉ là giao dịch chút dược tài, nhiều nhất lại làm điểm giải trí cái gì, cũng phạm không được đại sự. Dính máu sự tình, Trần Quả đã thật lâu đều không làm. Tại cái này Khánh Nguyên thành, cũng không ai dám cùng Trần Thất gia đùa nghịch hoành. Trừ phi thật sống được không kiên nhẫn, vội vã muốn chết, Trần Thất gia mới sẽ tác thành cho hắn, cái kia cũng gọi không thể làm gì. Trong đại sảnh một 200 người, chân chính khách nhân khả năng không đến 100 vị, nó dư đều là nhân viên công tác, không so khách nhân nhân số ít, phục vụ phi thường đúng chỗ. Đã đến đều là ra, vậy thì phải có ra thể thống, cái quy củ này tới chỗ đó cũng không thể phế. Đây cũng là Trần Thất gia cùng Khánh Nguyên khách sạn đặc biệt thụ khách nhân hoan nghênh nguyên nhân. Có thể lên tới Khánh Nguyên khách sạn 12 lầu đại sảnh giao dịch khách nhân, ai để ý tiền đâu? Để ý chính là cái hưởng thụ, chính là cái mặt mũi quyết không thể thụ hủy khuất. Trần Quả thành khách nhân khi ra, khách nhân cũng đem hắn khi ra. Mỗi lần mở giao dịch sẽ, Trần Quả đều sẽ đích thân đến tọa trấn, chính là sợ có người quấy rối. Khánh Nguyên Thành không ai dám tại Trần Thất Gia chàng tử bên trong gây chuyện, không có nghĩa là những người khác không dám. Khách nhân bên trong có tiền có thế nhiều đi, Trần Thất Gia cùng Khánh Nguyên khách sạn chiêu bài không thể nện. Trần Quả ngậm răng báo cái tẩu, híp lại hai mắt, trong đại sảnh chậm rãi liếc nhìn. Trần Quả 40 tuổi ra mặt, dáng người tiêu chuẩn, trên bụng còn không có một chút thịt dư, nhiều năm như vậy, Trần Quả chưa hề chân chính bỏ hoang qua mình kia một thân công phu. Là năm đó tại tiệm thuốc khi tiểu học đồ thời điểm, kia lão bất tử sư phụ truyền cho hắn. Thẳng đến sư phụ Lâm Trung trước đó, Trần Quả mới biết được, lão bất tử này ra hỏa, ngày xưa từng là tung hoành Tây Nam mấy tỉnh bào ca 10 nhị thái bảo bên trong có tiếng nhân vật hung ác, một đôi diêm la thuốc tay phía dưới, không biết dính qua bao nhiêu hào kiệt máu tươi, phế qua bao nhiêu hảo hán tính mệnh. Không có điểm này nội tình, Trần Quả năm đó cái kia dám một mình lên núi hái thuốc, nào dám tay không tất sắt cùng đói đến cực điểm báo gấm đối đầu. Ngạnh sinh sinh đem báo gấm ba cái nanh đều đánh gãy, chỉ còn lại có như thế một viên hoàn chỉnh, điêu thành cái tàu. Trần Quả ánh mắt rất sắc bén, trong đại sảnh một hai trăm người, hắn chậm rãi đảo qua đi, mỗi người đều phân phân biệt phải thanh thanh sở sở. Người tập võ, ánh mắt không tốt là tối kỵ, coi như lại chăm học khổ luyện, thành tựu cũng phi thường có hạn. Đột nhiên, Trần Thất ra đầu lông mày hơi nhúc nhích một chút. Hắn nhìn thấy hai tấm khuôn mặt mới, rất trẻ trung, kia là một nam một nữ hai vị trẻ tuổi, Trần Quả ánh mắt, thật lâu dừng lại trên người bọn hắn. Hai tên người trẻ tuổi ngồi tại số 27 bàn. Khánh Nguyên khách sạn giao dịch đại sảnh bố cục, cùng loại với triển lãm hội, mỗi vị khách nhân có một cái thậm chí mấy cái độc lập chỗ ngồi, ghế sofa, bàn trà, pha lê triển lãm đài, đầy đủ mọi thứ những khách nhân đem mình mang tới chân quý dược liệu cất đặt tại pha lê trong sân khấu hoặc là trực tiếp bày ra tại trên bàn trà cùng khách nhân khác tiến hành giao dịch bàn trà cùng pha lê triển lãm đài cũng không lớn rất tinh xảo nhưng cái này đã đầy đủ tới đây giao dịch đều đều là khó gặp hàng thượng đẳng lục phẩm lá sâm có tuổi thành hình hà thủ ô miêu cương chỗ sâu thiên nhiên tuyết linh trùng loại hình kỳ chân dị bảo ở đây cũng chỉ bình thường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khánh nguyên khách sạn giao dịch đại sảnh không phải quán ven đường. Hàng tốt không tại nhiều, số 27 bàn trên bàn trà cùng pha lê trong sân khấu đều sạch sẽ, không nhìn thấy thứ gì. Hai vị này khách nhân, còn không có xuất ra bọn hắn dùng cho giao dịch vật phẩm. Bất quá trần quả chú ý không là dược liệu, hắn chú ý chính là hai người kia. Đều là hai mười mấy tuổi tả hiếu, tên kia nam tử trẻ tuổi, mặc trắng thuần sắc đường trang, xem xét chính là bông vải sợi đai tài năng, không phải tơ lụa, dưới chân đạp một đôi lão giày vải vóc dáng bên trong các loại, ngồi nhìn không ra chiều cao, đoán chừng hẳn là tại 1m78 tả hiếu, khuôn mặt thanh tú, mang theo nồng đậm thư quyển khí tức, thấy thế nào đều không giống như là eo quấn bạc triệu người làm ăn, cũng không giống là quan viên chính phủ, càng không giống tung hoành ngang dọc giang hồ đại hào, cũng có điểm phương ngoại cao nhân hương vị. Bưng sứ thanh hoa cúp, chậm rãi thưởng thức trà, nhìn qua, cả người đều 10 điểm nhu hòa, không có một chút phong mang lộ ra ngoài. Nếu như không phải hắn tướng mạo rất trẻ trung, chỉ nhìn phần khí độ này, còn tưởng rằng là qua tuổi 40 trung niên nhân. Cùng hắn cùng nhau tên kia cô gái trẻ tuổi, thì là đứng. Quần áo hết sức bình thường, tại Khánh Nguyên trên đường cái tùy thời đều có thể nhìn thấy loại trang phục này mộc mạc cô gái trẻ tuổi. Sóng vai tóc đen, dài rất khá nhìn, 10 điểm thanh thuần. Cho người ta lần đầu tiên cảm giác, chính là sạch sẽ. Không phải bình thường trên ý nghĩa nói cái chủng loại kia sạch sẽ, mà là nhẹ nhàng khoan khoái. Nhiều năm như vậy, trần quả gặp quá nhiều nùng trang diễm mặt, ngây thơ đáng yêu làm núng cô gái trẻ tuổi mười mấy tuổi liền tự xưng lão nương hận không thể đem mình không phải xử nữ tin tức hướng toàn thế giới công bố dạng này sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái nữ hài thật sự là không thấy nhiều cô gái trẻ tuổi cứ như vậy đứng tại bên người nam tử an tĩnh lạ thường bỗng nhiên trần quả đầu óc mê muội một chút trần quả lấy làm kinh hãi vội vàng lấy lại bình tĩnh không biết loại này cảm giác mê man từ đâu mà đến tựa hồ là bởi vì nhìn chằm chằm cô bé kia nhìn nhiều một lát nguyên nhân. Làm sao lại có loại sự tình này? Trần quả sắc mặt, hơi đổi, cảm thấy trong đầu có chút không lớn dễ chịu. chương 2, ô dương mộc. Loại tình hình này, gần đây tại trần quả trên thân thường xuyên phát sinh. Trần thất ra nội tâm rất rõ ràng, bệnh của mình càng ngày càng nặng. Lão bất tử sư phụ đã từng trịnh mà trọng chi đã phân phó hắn, diêm la thuốc tài uy lực cực mạnh, bá đạo phi phàm, nhưng dùng thuốc không thể quá lược, nếu không độc tính thấm vào cốt tủy nhẹ thì võ công toàn phế nặng thì gân xốp giòn xương mềm khó giữ được tính mạng lão bất tử năm đó ở tây nam mấy tỉnh uy danh thời kỳ toàn thịnh bỗng nhiên quy ẩn rời khỏi giang hồ cũng là bởi vì dược vật phản phệ thể nội xuất hiện trọng đại lo lắng âm thầm lại cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu xuống dưới không chết ở trong tay địch nhân sẽ chết ở trong tay chính mình lão bất tử ẩn cư khánh nguyên cái này vắng vẻ sơn thành chính là sợ cứu ra tìm tới cửa bị buộc bất đắc dĩ cùng người động thủ, mỗi động thủ một lần, độc tính phản phệ liền sâu bên trên một tầng. May mà về sau thế đạo thay đổi, chính phủ mới thành lập về sau, cường lực chấn áp các loại giang hồ bang phái cùng đoàn thể, ngày xưa cực thịnh một thời đại bang phái, đều các tan thành mây khói, lão bất tử đắc tội cửu gia cũng là đường ai nấy đi, lại không người đến tìm hắn gây phiền phức, lúc này mới được hưởng tuổi thọ, thọ hết chết già. Tiếc núi duy nhất là, không có con cái hậu nhân lúc trước đem diêm la thuốc tay truyền cho trần quả vừa đến nhìn hắn là cái luyện võ phôi tử thứ hai cũng là không đành lòng đời đời truyền lại sư môn tuyệt học ở trong tay chính mình mất truyền thừa nghĩ đến tại cái này vũ khí nóng thời đại trần quả coi như luyện tập thuốc tay cũng chỉ là có cái phòng thân bản sự sẽ không quá dụng công nhưng trần quả sư phụ không nghĩ tới chính là nhiều năm qua đi thế đạo lại đang thay đổi trần quả thế mà cũng thành bào ca mà lại địa vị không tại hắn năm đó phía dưới Đương nhiên, hôm nay bào ca không phải ngày xưa bào ca, rất nhiều thứ đều đổi thay đổi, có lẽ chỉ là kế thừa một cái bào ca danh tự, tác phong làm việc khác nhau rất lớn, nhất là cùng trên quan trường quan hệ, càng là không giống. Trần quả đem thuốc tay luyện đến cực sâu cảnh giới, như là lão bất tử năm đó như thế, dược vật bắt đầu phản phệ. Mấy năm này, trần quả mặc dù đình chỉ dùng thuốc, vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm thấy được trong cơ thể mình đủ loại biến hóa, Mê muội chỉ là trong đó nhẹ nhất một loại bên ngoài biểu tượng. Hiện tại, thậm chí đem nhất thủy linh tiểu cô nương lột sạch bầy ở trước mặt, Trần Thất gia cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể làm dương mắt nhìn, một điểm triệt đều không có. Vừa nghĩ đến đây, Trần Quả Quang ra miệng bên trong răng báo cái tẩu, quay đầu hỏi bên người một vị ba mười mấy tuổi già dặn nam tử, lão lục Ô Dương không có điểm mặt mày không có. Già dặn nam tử Âu phục dày ra là Trần Thất gia thủ hạ thụ nhất trọng dụng huynh đệ. Khánh Nguyên khách sạn giám đốc. Năm gần đây, Trần Quả Thâm cư không ra ngoài, thỉnh thoảng tự mình lên núi đi hái thuốc, trận trên mặt rất nhiều chuyện, đều giao cho Lão Lục đi xử lý. Lão Lục chẳng khác gì là hắn người phát ngôn, không những đối với hắn trung thành cảnh cảnh, mà lại cực kỳ khôn khéo tài giỏi, Trần Quả đối với hắn rất yên tâm. Lão Lục lắc đầu, song mi nhíu chặt, nói thất ra, cái này ô dương mộc đến cùng là thứ đồ gì. Ta hỏi qua rất nhiều người, bọn hắn đừng bảo là chưa thấy qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Trần Quả khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, đâu chỉ là lão lục chưa nghe nói qua, chính hắn đều chưa nghe nói qua. Cái kia cứu mạng đơn thuốc, là lão bất tử trước khi chết giao cho hắn, nói cho hắn, vạn nhất dược vật phản vệ quá sâu thời điểm, chiếu toa thuốc này bốc thuốc, có thể bảo mệnh. Nhưng lão bất tử đồng thời cũng nói cho hắn, toa thuốc này, là lúc khi hắn còn trẻ đụng phải một vị thế ngoại cao nhân cho hắn mở, chính hắn cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua. Không phải là không muốn dùng, mà là có một vị thuốc, lên trời xuống đất cũng không tìm tới. Vị thuốc kia danh tự, liền gọi ô dương mộc. Sư phụ khuyên bảo Trần Quả, không có ô dương mộc, toa thuốc này liền không thể dùng, không phải hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Từ khi mấy năm trước bắt đầu xuất hiện dược vật phản vệ manh mối, Trần Quả liền bốn phía cầu y hỏi thuốc, chẳng những cầu qua Trung Y, còn cầu qua Tây Y, tại thủ đô Minh Châu cùng thành phố lớn một cùng một bệnh viện lớn đều kiểm tra qua. Ở qua Việt, mời nổi tiếng nhất đại giáo thủ gặp qua xem bệnh, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trần Quả lúc này mới nhớ tới nhiều năm trước sư phụ truyền cho hắn kia tờ đơn thuốc, tranh thủ thời gian tìm được, chuẩn bị phối dược. Khi đó, Trần Quả vẫn rất có lòng tin. Khánh Nguyên thế nhưng là Tây Nam ba tỉnh thành phố trung thảo dược tập hợp và phân tán chi địa, phối cái phương thuốc, có gì làm khó. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, đơn thuốc bên trên cái khác mười mấy vị thuốc rất nhanh liền phối tề, duy chỉ có cái này ô dương mộc, làm thế nào cũng không tìm tới. Khánh Nguyên thành cả nước các nơi thuốc thương vân tập, kiến thức rộng rãi hạng người giống như cá giết sang sông, nhưng mà vô luận trần quả hỏi ai, đều là liều mạng lắc đầu, thậm chí một vị đông bắc đến đại dược thương còn rất kỳ quái hỏi lại hắn, ô dương mộc là cái gì? Có phải là làm đồ dùng trong nhà sử dụng vật liệu gỗ? Trần quả lúc ấy liền phiền muộn, nhưng trần thất ra cũng không phải dễ dàng chết như vậy tâm người, huống chi việc này, quan hệ đến tính mạng của hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trần Quả quyết định tự mình lên núi, đi hướng sâu trong núi lớn lão nhân thăm hỏi tin tức. Khánh Nguyên xung quanh mấy trăm bên trong đại sơn, vốn là mầm giao các tộc chỗ tụ họp, từ xưa đến nay, mầm dân người giao liền có hái thuốc truyền thống. Sư phụ cũng từng nói qua, năm đó vị kia thế ngoại cao nhân, chính là hắn trong núi gặp phải một vị người hái thuốc, mới từ sâu trong núi lớn thần bí nhất vô cổ chi địa hái thuốc trở về cùng hắn hữu duyên mới cho hắn mở cái dạng này cứu mạng đơn thuốc cái gọi là đại sơn chỗ sâu nhất vu cổ chi địa trần quả cũng chỉ là nghe nói từ không có người chân chính đi qua nơi đó thậm chí có phải là thật hay không có một chỗ như vậy tồn tại đều rất khó nói chỉ nghe nói kia là chỗ bí ẩn nhất vu cổ tung hoành trương khí bốn phía vô luận nhân thú tiến vào đến đó đều đều hữu tử vô sinh loại này nghe đồn tại khoa học kỹ thuật không hưng thịnh thời đại toàn các nơi trên thế giới đều có càng là nghèo khó lạc hậu không khai hóa địa khu cùng loại nghe đồn càng nhiều bất quá trần quả cũng xác thực không có nghe được có người nói hoàn toàn thăm dò qua khánh nguyên xung quanh mấy trăm bên trong đại sơn nhiều cương chỗ sâu vĩnh viễn là thần bí như vậy khó lường mấy lần xâm nhập đại sơn đi thôn vào trại trần quả lại sâu sâu thất vọng không thể nói không có chút nào thu hoạch tại sâu trong núi lớn một cái vắng vẻ phải không thể lại vắng vẻ tiểu trong sân trại trần quả rốt cục nghe một vị bẩy. 80 tuổi lão hái thuốc ông nâng lên ô dương mộc. Hái thuốc lão ông nói cho vị này trong thành đến người thể diện. người xưa kể lại, ô dương mộc là đến dương thần mộc, trên thực tế không phải cây cối, mà là một loại dây leo. Hấp thụ địa hỏa tinh hoa, mà thành trí dương chi mộc. Nghe được trần quả đầu óc choáng váng, hắn mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng cũng là cái sinh hoạt tại xã hội hiện đại người văn minh, đối với loại này rõ ràng mang theo truyền thuyết sắc thái lời nói, thật không thể nào tin được. Mà lại, Hai thuốc lão ông cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua chân chính Ô Dương Mộc, lại càng không cần phải nói cho Trần Quả cung cấp một gốc. Không công mà lui, cứ việc dạng này, Trần Quả đối toa thuốc này tác dụng, lại là càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Cái này bên trên mười mấy loại thuốc, liền không có một mực là phổ thông, tất cả đều là chân quý đến cực điểm dược liệu. Nhất là khi biết trên đời quả thật tồn tại Ô Dương Mộc loại này thần kỳ dược liệu về sau, Trần Quả lòng tin càng thêm kiên định. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu đông phong. Cái khác thuốc đều góp đủ, chỉ cần tìm được ô dương mộc, sắc ăn vào, có lẽ liền có thể hóa giải hắn thâm tàng thể nội tai họa ngầm. Thế nhưng là, cái này ô dương mộc, đến cùng ở chỗ nào? Trần quả có chút mở ra bàn tay, một đoàn tím xanh nhói nhói ánh mắt của hắn. Lòng bàn tay chính giữa cái này đoàn tím xanh tụ huyết, 5 năm, năm trước bất quá chỉ có đậu phộng mét lớn nhỏ, hiện tại đã kinh biến đến mức cùng hạch đào không chênh lệch nhiều tiểu. Lão bất tử sư phụ nói đến lại quá là rõ ràng, cùng thanh tử chi sắc che kín cả bàn tay, chính là dược vật phản phệ đến đỉnh điểm biểu hiện. Cho đến lúc đó, không chết cũng tàn phế, thần tiên cũng khó cứu. Năm năm, theo theo tốc độ này phát triển tiếp, trần quả lo lắng, chịu không nổi cái thứ hai năm năm. Cái này đáng chết đến dương thần mộc, đến cùng giấu ở nơi nào. Lão lục bu lại, trần quả mãnh mà đưa tay trưởng nắm chặt. Hắn không nghĩ bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lòng bàn tay cái này đoàn tím xanh, thật giống như một cái người luyện võ, tuyệt sẽ không đem mình uy hiếp mệnh môn không che không đậy bại lộ tại địch thủ trước mặt. Dù là lão lục dạng này thân tín tâm phúc cũng không được. Cứ việc trên thế giới này, khả năng ngay cả nghe nói qua Diêm La thuốc tay cái tên này người cũng không nhiều. Khoa học kỹ thuật hưng thịnh, vũ khí nóng một đời càng hơn một đời, truyền thống võ thuật sớm đã suy thoái, phai nhạt ra khỏi chủ lưu quần thể tầm mắt vẻn vẹn chỉ có thể tại phim ảnh tivi cùng tiểu thuyết bên trên nhìn thấy. Lão Lục, hai người kia, là ai giới thiệu đến? Trần Quả một lần nữa đem cái tẩu ngậm trong miệng, lạnh nhạt hỏi, ánh mắt lại rơi vào kia một đôi nam nữ trẻ tuổi trên thân, bất quá không tiếp tục tiếp cận cô bé kia mặt nhìn, luôn cảm thấy nhìn lâu sẽ phạm choáng. Cô bé này cố nhiên rất xinh đẹp, cũng còn chưa nói tới mạo nhược thiên tiên. Cuống hồ trần thất ra dưới mắt đối cô gái xinh đẹp thật không thế nào cảm thấy hứng thú, có thể xem không thể ăn, sẽ cạo chết người, nhưng hắn phải làm rõ ràng hai người kia địa vị. Trần Thất gia cam đoan mỗi vị khách nhân tuyệt đối an toàn, cũng không phải là không có điều kiện. Tiền đề chính là chính hắn nhất định phải hiểu rõ những khách nhân này lai lịch. Lão khách nhân cũng liền thôi, có danh tiếng có công ty, tra một cái một cái chuẩn. Nếu như là gương mặt lạ, vậy thì nhất định phải có người quen đề cử, giới thiệu người còn không thể là hạng người vô danh vạn nhất có khách ở đây nháo sự hoặc là nhận tổn thương gì, trần thất gia đều phải có cái bản giao mới được. người khác cũng được cho trần thất gia một cái công đạo. lão lục theo ánh mắt của hắn nhìn lại cũng sừng sốt một chút, nói a à, rất lạ mặt a. À. trần quả sắc mặt lập tức trầm xuống, từ tốn nói cha rõ ràng. trần thất gia cũng không thích nghe dạng này lời nói. ngươi lão sáu là làm gì? đã nhưng cái này chàng tử giao cho ngươi, ngươi liền phải thanh mỗi cái khách nhân nội tình đều cho ta hiểu rõ. Ai, lão lục trong lòng một hàn, liên tục gật đầu, xoay người chạy. Thất ra bình thường rất ôn hòa, không tại các huynh đệ trước mặt bầy dung mạo. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, người có thể không thanh chính mình sự tình làm xong. Thật muốn cùng thất ra sinh khí, bất kể là ai, đều chịu không nổi. Trần quả nhìn hướng na cái lẳng lặng uống trà nam nhân. Bằng trực giác, Trần quả liền có thể biết, hai người này là lấy vị này nhu hòa nam tử trẻ tuổi làm chủ. Một tòa một chạm, lẫn nhau cũng không trò chuyện, tình hình lộ ra 10 điểm kỳ dị, tựa hồ thân phận của hai người khác nhau, cũng có thể bởi vậy nhìn ra một chút manh mối tới. Liên ở thời điểm này, nam tử trẻ tuổi buông xuống sứ thanh hoa cúp, hướng hành lang bên trên nhìn sang, vừa vặn cùng trần quả hai mắt nhìn nhau. Nam tử trẻ tuổi nhu hòa mỉm cười, nhất thời làm người như mộc xuân phong. Trần quả kìm lòng không đặng lộ ra mỉm cười, đợi nam tử trẻ tuổi thu hồi ánh mắt, trần quả trong lòng nhất thời giật mình lại là một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác, người trẻ tuổi kia không có ác ý gì, Trần Quả giật mình là, mình tựa hồ giữa bất trí bất giác liền thụ ảnh hưởng của hắn. Đối với Trần Quả loại này đầu đau liếm máu giang hồ đại ca mà nói, đây mới thực sự là nguy hiểm. chương 3 Cảm giác quỷ dị Khánh Nguyên khách sạn giao dịch hội quy củ cũng không nghiêm ngặt, tương đối tùy ý. Cái này tự nhiên là bởi vì, tham gia giao dịch hội đều không phải nhân vật bình thường, bình thường không thích lắm quá nhiều ước thúc cùng quy tắc. Nếu như đây là từ cái nào đó quốc tế nổi danh xuyên quốc gia công ty lớn tổ chức đứng đắn giao dịch hội, quy củ như vậy nghiêm một điểm, cũng là phải. Đến cái kia cấp độ, liền theo cái kia cấp độ quy củ làm việc. Mấu chốt Trần Thất ra không phải quốc tế ông trùm, hắn là bào ca. Tại Khánh Nguyên cái này bốn bề toàn núi man di chi địa, một vị núi đao huyết hải bên trong chém giết ra, giảng cứu tam đao lục động đại bào ca làm cái gì cùng quốc tế núi tiếp, quả thực có thể khiến người ta cười đến rụng răng quy củ không nghiêm, không biểu hiện không có quy củ. Người chủ trì vẫn là phải có. Giao dịch hội người chủ trì không phải soái ca cũng không phải mỹ nhân, mà là một vị tám mươi mấy tuổi lão ông, hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước. Chống quải trưởng, chậm rãi từ sau đại môn đi ra. Tương đối vị này trạng thái thân thể cùng trạng thái tinh thần mà nói, quải trưởng tuyệt đối là đạo cụ. Cái này đạc 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 thanh âm một vang lên, nguyên bản tương đối ồn ào náo động giao dịch đại sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại, mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu hướng chủ trì đài nhìn lại, cả đám đều lộ ra sùng kính trị ý. Ân chính trung ân lão gia tử tại Khánh Nguyên dược liệu thị trường đại danh, kia là người người đều kính đã lâu. Ân lão gia tử chính là một bộ còn sống trung y học dược điển. Dân quốc thời kỳ, liền theo sư phụ vào Nam ra Bắc, thu mua dược liệu. Thần nông bản thảo kinh, bản thảo cương mục cơ hồ đọc ngược như chảy. Thậm chí có người nói, chính là bởi vì có ân chính trung, mới có Khánh Nguyên dược liệu tập hợp và phân tán đại thị trường. Hôm nay đến nơi đây khách nhân, đa số là trung y thuốc đồng hành, đối vị này cấp bậc quốc bảo khác lão tiền bối, vô không kính ngưỡng. Tiêu phàm cũng nhiều hứng thú đánh giá ân chính chung. Tiêu phàm chính là số 27 bàn cái kia thân mang xanh nhạt bông vải sợi đay đường trang, chân mặc màu đen dày vải ôn hòa người trẻ tuổi. Hắn không phải lần đầu tiên đến Khánh Nguyên, lại là lần đầu tham gia cái này chân quý dược liệu giao dịch hội có một nửa là hướng về phía ân chính trung to lớn tên tuổi đến. Ân chính trung trước kia mở cái tiệm thuốc, cùng Khánh Nguyên Trung thảo dược tập hợp và phân tán đại thị trường dần dần thịnh vượng về sau, liền thanh nhà mình tiệm thuốc quan. Lão nhân ra nói đến rất rõ ràng, hắn không cùng trẻ tuổi hậu bối đoạt bát cơm. Nhưng mỗi lần Khánh Nguyên khách sạn giao dịch hội, nhất định phải mời lão nhân ra tỏa chấn. Có hắn tại, dược liệu thật giả năm phân biệt cơ bản không có dị nghị. Về phần giá cả, lão gia tử mặc kệ, cho phép những khách nhân mình giao dịch, hắn chỉ phụ trách phân biệt dược liệu thật giả cùng năm. Làm ăn nha, giảng cứu chính là nguyện đánh nguyện chịu. Mà lại đồng dạng dược liệu, bởi vì nhu cầu quan hệ, người mua ra giá cũng sẽ rất không giống. Tỷ như năm xưa giã sơn sâm, mua đi cất giữ cùng mua đi cứu mệnh, ra giá, giá liền sẽ rất là khác biệt. Lão gia tử vậy cũng là phải là người già thành tinh. Ân chính chung một gia sân, liền mang ý nghĩa giao dịch hội chính thức bắt đầu những khách nhân nhao nhao đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, bình thức tĩnh khí nhìn qua dâu trắng phiêu động lão tiền bối. To lớn phòng giao dịch, lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão ra tử chống như đầu quải trược, chậm rãi đi tới thiết trí ở đại sảnh một bên người chủ trì tịch trước, hai mắt chậm chậm liếc nhìn đại sảnh một tuần. Đây cũng là người chủ trì phải làm có lễ tiết, những khách nhân bận biểu gật đầu không ngừng làm lễ, trên thực tế, lão nhân ra ánh mắt chỉ là tại đoàn người trên mặt một vùng mà qua, cũng không có tại ai trên thân đặc biệt lưu ý. Đến hắn bây giờ địa vị cùng tuổi tác, người bình thường lại còn coi không dậy nổi hắn có phần coi trọng. Ân Chính trung ánh mắt liếc nhìn đến Tiêu Phàm trên mặt thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, nhắm lại hai mắt bỗng nhiên trợn to mấy phân, trong chốc lát tinh quang bốn phía. Ánh mắt của mọi người liền tùy theo nhìn sang, đa số người không hiểu thấu, không biết lão gia tử làm sao bỗng nhiên đối người trẻ tuổi này đặc biệt chú ý. Trừ tướng mạo nhã nhận một chút, khí chất thanh nhã một chút, vừa nhìn liền biết là đầy bụng kinh luân người đọc sách, cũng vô 10 điểm chỗ thần kỳ. Ân chính chung ánh mắt, dù sao cùng những thương nhân này không giống. Trong mắt hắn, tiêu phàm hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, ẩn ẩn có một tầng ánh sáng dịu dịu đang lưu chuyển chậm chậm, như có như không. Đây rõ ràng là tu luyện nội gia khí công đến cảnh giới cực cao mới có cảnh tượng. Ân chính trung mình, vốn là một vị tinh nghiên công phu nội gia đại cao thủ. Năm nào giới bát tuần, vẫn như cũ già vẫn tráng kiện, tinh lực dồi dào. Một cái là tinh thông đạo dưỡng sinh, thứ hai là tinh tu hoa đà truyền lại ngũ cẩm hí mấy chục năm, từ không gián đoạn. Thể nội nội tức tràn đầy, sinh cơ tràn đầy. Dù là như thế, ân chính chung cũng cảm thấy ở bên trong nhà khí công trên việc tu luyện, mình chỉ sợ còn so ra kém trước mắt vị này điềm đạm nho nhã nam tử trẻ tuổi. Công phu nội ra cái gọi là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên hẳn là giảng chính là loại tình hình này a. À. Đạo gia kinh điển cũng có ghi chép nguyên khí đại thành sinh cơ như biển. Nhìn hắn tướng mạo, bất quá 26 tuổi 7 tuổi, có thể nào đạt đến tại như vậy cảnh giới. Liền xem như kỳ tài ngút trời, tu luyện lại là tuyệt thế dị thuật, đây cũng quá trẻ tuổi chút. Chẳng lẽ mình hoa mắt rồi, mấy chục đạo ánh mắt đồng thời nhìn sang, tiêu phàm phảng phất giống như không thấy, mặt hướng ân chính trung nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ vuốt cằm lấy đó đáp lễ. Ân chính trung nghiêm nghị, cũng khẽ gật đầu, khom người một chút. Tất cả mọi người hãy nhiên, lão đầu tử cái này lễ tiết, người bình thường lại còn coi không dậy nổi. Ở đây khách nhân, trong đó không thiếu thân gia hơn 100 triệu đại phú hào, danh xương nào đó bớt dược vương nhân vật nghiêu bức cũng có mấy vị, tại ân chính chung trước mặt, đều là quy củ chấp vãn bối lễ tiết, ân chính chung nhiều nhất là mỉm cười trò chuyện vài câu, hạ thấp người làm lễ vinh hạnh đặc biệt, tựa hồ từ không có người từng chiếm được. Người trẻ tuổi kia không phải là có lai lịch lớn nhân vật lợi hại, thậm chí là đến từ kinh thành con cháu thế gia. Quyền không trên hành lang, lão Lục bước nhanh mà đến, nói khẽ với Trần Quả nói, "Thất gia, cha không được." Vừa nói vừa quan sát đến Trần Quả sắc mặt, trong lòng lật lật không thôi. Đi theo thất gia nhiều năm như vậy, lão Lục trong lòng rất rõ ràng, như vậy, thất gia nhưng không thích nghe. "Cha không được là có ý gì?" Trần Quả rốt cục đem ánh mắt từ Tiêu Phàm trên thân thu hồi lại, lãnh đạm mà hỏi thăm. Lão Lục trong đầu chính là run lên du nghe được, thất gia quả thật có chút sinh khí đưa tay lau một vệt mồ hôi lạnh, nói thất ra, là như vậy, tại khách nhân của chúng ta trên danh sách, ép căn bản không hề số 27 bàn khách người có tên chữ. Không biết bọn hắn là thế nào tiến đến, cũng không biết bọn họ là ai giới thiệu. Ta tìm mấy cái lĩnh bàn đều hỏi một chút, bọn hắn cũng là ai cũng không rõ ràng. Việc này, việc này coi là thật rất cổ quái. Lão Lục nói, lại vuốt một cái mồ hôi lạnh, Trần Quả cười lạnh một tiếng, nói, Lão Lục, Người bây giờ là càng ngày càng an nhàn A, à, cái gì đều không làm rõ ràng được rồi. Ta hỏi ngươi, không có thiếp mời, bảo an làm sao thả bọn họ tiến đến. Trọng yếu nhất chính là, ai cho bọn hắn an bài số 27 bàn. Số 27 bàn khách nhân không có khả năng không tên không họ A. À. Lão lục lắp bắp nói, thất ra, cho nên nói việc này cổ quái A. À. Ta hỏi qua, số 27 bàn vốn là cho thiên nam một vị lão khách giữ lại. Hắn hôm qua gọi qua điện thoại, nói muốn đi qua ta mới vừa rồi cùng hắn liên lạc qua, gia hỏa này lâm thời có việc, đến không được, đã gọi điện thoại thông chi qua khách sạn. Thế nhưng là ta đến hỏi, lại ai cũng không biết chuyện này. Hỏi bảo an, hai người này là thế nào tiến đến, cũng là loạn lắc đầu, nói không biết. Từng cái giống như chúng ta như, thật ra, cái này, thật chẳng lẽ, thật đụng sát. Nói đến đây, lão lục không chịu được run lên vì lạnh, nhìn về phía trong đại sảnh một nam một nữ kia hai người trẻ tuổi, trực giác phải âm phong trận trận, toàn thân đều lên một lớp da gà. Lão Lục là rất mê tín, tổng thể đến nói, Khánh Nguyên cũng là ngoài vòng giáo hóa man di chi địa, các loại yêu dị nghe đồn, tràn ngập dân gian. Nói bậy, Trần Quả âm âm chừng mắt liếc hắn một cái, Lão Lục liền rụt cổ một cái, mặt mũi tràn đầy nhăn thành mướp đắng. Việc này thật đúng là con mẹ nó tà môn, hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy đi đến, toàn bộ khách sạn thế mà ai cũng không biết bọn hắn đánh ở đâu ra, lúc nào đến. Nếu không, ta để người đem bọn hắn đuổi đi ra. Lão Lục hỏi dò, người cảm thấy hiện tại đuổi thích hợp sao? Trần Quả hỏi ngược lại, sao dịch hội đã chính thức bắt đầu? Một chút khách nhân dựa theo bàn hào, đem mình mang tới dược liệu giao đến ân chính chung trong tay, mời hắn giám định thật giả, phẩm tướng cùng năm. Làm như vậy cũng là có nguyên nhân, bộ phân khách nhân là đối trong tay mình hàng có chút không nắm chắc được, sợ mắc lừa, ngàn dặm xa xôi chạy đến Khánh Nguyên đến, mời ân lão Pháp nhãn giám định. Bất quá loại này khách nhân là số ít, bình thường có thể thanh dược liệu sinh ý làm được lớn như vậy, tuyệt sẽ không là mới vào làm được thái điểu, tự thân kinh nghiệm là rất phong phú, chỉ có đặc biệt quý giá dược liệu, vì thận trọng lý do mới có thể mời ân chính chung hỗ trợ giữ cửa ải. Đa số cầm hàng lên đài giám định khách nhân thì là vì thủ tín tại người, thuận tiện tiếp xuống giao dịch. Ân chính chung chỉ giám định, không báo giá không đấu giá. Đây cũng là trần quả cho giao dịch hội định ra đến quy củ, tất cả giao dịch, từ khách nhân ở giữa tự hành hoàn thành. Giao dịch hội chỉ lấy lấy nhất định phí phục vụ, trần quả không dựa vào giao dịch này sẽ phát tài, hắn dựa vào là những này khách hàng. Không những ở Khánh Nguyên khách sạn ăn uống tiêu phí, sẽ còn tại trần quả thực tế khống chế mấy nhà tiệm thuốc lớn tiến vào một chút dược liệu. Trần quả cũng không khi hành phách thị, không trở ngại khách nhân đi khác tiệm thuốc nhập hàng, chơi là công bằng cạnh tranh. Trần thất gia tài đại khí thô, nắm trong tay Khánh Nguyên Thành bên trong lớn nhất mấy nhà tiệm thuốc, công bằng cạnh tranh người khác cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm gì khi hành phách thị dẫn phát chúng nộ, Trần thất gia không có ý định thanh Khánh Nguyên Thành dược liệu sinh ý tiền một người kiếm sạch sẽ, vậy quá ngu xuẩn. Mình ăn miếng thịt bự, chưa chút cuồn cuộn nước nước cho người khác uống mấy ngụm, 10 điểm hẳn là. Được rồi, xem trước một chút đi, chỉ cần bọn hắn không quấy rối, cùng giao dịch hội mở xong lại nói, luôn luôn có thể làm rõ ràng. Trần Quả khoát tay áo, ai, tốt tốt, lão lục luôn miệng đáp ứng, âm thầm thở phào một cái. Trần Quả không còn để ý không hỏi lão lục, lại nằm ở trên lan can, nhìn chăm chú lên trong tràng động tính. Bỗng nhiên ở giữa, Trần Quả chỉ cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác quái dị mãnh sông lên đầu, tựa hồ có một đôi mắt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm lưng của hắn, khiến người lông tóc dựng đứng. Trần Quả chậm rãi đem răng báo cái tàu cầm ở trong tay, hít một hơi thật sâu, toàn thân mỗi một khối cơ bắp nháy mắt tràn đầy tràn trề kinh lực, bỗng nhiên xoay chuyển thân thể, phần eo có chút uốn lượn, cả người đều giống như một chương vận sức chờ phát động cường nỗ, đề phòng tới cực điểm. Thế nhưng là, cái gì cũng không có, sau lưng của hắn, thế mà cái gì cũng không có. Quỷ ảnh cũng không thấy một cái, loại kia cảm giác quỷ dị, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Quả chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, huyệt thái dương dưới mạch máu thình thịch nhảy không ngừng. Vừa rồi, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được loại kia bị người ta nhòm ngó quỷ dị, phảng phất một cái địch nhân cực kỳ cường đại, tùy thời chuẩn bị ở sau lưng cho hắn một kích chí mạng. Tuyệt không phải ảo giác, có lẽ tối nay khả năng thật có một số việc muốn phát sinh. Chương 4: Giao dịch đại hội. Trần Quả rời đi hành lang, bước chân có chút vội vàng, thấy lão Lục có chút sửng sốt một chút lão lục rất rõ ràng thất gia nội tình, tên kia là có công phu thật. Trước kia lão lục đi theo thất gia đánh thiên hạ thời điểm, tận mắt chứng kiến qua. Nghe nói thất gia cùng Sơn Thành Kha lão hội tổng đà cầm hoàng tam gia đều so chiêu một chút, đại chiến 300 hiệp, bất phân thắng bại, cuối cùng kết bái làm huynh đệ. Lão lục cũng bởi vậy đối thất gia bội phục sát đất, thể sống chết đi theo. Nhiều năm như vậy, lão lục còn chưa hề tại thất gia trên thân nhìn thấy vội vàng thần sắc, thất ra tựa hồ mãi mãi cũng là chấn định như vậy như hằng, tựa như dưới chân cái này tòa cự đại khách sạn, kiên cố rắn chắc vô so, mặc cho gió táp mưa xa, ta từ nguy nhưng bất động. Đụng sát, lão lục trong đầu lại một lần nữa hiện ra ý nghĩ này, dưới chân lại là không ngừng chút nào, gấp đi theo sát. Thanh các huynh đệ đều chịu tập lại, trần quả thấp giọng phân phó một câu, vâng, thất ra, lão lục vừa mới lắng lại mồ hôi lạnh, lại hô hô ra bên ngoài bốc lên. Đã không biết bao lâu, thất gia chưa từng hạ đạt qua dạng này chỉ lệnh. Chỉ có ba năm trước đây, con kia hổ Đông Bắc mang theo một đám hung thần ác sát cọp con đến Khánh Nguyên đến làm dối, thất gia mới bày xuống qua dạng này đại trận thế. Cuối cùng hổ Đông Bắc sát vũ mà đi, chẳng lẽ hôm nay lại tới một con hổ Đông Bắc? Thế nhưng là nhìn thấy trẻ tuổi ca tử hào hoa phong nhã bộ dáng, thực tế là không giống A. Dạng này, đừng bảo là thất gia tự thân xuất mã, liền xem như lão lục mình, đánh ngã ba năm cái cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Đáng giá thanh tất cả huynh đệ đều triệu tập lại, bất quá lão lục không dám đối thất gia phân phó đưa ra chất vấn. Vô luận thất gia có dặn dò gì, biện pháp tốt nhất chính là làm theo. Trần quả rời đi, chàng tử bên trong giao dịch hội vẫn còn tiếp tục. Đến phiên thứ số 27 bàn thời điểm, cái kia một mực yên lặng đứng tại tiêu phàm bên người phát hài. Cầm một cái cái hộp nhỏ, đi đến chủ trì trước sân khấu, hai tay đưa cho ân chính chung cổ tay trắng như ngọc, đoàn người liền hết sức chăm chú tiếp cận phát hài. Vừa rồi ân chính chung cho số 27 bàn nam tử trẻ tuổi to lớn mặt mũi, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, không biết hắn bạn gái sẽ xuất ra cái dạng gì đồ tốt tới. Từ hai người một tòa một chạm, tuyệt không giao lưu nửa câu tình hình đến xem, cô bé này tựa như là nam tử trẻ tuổi tùy tùng. Dùng xinh đẹp như vậy nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài làm tùy tùng, đủ như bức. Nữ hài đi tới thời điểm, ân chính trung vẫn tại nhìn chăm chú lên nàng. Vừa rồi sự chú ý của hắn chủ phải đặt ở tiêu phàm trên thân, đối nữ hài chưa từng có tại lưu ý, đơn giản một chút mang qua. Hiện đang nhìn chăm chú nàng nhìn, bỗng nhiên một trận cảm giác mê man đánh tới, tựa hồ nữ hài trước mặt lên một vòng gợn nước ba động, thanh thuần khuôn mặt cũng theo đó bắt đầu mơ hồ. Ân chính trung giật nảy cả mình, vội vàng nhẹ nhàng hất đầu, một cổ phái nhiên nội thức từ đan điền bay lên, nháy mắt liền đem cảm giác mê man đuổi đi linh đài khôi phục thanh minh lại nhìn nữ hài khuôn mặt tựa hồ vẫn là như cũ lại tựa hồ lên cực kỳ biến hóa rất nhỏ đến cùng biến hóa ở đâu lại là nói không nên lời nguyên cớ tới quỷ dị ân chính trung hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người cái gì kỳ nhân dị sự chưa từng thấy qua nhưng như hôm nay dạng này liên tiếp hai lần đụng phải kỳ lạ như vậy tình hình thật đúng là chưa bao giờ có rất cổ quái ân chính trung phá lệ đứng dậy hai tay tiếp nhận cái hộp kia mỉm cười hỏi cô nương họ gì họ tân vất vả tân tân lâm nữ hài đáp thanh âm bình thản không có chút nào gợn sóng liền như là nàng người này đồng dạng lẳng lặng hướng kia một chạm không cẩn thận chú ý rất dễ dàng đưa nàng bỏ qua cô bé này rõ ràng dáng dấp rất xinh đẹp lại vẫn cứ cho người ta một loại như có như không cảm giác tân cô nương xin chờ một chút ân chính trung mẩy may cũng không dám khinh thường xin lỗi một tiếng mới lần nữa ngồi xuống đi mở ra hộp trên mặt lập tức hiện lên một vòng kỳ quái thần sắc. Ngũ phẩm lá giã sơn sâm một mầm, 65 năm đến 70 năm, nặng 5 tiền. Phẩm tướng hoàn hảo, ân chính trung lập tức đối nữ hài đưa lên dược liệu làm giám định. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh hư thanh, nghiêm chỉnh mà nói, ngũ phẩm lá giã sơn sâm hiện tại đã 10 điểm hiếm thấy, coi như đang ngồi khách nhân đều đều là đại dược tài thương, ngày bình thường cũng không phải thường xuyên có thể đụng tới phẩm tướng hoàn hảo ngũ phẩm lá giã sơn sâm chỉ là cái này mầm giã sơn sâm dù sao cũng không thể tính 10 điểm quý giá chân phẩm, lục phẩm lá sâm vương đang ngồi khách nhân đều thấy qua, tựa hồ cùng ân chính chung đối với hắn hai đặc biệt lễ ngộ có chút không hợp. Có thể có được ân lão gia tử coi trọng như thế ra hỏa, nói thế nào cũng nên xuất ra đồng dạng chấn kinh toàn trường đồ vật đến mới xứng đáng người xem. Tân lâm đối bốn phía hư thanh bừng tỉnh như không nghe thấy, nhẹ nhàng một giọng nói tạ ơn liền đem kia mầm ngũ phẩm lá giã sơn sâm thu vào, không chậm không nhanh trở lại số 27 bên cạnh bàn một bên, lẳng lặng hướng kia một chạm, lại không cái gì âm thanh. Tiêu phàm vẫn như cũ bưng lên chén sứ chậm rãi thưởng thức trà, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một sợi điềm tĩnh bình yên mỉm cười, phảng phất chàng tử này bên trong hết thảy đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ, hắn hôm nay chính là đến xem náo nhiệt. Rất nhanh liền không có người để ý bọn hắn, dù sao đoàn người hôm nay đều là đến giao dịch, không phải đến xem người. Đêm nay hết thảy ngồi 45 bàn khách nhân, ước chừng có một nửa cầm dược liệu cho Ân Chính Trung đi giám định. Giám định hoàn tất, Ân Chính Trung hai tay liền ôm quyền, cao giọng nói, quy củ cũ, chư vị mời tự tiện. Quanh một tiếng, chàng tử bên trong một chút liền trở nên náo nhiệt, những khách nhân nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình chạy về phía sớm đã tiếp cận đối tượng. Vị tiên sinh này, họ gì? Một vị hơn 40 tuổi mập mạp, nâng cao cái bụng lớn, nện bước khoan thai đi tới số 27 trước bàn hướng tiêu phàm khẽ vươn tay, cười ha hả mà hỏi thăm, như cái Phật di lặc như. Không dám, họ tiêu, tiêu một nhóm, tiêu phàm đứng dậy, mỉm cười đáp, tiêu chuẩn kinh phiến tử, ngữ khí nhu hòa, rất là êm tai. Tiêu một nhóm là hắn một cái tên khác, nguyên lai là tiêu tiên sinh, chào ngươi chào ngươi, ta gọi vương trí cương, lĩnh nam đến, làm chút dược tài sinh ý. Rất hân hạnh được biết tiêu tiên sinh, mập mạp cười ha hả làm tự giới thiệu, mang theo không quá rõ ràng lĩnh nam giọng điệu. Vương Tiên Sinh, Hạnh Ngộ, Tiêu Tiên Sinh khách khí. Tiêu Tiên Sinh, không biết người kia Mầm Ngũ phẩm lá tham gia có nguyện ý hay không xuất thủ. Nếu như Tiêu Tiên Sinh nguyện ý xuất thủ, ta ra số này." Vương trí Cương cười rũi ra một cây tròn vo ngón tay. "Nói thật, Ngũ phẩm lá Dã Sơn Sâm cứ việc chân quý, đặt tại 2, 3 năm trước cũng đáng không được 100.000. Liền xem như hiện tại, dựa theo dược phẩm giá cả để cân nhắc lời nói." đồng dạng giá trị không được số này. Mấu chốt là hai năm này bỗng nhiên hưng khởi một cố cất giữ giá sơn sâm phong trào, trong nước rất nhiều phú hào, nhất là hương cảng phú hào, lập tức đối chân quý sâm có tuổi chạy theo như vịt, nhao nhao ra giá cao thu mua, giá sơn sâm lập tức trở nên giá trị bản thân tăng gấp bội, vượt qua cái khác rất nhiều chân quý dược liệu giá cả gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Tiêu phàm mỉm cười lắc đầu, nói thật có lỗi, phương tiên sinh, cái này mầm ngũ phẩm lá ta không có ý định bán, muốn đổi điểm những vật khác a à, tiêu tiên sinh muốn đổi cái gì nói nghe một chút nói không chừng ta vừa vặn có tiêu tiên sinh muốn dược liệu vương trí cương nghe xong lập tức nói thần thái có chút khoe khoang làm lĩnh nam nổi danh đại dược tài thương tại cái này cả phòng khách thương bên trong vương trí cương đều muốn tính được là cái nhân vật tài đại khí thô nói đến có tiền hiện giai đoạn trong nước hay là lấy lĩnh nam là nhất vương tiên sinh ta muốn thuốc chỉ sợ vương tiên sinh là không bỏ ra nổi đến tiêu phàm vẫn như cũ khách khách khí khí không có chút nào muốn rèm pha vương trí cương ý tứ Vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm phổ thông dược liệu lời nói hắn hoàn toàn không cần thiết ngàn dặm xa xôi từ thủ đô chạy đến ít đông núi này câu trong rãnh tới tiêu phàm cũng không dễ hỏng cũng không sợ vất vả mấu chốt là trì hoãn hắn thời gian tu luyện đây mới là tiêu phàm để ý nhất thật sao tiêu tiên sinh không nói sao có thể khẳng định như vậy đâu ha ha tiêu tiên sinh khác không dám nói dược liệu này nha thật đúng là khó không được ta vương trí cương đoán chừng tiêu tiên sinh vẫn để tâm cái giá tiền a chỉ cần là chuyện tiền liền dễ thương lượng nha nói vương trí cương liền giơ cổ tay lên lay động một cái tựa hồ ống tay áo quấn phải hắn có chút không lớn dễ chịu lại tại trong lúc lơ đãng đem trên cổ tay hắn bảo cơ đồng hồ hiển lộ ra nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ là hiện đại quý tộc mới tiêu chuẩn tiêu tiên sinh người kia mầm ngũ phẩm lá, ta ra 150.000. Vương đại lão bản chưa khoe khoang sẵn sàng, một tên khác dáng người thon gầy nam tử trung niên đi tới, mở miệng liền cho tiêu phàm thêm 50.000, bình thường y quan sở sở, dày da sáng bóng, có thể thấy được cũng là vị đại lão bản. Vương trí cương sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thế nào, Trần Tổng cũng nhìn chúng cái này mầm ngũ phẩm lá. Ha ha, tiêu tiên sinh, ta liền ăn chút thiệt thòi, cho người số này đi. Vương Trí Cương lập tức rỗi ra hai ngón tay, vị này đâm nghiêng bên trong giết ra đến gầy người nam tử Trần Tổng, là càng bên trong bớt đại dược tài thương, nhất quán cùng Vương Trí Cương không thích hợp, hai người sinh ý trên trận là oan gia. Càng bên trong những năm này phát triển kinh tế cũng là cực nhanh, thằng giàu có từng tầng từng tầng. Trần Tổng công nhiên gọt Vương Trí Cương mặt mũi, Vương Đại Lão bản tự nhiên không làm. Không phải liền là tiền sao, ra còn nhiều, rất nhiều. Chớ cùng ra trước mặt mạo xương lớn cánh tỏi Bên này vừa một gạch bên trên Lập tức liền vây mấy người tới Mặt mang tiếu dung xem náo nhiệt Nhìn hai vị này đại lão bản đấu pháp Đã thành mỗi lần giao dịch hội giữ lại tiết mục Tương đương đã nghiền Tiêu phàm cười mà không nói Chính mình cũng đã nói cho rõ ràng Hai vị này lại phối hợp khoe khoang đấu phú Tiêu phàm cũng không tiện nói gì 220.000 Trần Tổng một điểm nghiêm túc Lập tức liền đem tăng giá cả thêm đi lên 250.000, Vương Trí Cương càng nghiêm túc, một hơi lại thêm 30.000, mày cũng không nhăn một chút. Lại hướng lên, cơ bản liền tiếp cận cái này mầm ngũ phẩm lá giã sơn sâm chân thực giá thị trường, nếu là không đụng tới có hứng thú cất giữ người mua, nói không chừng sẽ còn nện trong tay. Bất quá lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể thua khí thế. Mắt thấy Trần Tổng còn muốn tăng giá, tiêu phàm mỉm cười nói, không có ý tứ, hai vị, ta nghĩ qua bên kia nhìn xem không chút khách khí liền đem hai vị này đại lão bản phơi tại nơi đó, trực tiếp hướng cách đó không xa số 32 bản đi đến, ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó khó gặp chân phẩm. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lão đại chán. Náo nhiệt nhìn không xong rồi, bất quá vẫn là có mấy người đi theo tiêu phàm đi hướng số 32 bản, lại không biết vị này ngay cả ân chính chung đều đặc biệt lễ ngộ người trẻ tuổi, phát hiện cái gì tốt bảo bối, lại tìm tòi hư thực lại nói chương 5, Đặng Thông Thiên. Số 32 bàn khách nhân là một vị hơn 40 tuổi trung niên hán tử, hồng quang đầy mặt, đỉnh đầu bóng loáng tỏa sáng, một sợi tóc cũng không thấy, lưng hùm vai gấu, cánh tay so với người bình thường đùi còn to hơn. Tốt một đầu hùng củ củ đại hán, không cẩn thận mảnh xem xét, luôn cảm thấy có chút gây nên. Đại hán này chẳng những trên mặt bóng loáng bốn phía, chân chuỗi bên ngoài cánh tay làn da cũng bẩy biện da màu đỏ tươi xa so cái khác hơn 40 tuổi nam tử trung niên làn da tươi đẹp hơn được nhiều, phảng phất toàn thân trên dưới đều tràn đầy kinh lực, tùy thời tùy khác đều có thể bạo phát đi ra. Những cái kia người xem náo nhiệt, tựa hồ có chút e ngại đại hán này, tại ba ngoài hai thước liền dừng bước, không dám tới gần. Chỉ có một vị ba mười mấy tuổi, tướng mạo nho nhã, khí độ trầm ổn nam tử, đi đến đại hán trước mặt, mỉm cười nói, đặng đại ca, lúc này lại mang vật gì tốt tới. Nghe giọng điệu này, tựa hồ cùng đại hán có chút rất quen. Đại hán lại cũng không như thế nào cảm kích, liếc nhìn hắn một cái, nói, đồ vật bầy ở đây, mình nhìn. Ngữ khí cứng rắn, rất không khách khí. Tiêu phàm nhớ được đại hán này vừa rồi vẫn chưa cầm thứ gì lên đài đi tìm ân chính chung giám định. Nho nhã nam tử tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ là như thế cái thái độ, lập tức cũng không tức giận, hướng trên mặt bàn bầy biện một cái hộp liếc qua. Cái hộp kia không lớn, tựa như là một loại nào đó sợi đằng bệnh mà thành. Thổ hoàng sắc, bốn phía khảm một đầu đen một bên, cũng là sợi đằng, thổ bất lạp kỷ, không có chút đáng chú ý nào. Không ít người vây xem liền lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đại hán mặt đỏ tại giao dịch này sẽ lên cũng xuất hiện qua mấy lần, họ đặng, đại danh Đặng Thông Thiên, biết bao uy vũ bá khí danh tự. Đặng Thông Thiên không là dược liệu thương nhân, cũng không phải quan viên chính phủ, nghe nói đến từ Sơn Thành thành phố Đông Nam cái nào đó dân tộc tự trị Việt, là cái người hái thuốc lâu dài tại trong núi lớn ra ra vào vào thường thường có thể đào đến một chút khá lắm đưa đến giao dịch hội đi lên giao dịch cũng đều là chân phẩm bất quá đặng mỗ rõ ràng không hiểu được kinh doanh chi đạo đối đóng gói không có chút nào khái niệm mang tới đồ vật mặc dù đa số là chân phẩm đóng gói thực tế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen giống như bây giờ cầm cái không biết nơi nào lấy được thổ hộp cho giả bộ một chút có thể coi là là rất không tệ đa số thời điểm chính là chạy trần chuồng tỉ như lần trước hắn mang tới một viên chín mười năm hà thủ ô, cứ như vậy trần trụi nhét vào trên bàn trà, phảng phất đây không phải là danh xưng chín đại tiên thảo một trong thủ ô, mà là một khối nát khoai lang, hoàn toàn không có làm sao để ý, nếu là bán không xong, nói không chừng nhà mình mấy ngụm liền ăn sống. Mấu chốt nhất chính là đặng thông thiên tính tình không tốt, muốn hắn đồ vật, nhất định phải một ngụm giá gọi vào vị, hợp tâm ý của hắn, vậy liền bán cho ngươi. Nếu ai cùng hắn có kè mặc cả, hắn quái nhãn lật một cái, đầu cao cao dơ lên, Lý cũng sẽ không tiếp tục để ý đến ngươi, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Dài dòng nữa hai câu, nói không chừng liền quả đấm tương hướng. Người này chính là cái sơn dã man phu, lược to như trâu, những người khác nhưng đều là nhân vật có mặt mũi, phú giáp một phương lão bản, cùng loại này lỗ mãng sơn dân tranh đấu, thắng mà không võ, bại đủ hổ thẹn. Nếu như cho hắn vùng một bàn tay hoặc là một quyền đánh bại, thật đúng là tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ đi. Giống như liền xem như Trần Thất Gia, cũng không nguyện ý đắc tội hắn, mỗi lần đặng thông thiên tới, Trần Thất Gia đều là khách khách khí khí. Không biết là nguyên nhân gì, liệu tất cái này họ đặng, cũng là có bản lĩnh gia hỏa. Trầm ổn nam tử vừa cười vừa nói, đặng đại ca, vậy ta mở ra xem nhìn a. À. Đặng thông thiên hừ một tiếng, cũng không ngăn cản, dù là hắn tính tình lại không tốt, đã đến giao dịch, cũng nên để người khác nhìn xem hàng trầm ồn nam tử cười cười mảy may cũng không đi so đo thái độ của hắn tiện tay mở ra cái kia thổ hoàng sắc khảm đen bên cạnh hộp lập tức một cỗ ấm áp phun ra ngoài a à, bốn phía lập tức vang lên mấy âm thanh kinh hô trong hộp là một khối vàng cam cam tảng đá toàn thân bóng loáng tỏa sáng cùng loại hoàng ngọc nhan sắc kia cỗ ấm áp khí tức chính là từ khối này tảng đá màu vàng bên trên phát ra nhìn kỹ tảng đá kia tựa hồ có chút phật di lặc hình dạng hỏa nham noãn ngọc Trầm ổn nam tử cũng lấy làm kinh hãi, bận biểu tức đưa tay đi vào, đem khối kia vàng óng tảng đá đem ra. Khối này noãn ngọc thể tích cũng không lớn, chỉ có ba tắc vuông, là cái bất quy tắc thể, tương tự Phật di lặc vừa nhìn liền biết là thiên nhiên tạo ra, không có bất kỳ cái gì diều đục vết tích. Noãn ngọc từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, cũng không thể xem như nghĩa hẹp ngọc thạch, mà là một loại khoáng thạch, tại nhiệt độ cao cao áp địa chất hoàn cảnh dưới hình thành một loại khoáng vật hỏa nham noãn ngọc tính được là noãn ngọc bên trong thượng phẩm, có y dụng giá trị. Lâu dài đeo loại này ấm ngọc sức phẩm, có thể đại bổ dương khí, chủ trị suy yếu thể hàn chứng bệnh, là một chút tử sắc quá độ nam nhân cực kỳ âu yếm chi vật. Cuống hồ khối này noãn ngọc lớn tiểu vừa phải, lại thiên nhiên tạo ra Phật di lạc dáng vẻ, đơn thuần bên ngoài đồng hồ, cũng là một kiện rất có phẩm vị đồ trang sức, đeo đeo ở trên người, một điểm không song phần, khí quyển, rất có mặt mũi trầm ổn nam tử đầu tiên là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Việc khắc nghiệp có thành tựu, kiêm thả tướng mạo anh Tuấn, phong lưu phóng khoáng, vô cùng có nữ nhân duyên, suốt ngày tại son phấn trồng bên trong pha trộn, đừng nhìn bên ngoài đồng hồ quang vinh, kỳ thực mặt trình xám xanh chi sắc, thể cốt sớm đã bị tử sắc móc sạch. Những năm này một mực dựa vào đại bổ dược vật chống đỡ. Hiện tại nhìn thấy như thế một phương hiếm thấy hỏa nham noãn ngọc, chính là được tiện lợi bất quá chờ hắn cẩn thận kiểm tra qua phương này noãn ngọc về sau sắc mặt lại lập tức trở nên mê võng song nghi cao lại miệng bên trong tự lẩm bẩm kỳ quái tại sao có thể như vậy người xem náo nhiệt cũng liền đi theo hắn kinh ngạc trầm ổn nam tử cũng là giao dịch hội khách quen tư liệu biểu hiện đến hiển nhiên châu là cái có chút già dặn dược liệu thương nhân ánh mắt rất chuẩn chẳng lẽ phương này noãn ngọc có vấn đề gì noãn ngọc giám định không thể chỉ xem bên ngoài đồng hồ còn muốn xúc cảm kiểm nghiệm dựa vào là kinh nghiệm phong phú đặng đại ca người phương này nõn ngọc hái ra không ít thời điểm đi trầm ồn nam tử sắc mặt biến đổi chốc lát ngẩng đầu hỏi đặng thông thiên dáng người khôi ngô vóc dáng cao hơn hắn hơn nửa cái đầu hắn phải ngẩng đầu lên tài năng cùng đặng thông thiên nói chuyện bảy tháng trước hái đặng thông thiên lạnh lùng đáp một chữ không nói nhiều trầm ồn nam tử khẽ giật mình lập tức chê cười nói đặng đại ca nói đùa đây đúng là thượng đẳng hỏa nham noãn ngọc hình dạng cũng đẹp đặc biệt nhưng là cái này noãn ngọc nội bộ linh khí trải qua đặc biệt lợi hại lấy kinh nghiệm của ta để phán đoán nhiều nhất còn thừa lại một hai thành cái này nếu như nói là bảy tháng trước hái ta còn thực sự không thể tin được chỉ ít cũng phải là năm sáu năm trước lão vật đi không phải linh khí làm sao có thể trôi qua nhiều như vậy hỏa nham noãn ngọc đã là vật phẩm trang sức cũng là dược liệu nhưng tại trong mắt người bình thường nếu là tảng đá tự nhiên cùng dược liệu không quan hệ bất quá từ cái này trầm ổn nam tử đến xem hắn đối lửa nham noãn ngọc hiểu rõ hay là rất thâm nhập ngay cả noãn ngọc bên trong linh khí ẩn chứa nhiều ít đều là vào tay liền biết muốn hay không đặng thông thiên duỗi tay ra liền từ trầm ổn tay của nam tử bên trong đem noãn ngọc lấy trở về ba một tiếng nhét vào trên bàn trà tựa hồ mảy may cũng không lo lắng cái này noãn ngọc sẽ bị đập hư mất nhìn điệu bộ này trong mắt người khác có giá trị không nhỏ hỏa nham noãn ngọc hắn thấy chính là khối tảng đá vụn một mực tại bên cạnh nhìn thấy tiêu phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười cái này đặng thông thiên quả nhiên thân thủ phải xuất thủ nhanh như thiểm điện người khác thấy hoa mắt noãn ngọc liền trở lại trong tay của hắn hết lần này tới lần khác lại không lộ vẻ đột ngột động tác uyển như hành vân như nước chảy một mạch mà thành trầm ồn nam tử sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hung lệ liệu tất nhiều năm như vậy còn không người dám ở trước mặt hắn vô lễ như thế ương ngạnh nhưng nơi này là ích đông không phải minh châu không tại trên địa bàn của mình đối mặt đặng thông thiên dạng này hung thần ác sát ngoan nhân lại có đầy bụng lửa giận cũng chỉ có thể mạnh tự kiềm chế tự diếu cười một tiếng nói đặng đại ca muốn ta vẫn còn muốn ta ra cái giá này đi nói duỗi ra ba ngón tay ba mươi ngàn đặng thông thiên lúc này ngay cả lời đều chẳng muốn nói trực tiếp liền không nhìn hắn trầm ổn nam tử không thể kìm được, lạnh hư một tiếng, sắc mặt chìm xuống dưới, quai hàm khẽ cắn khẽ cắn, tựa hồ tùy thời có khả năng bộc phát. Đặng thông thiên không thèm để ý chút nào, những người khác càng là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Lại nhìn cái này Minh Châu Lão, có dám theo hay không đặng thông thiên trở mặt? Nếu thật là ở đây đánh một trận, vậy liền náo nhiệt. Đoán chừng cái này bị tử sắc móc sạch thân thể Minh Châu thương nhân, còn chưa đủ đặng thông thiên dạng này tráng hán một cái ngón tay đánh. Nha, thật đúng là thượng đẳng hỏa nham noãn ngọc A, à, ta lão vương tới nhìn một cái. Đang lúc trầm ổn nam tử đi cũng không được, không đi cũng không được thời điểm, có người ra mặt giải vây cho hắn, chính là mập mạp vương trí cương. Vương tổng chen vào, cũng không đi hỏi đặng thông thiên ý kiến, cầm lấy phương kia noãn ngọc liền cẩn thận kiểm tra, phi phi trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc, cũng ngẩng đầu hỏi một câu, lão đặng, cái này Ngọc chân là 7 tháng trước hái. Đặng thông thiên vẫn như cũ một câu đều chẳng muốn nói. Vừa rồi hắn cùng trầm ổn nam tử đối thoại, Vương Trí Cương liền đứng ở một bên xem náo nhiệt, tin tưởng hắn đã nghe rõ ràng. Hỏi lại bên trên một câu như vậy, chẳng phải là nói nhảm. Kỳ quái, 7 tháng trước hái Ngọc, làm sao linh khí chỉ còn lại như thế một điểm đâu. Được rồi, dù sao cũng là chính tông hỏa nham noãn Ngọc, còn được. Ta cho ngươi 50 ngàn đi. Vương Trí Cương rất hào phóng nói, vuốt vuốt phương kia noãn ngọc. Trước mắt cái này hoàn cảnh lớn, đồ cổ châu báu trên thị trường, ngọc thạch cũng không rất đáng tiền. Vẹn vẹn chỉ là cái noãn ngọc đồ trang sức, cho ăn bể bụng cũng liền mua cái 50 ngàn đến khối, còn cần vận khí tương đối tốt mới được. Vương Trí Cương ra giá tiền đã rất công đạo, nhưng tuyệt không phải nói, mập mạp này chính là cái phúc hậu người, chính hắn không cần đến phương này noãn ngọc, lại không trở ngại hắn lấy về lắc lư cái khác không biết hàng oan đại đầu dù sao lĩnh nam kẻ có tiền nhiều, ăn chơi đàng điếm móc sạch thân thể nam nhân càng nhiều, không sợ làm thịt không đến dê béo. cuống chi cái này noãn ngọc nội bộ linh khí mặc dù trải qua lợi hại, không phải bọn hắn chuyên gia như vậy, người bình thường cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Chỉ cần lắc lư công phu rất cao, nói không chừng chuyển tay ở giữa, liền có thể kiếm cái 100 nghìn 80 ngàn. Chương 6 Thiên Hạ Chí Dương thứ hai Ai ngờ kết cục vẫn như cũ ngoài dữ liệu, đặng thông thiên rũi bàn tay, vương trí cương chưa lấy lại tinh thần ngoãn ngọc lại ba một tiếng bị đặng thông thiên đoạt lại đi nhét vào trên bàn trà ngóc lên đầu chính mắt cũng không hướng vương trí cương nhìn một chút mới vừa rồi cùng kia trầm ổn nam tử đặng thông thiên tốt xấu còn nói hai câu nói đối vương trí cương từ đầu đến cuối một chữ đều chưa nói qua vương trí cương nuốt ngụm nước miếng mập mạp mặt béo đỏ bừng lên hung hăng chừng đặng thông thiên một chút cái này nếu là tại lĩnh nam mặc kệ cái này họ đặng ra hỏa bao nhiêu lợi hại Vương Trí Cương cũng nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Tại Vương Tổng trước mặt nhân mặt, gọi là gây chuyện. Liên tục hai vị đại lão bản kinh ngạc, những người khác cũng liền không ra mặt đi nếm mùi thất bại. Cái này noãn ngọc muốn thật giống trầm ổn nam tử cùng Vương Trí Cương lời nói, linh khí chỉ còn lại có một hai thành, xác thực 50.000 khối đã là đỉnh thiên giá cả, lại nhiều cũng sẽ không có người ra giá. Có thể tham gia loại này giao dịch hội, ai sẽ là kẻ ngu, vô duyên vô cớ đem tiền hướng trong nước ném. Đặng thông thiên cái này đầu hói nhìn rất đẹp a, à. đáng giá cho hắn tốt đẹp như vậy chỗ. Lúc này, tiêu phàm liền chậm rãi đi qua, cũng không nhìn tới phương kia noãn ngọc, từ bên người tân lâm cầm trong tay qua kia mầm ngũ phẩm lá dã sơn sâm, nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn trà, mỉm cười hỏi, đổi hay không? Hoa, chung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô một mảnh, cái này dã sơn sâm, vừa rồi vương trí cương cùng càng bên trong đến trần tổng, đã ra đến 250.000 giá cả, tiêu phàm nửa điểm cũng không động tâm bây giờ lại lấy ra đổi phương này nhiều nhất giá trị 50.000 khối hỏa nham noãn ngọc. Chẳng lẽ điên rồi, lại hoặc là, trầm ổn nam tử cùng vương trí cương đều nhìn sai rồi, cái này noãn ngọc trên thực tế là cái thứ tốt. Nhưng ngẫm lại lại không đúng, trầm ổn nam tử cùng vương trí cương cũng không phải thái điểu, chơi bao nhiêu năm thuốc, sao có thể ngay cả noãn ngọc phẩm vị đều phân biệt không ra. Đi một mình mắt còn có thể thông cảm được, hai cái lão giang hồ cùng đi mắt khả năng, thật đúng là không lớn trong lúc này, đến cùng có trò gì? Đổi, Đặng Thông Thiên không nói hai lời, cầm lấy kia mầm ngũ phẩm lá, từ trong cổ họng lóe ra một chữ như vậy. Hắn là hái thuốc nhiều năm lão thủ, cứ việc miêu cương cũng không sản xuất giã sơn sâm, nhưng ân chính trung tự mình dám định qua, tuyệt sẽ không là giả. Tiêu phàm cười cười, xoay người cầm lấy phương kia noãn ngọc, đưa tay đi lấy bên cạnh thổ hộp, chuẩn bị đem noãn ngọc đặt vào. Đâm nghiêng bên trong một con đỏ tươi bàn tay đưa qua đến, nhanh như thiểm điện đem thổ hộp bắt tới, chính là đặng thông thiên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua tiêu phàm, lạnh lùng nói, ngũ phẩm lá đổi noãn ngọc, nhưng không bao gồm cái hộp này. Tiêu phàm liền cười, chậm rãi đứng lên, nhìn xem đặng thông thiên, ngữ khi êm ái nói, đặng đại ca, ngũ phẩm lá đổi cái hộp này, đúng là còn thiếu rất nhiều, người còn muốn đổi thứ gì. Có lẽ ta có thể cầm ra được, không chậm không nhanh, không có nửa điểm muốn tức giận ý tứ người chung quanh lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn, lộ ra lại là giật mình lại là vẻ mặt hưng phấn. Hóa ra chân chính bảo vật là cái này không chút nào thu hút thổ hoàng sắc khảm đen bên cạnh hộp. Nhiều người như vậy, sửng sốt không nhìn ra được chứ. Những này xem náo nhiệt, nhưng cũng không phải người rảnh rỗi, đều đều là dược liệu trên thị trường lão điểu, một cái thi đấu một cái khôn khéo. Hẳn là hôm nay thật gặp được cao thủ, ai cũng nhìn nhầm. Đặng thông thiên rốt cục rất chân thành đánh giá lên tiêu phàm đến, từ trên xuống dưới quét hai cái vừa đi vừa về, lúc này mới lạnh lùng nói, người không bỏ ra nổi tới. Ta muốn chân chính cực phẩm hoang dại long đầu đuôi phượng cỏ, một cân, hoa quả khô. Một cân cực phẩm hoang dại long đầu đuôi phượng cỏ, nói đùa cái gì, lập tức tất cả mọi người giống nhìn tên điên như nhìn xem đặng thông thiên, cảm thấy hắn tuyệt đối là điên mất, mà lại điên phải đặc biệt lợi hại, không có thuốc nào cứu được cái chủng loại kia. Long đầu đuôi phượng cỏ là hoác sơn thạch hộc biệt sưng, tục sưng mét hộc chủ sinh tại Đại Biệt Sơn khu hoắc núi huyệt, phần lớn sinh trưởng tại mây mù lượn lờ vách núi treo leo vách đá khe hở ở giữa cùng cổ thụ che trời bên trên. Thuộc về sắt lá thạch hộc bên trong cực phẩm, đạo gia kinh điển đạo tám từng thanh hoắc sơn thạch hộc, thiên sơn tuyết liên, ba lượng nhân sâm, trăm năm thủ ô, 60 phục thung, thâm sơn linh chi, đáy biển chân châu, đông trùng hạ thảo cùng liệt vào trung hoa chín đại thiên thảo, lại hoắc sơn thạch hộc danh liệt đứng đầu. Đủ thấy nó chỗ chân quý. Hoắc Sơn Thạch Hộc trong lịch sử một mực vì hoàng thất chuyên dụng, rất nhiều hoàng đế vì trường sinh bất lão mà dùng Hoắc Sơn Thạch Hộc luyện chế trường sinh đan. Chính là bởi vì Long đầu đuôi phượng cỏ chân quý, lịch đại đến nay lọt vào mọi người điên cuồng ngắt lấy, chân chính hoang dại Hoắc Sơn Thạch Hộc đã cực kỳ hiếm thấy, trên thị trường lưu thông tất cả đều là nhân công trồng, dược dụng giá trị cùng hoang dại Long đầu đuôi phượng cỏ tương đối mà nói, quả thực không thể tính theo lẽ thường. Sớm tại thập niên 50 Hoang Giải Long Đầu Đuôi Phượng Cỏ liền đã trở thành chính phủ quản chế dược liệu, ngay cả kinh kịch đại sư Mai Lan Phương muốn một điểm hoắc sơn thạch hộp bảo dưỡng cuốn học, đều phải mời. Lúc ấy Long Đầu Đuôi Phượng Cỏ nơi sản sinh giang hoài bất bí thư tỉnh ủy đặc phê hiện tại liền lại càng không cần phải nói, sợ rằng sẽ toàn bộ hoắc núi huyện Hoang Giải Long Đầu Đuôi Phượng Cỏ đều lục soát la cũng chưa chắc có thể góp phải đủ một cân hoa quả khô. Đó là chân chính vô giới chi bảo mà lại có tiền mà không mua được, người lấy tiền cũng mua không được đặng thông thiên quả thực chính là công phu sư tử ngoạc. hắn cái kia thổ chiếc hộp màu vàng đến cùng là bảo bối gì chân quý như thế tiêu phàm vẫn như cũng mang theo ôn hòa mỉm cười nhu hòa nói đặng đại ca một cân cực phẩm hoang dại long đầu đuôi phượng cỏ ta xác thực không bỏ ra nổi tới liền xem như ta có thể cầm ra được giống như cũng còn chưa đủ cùng ngươi trao đổi cái gì nói đùa sao đều điên rồi sao đặng thông thiên chưa mở miệng người chung quanh liền kêu to lên trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt, số 32 bàn chung quanh, thành cả cái giao dịch đại sảnh náo nhiệt nhất chỗ, thậm chí có không ít ngay tại cỏ kè mà cả khách nhân cũng dừng tay lại bên trong giao dịch, nhao nhao hướng bên này tuôn đi qua, trong chốc lát đem số 32 bàn vây chật như nêm gối, từng cái rối cổ, hướng bên trong nhìn quanh, muốn hiểu rõ đến cùng phát sinh loại nào biến cố. Đối với những này nhao nhao tuôn đi qua người xem náo nhiệt, đặng thông thiên cùng tiêu phàm đều nhìn như không thấy đặng thông thiên chỉ là gắt gao tiếp cận tiêu phàm một đôi nguyên bản liền to lớn con mắt chừng phải giống như đồng linh phảng phất muốn trên mặt của hắn nhìn ra một đóa hoa đến thật lâu trầm giọng hỏi người thật biết đây là vật gì tiêu phàm mỉm cười chỉ sợ tại giao dịch này đại sảnh trừ hắn cùng tân lâm lại không có người thứ ba biết cái này hộp bí mật dù coi như là cái này hộp người sở hữu đặng thông thiên bản nhân cũng chưa chắc rõ ràng như vậy bất quá tiêu phàm vẫn chưa vội vã giải thích mỉm cười nói đặng đại ca người cái bệnh này, chỉ dựa vào long đầu đuôi phượng cỏ một vị thuốc, là không đủ. Đặng đại ca nếu là không ngại, ta giúp người tay cầm mạch. Nói, tiêu phàm liền hướng đặng thông thiên cổ tay trái vươn tay ra. Tiêu phàm bàn tay, cùng sắc mặt của hắn đồng dạng, hơi có vẻ tái nhợt, không có bao nhiêu huyết sắc, 10 ngón thon dài, cho người cảm giác, 10 điểm yếu đuối. Nhất quán đối người lãnh lãnh đạm đạm, khinh thường tại để ý tới đặng thông thiên chợt sắc mặt đột biến, như lâm đại địch, thô to bàn tay nháy mắt trở nên ân hồng tự huyết, tựa như nguyên một khối huyết hồng mã não thạch điêu khắc mà thành, ẩn ẩn có máu tươi muốn nhỏ giọt xuống. Lắc một cái cổ tay, bàn tay thành hổ chảo cầm nã chi hình, nhanh chóng vô cùng chụp vào tiêu phàm thủ đoạn. Người vây xem đồng loạt im tiếng, bình thức tĩnh khí, trừng lớn hai mắt, gắt gao tiếp cận trong sân biến hóa. Làm sao một điểm dấu hiệu đều không có, nói đánh là đánh. Người ta rõ ràng là nói cho hắn bắt mạch, có hảo ý, làm sao cái này họ đặng bỗng nhiên liền trở mặt rồi. Mặc dù vây xem khách thương đa số không hiểu được võ thuật, nhưng nhìn đặng thông thiên cái này tư thế cùng bàn tay hắn trong chốc lát khủng bố biến hóa, cho dù ai đều có thể tưởng tượng ra được, đặng thông thiên tuyệt đối là cái võ thuật cao thủ, tu luyện có một loại nào đó cực kỳ bá đạo công phu. Mà lại đặng thông thiên khôi ngô cao lớn, thân thể không sai biệt lắm so tiêu phàm tráng kiện gấp đôi. Đem hai cùng so sánh, tiêu phàm ở trước mặt hắn, liền tốt như đứa bé con, nếu thật là bị hắn cầm dừng tay cổ tay, làm không tốt ngay cả xương cổ tay đều muốn cho bóp nát. Đặng thông thiên cũng không giống như là nhân từ nương tay hạng người. Đối đặng thông thiên như thiểm điện bắt tới bàn tay, tiêu phàm thoáng như chưa gặp, tay phải tiếp tục không chậm không nhanh hướng phía trước giò xét, thon dài ngón út, có chút phỉnh lên, nghiêng nghiêng chỉ hướng đặng thông thiên chỗ cổ tay nội quan huyệt. Đặng thông thiên giật nảy cả mình, hắn vẫn chưa xem thường tiêu phàm, mặc dù hắn tu luyện chính là cực kỳ bá đạo ngoại môn công phu, nội gia tạo nghệ kém xa tiết tắp ân chính chung, nhưng cũng có thể nhìn ra được, tiêu phàm không phải chân chính tiểu bạch kiểm. Chỉ là không nghĩ tới cái này trong khoảnh khắc, tiêu phàm thế mà liền đã đối với hắn cầm nã có chiêu số ứng đối. Mà lại là lấy một cây ngón tay nhỏ tới đối phó hắn hổ trào đại cầm nã. Nếu như không phải tự cao tu vi xa ở trên hắn, chỗ này dám như thế khinh thường. Chỉ là hắn động tác của mình quá nhanh, tiêu phàm mặc dù vẫn chưa tận lực hướng hắn ra chiêu, tại cái này điện quang thạch hỏa sát na, muốn né tránh đã tới không kịp, chỉ nghe một tiếng buồn bực hừ, tiêu phàm ngón tay nhỏ tại hắn nội quan trên huyệt nhẹ nhàng vừa chạm vào, đặng thông thiên cả cánh tay liền dừng tại giữ không chung, tiêu phàm ngón giữa và ngón trỏ đã khoác lên hắn trên mạch môn. Đặng thông thiên bóng loáng tỏa sáng trên chán, nháy mắt liền chảy ra một tầng mồ hôi mịn, nhưng cũng không dám dẫy dụa. Cả cánh tay, đều trở nên chết lặng mất linh, rõ ràng là bị cực kỳ cao minh chế huyệt chi thuật chế trụ. Loại này chế huyệt chi thuật, Đặng Thông Thiên cũng chỉ là nghe lão phụ thân ngẫu nhiên nhắc qua, không phải là nội gia công pháp đạt đến tại cảnh giới cực cao đại cao thủ, khó mà tinh thông loại này nghe nói sớm đã thất truyền cao minh võ thuật. Song phương căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên, huống chi bây giờ bị tiêu phàm bắt được mạch môn, đặng thông thiên chỗ này dám lỗ máng. Thay đặng thông thiên tiếp tục mạch đập, tiêu phàm thon dài song mi, có chút nhào lên, chốc lát, nhẹ nói, đặng đại ca, mời đổi tay phải. Đặng thông thiên lúc này không có thốt nhiên làm dáng, không nói hai lời, liền đem tay phải đưa tới, cứng ngắc cánh tay trái, chậm rãi thu hồi, thả ở bên người, vẫn như cú cảm giác chết lặng mất linh. Nguyên bản đỏ thắm như máu nhan sắc, sớm đã tiêu tán không gặp. Ngưng thần cho đặng thông thiên bắt mạch một lát, tiêu phàm chậm rãi đem tay phải thu hồi, cao lại lông mày giãn ra, trịnh trọng nói, đặng đại ca, người tu luyện cát đỏ trưởng nguyên bản là trí dương trí cương ngoại môn công phu ô dương mộc thiên hạ trí dương thứ hai người trường kỳ mang theo trên người cùng cùng chờ chút tiêu phàm lời nói chưa nói xong đặng thông thiên đã kêu lên mặt mũi tràn đầy mê võng chi sắc cái gì ô dương mộc ta đây là chính dương mộc chương 7, phương thuốc tiêu phàm liền cười lạnh nhạt hỏi đặng đại ca người cái này hộp là nơi nào được đến lão đầu tử nhà ta tuổi già ngẫu nhiên đạt được truyền cho ta. Đặng Thông Thiên đơn giản đáp, vậy liền đúng rồi, chính Dương Mộc mặc dù cũng có tụ tập dương khí công hiệu, nhưng cùng Ô Dương Mộc không là một chuyện, hoàn toàn không có thể so sánh. Chính Dương Mộc cùng Ô Dương Mộc đặt chung một chỗ lời nói, kết quả cùng ngươi khối này hỏa nham noãn ngọc là đồng dạng, không ngoài một năm, tất cả dương khí đều sẽ bị Ô Dương Mộc hấp thu sạch sẽ. Thế nhưng là, thế nhưng là thứ này ta mang theo trên người bao nhiêu năm, cũng không gặp nó, nó hút ta dương khí Đặng thông thiên thậm chí phạm lên chấm dứt ba, nhất là đang nói đến hấp thụ dương khí chuyện này thời điểm, càng là nhịn không được toàn thân rét run. Thế cư mầm giao sống hỗn tạp trong núi lớn, các loại quỷ dị truyền thuyết, đánh tiểu liền nghe được không ít, đặng thông thiên cũng là tin. Cái này, thứ này chẳng phải là thành tinh, là yêu quái. Tiêu phàm mỉm cười nói, cái này ngược lại là không cần lo lắng, nhân tài là vạn linh chiều dài. Đặng đại ca, người đem dạng này trí dương chi vật mang theo trên người, tăng thêm ngươi tu luyện cát đỏ trưởng mấy chục năm nóng lạnh chi công, thể nội dương khí tràn đầy vô so. Dương khí quá thịnh thì tổn thương nó phách, hiện tại bệnh tình đã sâu tận xương tủy, đơn giản phục dụng long đầu đuôi phượng cỏ, hiệu quả cũng không lý tưởng, trị ngọn không trị gốc. Đặng Đại ca thẳng như tin tưởng lời của ta, ta cho ngươi cho cái toa thuốc đi. Có lẽ có thể đem ô dương mộc nguy hại hóa giải mất. Được, Đặng Thông Thiên không chút do so dự, gật đầu đáp ứng, ngữ khí sớm đã trở nên chẳng phải cứng rắn thậm chí trở nên 10 điểm kính gần. Tục ngữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vây xem những người này lớn cũng đều không hiểu võ thuật, nhìn không ra trò gì đến, chính hắn lại là nhất thanh nhị sở. Vừa rồi hắn kỳ thật cùng tiêu phàm qua một chiêu, liền một chiêu này, hắn liền cắm cái lớn bổ nhào. Nếu là quả thật sinh tử tương bác, đặng thông thiên đoán chừng mình chống đỡ không được bao lâu. Người trẻ tuổi kia, thế mà là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Đặng Thông Thiên không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nhiều năm như vậy, dựa vào ô dương mộc trí dương chi khí tẩm bổ, Đặng Thông Thiên đem cát đỏ trưởng luyện đến một cái cảnh giới cực cao, thậm chí vượt qua lúc trước truyền thụ cát đỏ trưởng cho phụ thân của hắn, nhưng mà thân thể nhưng cũng đi theo ra mau bệnh. Mặc dù hắn một mực cưỡng ép áp chế, ngoại nhân mảy may cũng nhìn không ra tới. Nhưng bệnh tại hắn trong cơ thể mình, người khác nhìn không ra, không có nghĩa là chính hắn không rõ. Đặng Thông Thiên chẳng những là vị võ thuật cao thủ, mà lại tinh thông dược lý, bản thân lại là người hái thuốc, mình cho mình mở đơn thuốc, trái trị phải trị, cũng không gặp bao lớn khởi sắc. Đặng Thông Thiên biết bao phiền não, hiện tại nghe tiêu phàm kiểu nói này, Đặng Thông Thiên mới xác định vấn đề là xuất hiện ở chính dương mộc trên thân. Hắn mơ hồ nghe phụ thân nói qua, chính dương mộc là trí dương vật đại bổ, đối với tu luyện dương cương công phu võ giả mà nói, là ngàn năm một thuở trí bảo, có trí dương chi khí bổ dưỡng, tu luyện làm ít công to. Nhưng phụ thân lại chưa từng nói cho hắn, trí dương chi khí bổ dưỡng quá mức, sẽ phản phệ tự thân. Nói đến cũng không kỳ quái, ô dương mộc thật giống như một cái ấm trà, đặng thông thiên chính là một con chén trà. Nếu như chén trà lớn hơn ấm trà, tự nhiên có thể không tốn sức chút nào đem trong ấm trà nước đều chứa đựng tới. Tương phản, chén trà so ấm trà nhỏ, nước trà liền sẽ tràn đầy mà ra. Đặng thông thiên sai lầm ngay tại ở hắn sẽ không đem nắm một cái độ, thời thời khắc khắc đem ô dương mộc mang theo trên người, trong ấm trà nước trà liền liên tục không ngừng hướng chén trà quán chú tới, mặc kệ hắn chịu hay không chịu được. Nếu như đổi một cái không hiểu võ thuật người đối với hắn nói như vậy, Đặng Thông Thiên chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng tiêu phàm hiển nhiên không giống, cái mới nhìn qua này tái nhợt văn tính thậm chí hơi có vẻ thon gầy người trẻ tuổi, vẻn vẹn nhếch lên một đầu ngón tay út, liền dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn mấy chục năm nóng lạnh chìm đắm cát đỏ trường tuyệt kỹ, không phải do đặng thông thiên không phục. Tiêu phàm khí độ nhu hòa vô so, không mang mảy may ngang ngược chi khí, mờ mờ ảo ảo có vương giả phong phạm. Đặng thông thiên trong bất chi bất giác, liền rất là say mê. Trên bàn trà chuẩn bị giấy bút, đây là cân nhắc đến có chút khách nhân đặc biệt cẩn thận, không nguyện ý dùng ngôn ngữ trò chuyện, chủ sự thuận tiện chuẩn bị giấy bút, cung cấp khách nhân bút đàm. Tiêu phàm cầm lấy bút đến, trong khoảnh khắc liền viết xong một cái toa thuốc, đưa cho đặng thông thiên, nói, đặng đại ca, dựa theo toa thuốc này uống thuốc, liên phục một năm không gián đoạn, có thể hóa giải trí dương chi khí tạo thành tổn hại. Mặt khác, ta trả lại cho ngươi viết cái đạo khí chi pháp, ngươi dựa theo phương pháp này đi dẫn đạo thể nội dương khí, dần dần đưa ở đan điền, lại hoa ba đến năm năm qua chậm rãi chuyển hóa, hẳn là có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đặng đại ca, cát đỏ trưởng trí cương trí dương, bá đạo dị thường. Muốn luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, vẫn là phải âm dương điều hòa, nội ngoại kiêm tu mới là chính đạo một mực theo dựa vào ngoại lực phụ trợ dũng mãnh tinh tiến vào có đôi khi sẽ hoàn toàn ngược lại dục tốc bất đạt đặng thông thiên hai tay tiếp nhận cái toa thuốc kia nhìn kỹ hai lần hắn cũng là tinh thông dược lý người có thể phân biệt phương thuốc thật giả cứ việc còn có chút chỗ rất nhỏ không nhìn nổi hết sức rõ ràng bất quá liệu tất tiêu phàm cao nhân như vậy sẽ không vô duyên vô cớ ra hại hắn tiêu phàm trên thân kia cố ẩn ẩn lộ ra hạo nhiên chi khí thân là võ thuật cao thủ, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được. Người luyện võ, chẳng những muốn tự thân cường kiệt, mà lại vừa ý lực cùng cái gọi là giác quan thứ sáu yêu cầu cực cao. Rất khó tưởng tượng một cái giác quan thứ sáu chỉ độn người, có thể tại võ thuật trên có cực cao tạo nghệ. Lại nhìn tiêu phàm viết cho hắn đạo khí chi pháp, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản mấy dòng chữ, đặng thông thiên âm thầm chiếu vào vận hơi thở hai chu thiên, toàn thân trên dưới khô nóng khí tức, lập tức liền rất là làm dịu có thể thấy được cực kỳ đối chứng. Chí cương chí dương ngoại môn bá đạo công phu, nếu như có thể phụ chi lấy cao minh nội gia công pháp, mới có thể giống tiêu phàm lời nói, âm dương điều hòa, nội ngoại kiêm tu, cuối cùng đạt đến tại đăng phong tạo cực chi cảnh. Đến tận đây, đặng thông thiên không còn chút nào nữa lo nghĩ, hướng tiêu phàm cuối người chào thật sâu. Đa tả, ta gọi đặng thông thiên, sau này có cần dùng đến ta địa phương, một câu là được. Đặng đại ca khách khí. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhã nhặn nói. Đặng Thông Thiên gật gật đầu, cầm lấy kia mầm ngũ phẩm lá dã sơn sâm, xoay người rời đi, từ trong đám người vây xem xuyên qua, thoáng qua ở giữa, liền rời đi giao dịch đại sảnh. Đặng Thông Thiên nhàn dỗi tới lui, để một đám người vây xem mắt lớn chừng mắt nhỏ, cảm thấy không hiểu thấu. Đây cũng quá truyền kỳ chút, 500 khắc cực phẩm hoang dại long đầu đuôi phượng cỏ đều không nhất định có thể đổi lại đồ vật, cứ như vậy bị nhẹ nhàng một chương cái gọi là đơn thuốc cho đổi được tay rồi đặng thông thiên hẳn là đầu bỗng nhiên tiến vào nước, tiêu phàm chậm rãi đem noãn ngọc trang tiến vào thổ hoàng sắc cái hộp nhỏ. Cái này thượng phẩm hỏa nham noãn ngọc cứ việc chỉ còn lại có một hai thành linh khí, để dùng cho ô dương mộc ủ ấm thân thể, lại kiên trì chừng một tháng, có lẽ còn là có thể. Vô cực thuật tàng ghi chép, ô dương mộc hấp thu địa hỏa tinh hoa, thiên hạ trí dương thứ hai, trừ lửa lân rác bên ngoài, thế gian hết thảy hỏa linh, đều bị nó khắc chế, lại có thể nuôi người tạo vật chủ có thể xưng thần kỳ tiêu tiên sinh xin dừng bước tiêu phàm tân lâm chính muốn rời khỏi giao dịch đại sảnh ân chính trung bỗng nhiên từ một bên đi tới rất khách khí nói tiêu phàm lập tức dừng bước mỉm cười nhìn về phía ân chính trung tiêu tiên sinh vừa rồi kia vật kia có thể cho ta nhìn một chút không ân chính trung nhìn qua tân lâm vác lấy tiểu khôn bao trong đôi mắt mang theo rõ ràng ngạc nhiên cùng hoang mang chi ý được tiêu phàm cười khẽ gật đầu hắn không phải cái nói nhiều người, mới vừa rồi cùng đặng thông thiên thao thao bất việt, đúng là phá lệ. Cho người ta xem bệnh, tổng cũng được thanh chân tướng nói rõ ràng, không lại chính là lắc lư. Tân lâm từ trong bao đeo lấy ra cái kia thổ hoàng sắc dây leo chế hộp nhỏ, giao đến ân chính chung trong tay. Ân chính chung hai tay tiếp nhận, trong mắt tinh quang đại phóng, vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt viền rìa màu đen sợi đằng, ngón tay thậm chí đều hơi có chút run rẩy, tự lẩm bẩm như nói, đây chính là ô dương mộc chẳng lẽ truyền thuyết vậy mà là thật thế gian thật có loại này trí dương linh vật cái này màu đen sợi đằng nhìn qua ảm đạm vô quang không chút nào thu hút tiêu tiên sinh ta muốn thỉnh giáo tiêu tiên sinh thế nào biết đây mới thực là ô dương mộc mà không phải chính dương mộc vuốt ve một lát ân chính chung hai tay đem hộp nhỏ giao về ngẩng đầu nhìn về phía tiêu phàm rất chân thành mà hỏi thăm ô dương mộc ô dương mộc đúng cái này không phải liền là trần thất gia hướng chúng ta hỏi thăm đồ vật a mấy lần nghe tới ô dương mộc danh tự này rốt cục có người vây xem nghĩ tới không khỏi lên tiếng kinh hô hai năm trước trần quả cùng lão lục đều hướng bọn hắn những này đại dược tài thương nghe qua cái gọi là ô dương mộc đoàn người chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy tự nhiên chỉ có thể mờ mịt lắc đầu quá khứ lâu như vậy đoàn người sớm đã đem chuyện này quên mất không còn một mảnh không nghĩ tới bỗng nhiên ở đây xông ra cũng không biết là thật là giả thậm chí ngay cả có được cái hộp nhỏ đặng thông thiên đều nói đây là chính dương mộc, không phải ô dương mộc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Ân lão, bởi vì ô dương mộc cực kỳ hiếm thấy, tại thần nông bản thảo kinh, bản thảo cương mộc cùng thảo mộc trải qua tập chú bên trong cũng vô ghi chép." Về phần càng nhiều nội dung, Tiêu Phàm lại không nguyện ý nói tỉ mỉ. Vô cực thuật tàng là Tiêu Phàm chỗ vô cực môn vô thượng bảo điển, độc lập với đạo gia kinh điển bên ngoài, tự thành một thể. Thế gian vốn liền có rất ít người biết được, dù coi như Tiêu Phàm nói ra, nhất thời bán hội ân chính trung cũng chưa chắc liền có thể hoàn toàn lý giải ân chính trung bận biểu tức nói là ta cô lậu quả văn nhớ được trước kia tại hoàng hải thời điểm từng nghe người ta nói đến qua ô dương mộc đáng tiếc một mực duyên khan một mặt chưa từng gặp qua vật thật hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy cũng coi là một cọc tâm nguyện tiêu tiên sinh tân cô nương quấy dày lão nhân ra chắp tay chống quải trượng chậm rãi rời đi tiêu tiên sinh xin dừng bước ân chính trung vừa đi tiêu phàm cùng tân lâm lại bị ngăn lại. Một loạt tầm 10 tên đại hán, đem phòng giao dịch đại môn chắn đến xít sao, trong đó mấy người trong tay, còn cầm sáng loáng khảm đao, lóng lánh rét căm cam trói mắt hàn mang. Trần thất gia nhàn nhạt, nhạt ngăn tại trước mặt hai người, phiếu đề cử thần miệng, ca môn tỉ môn nếu không đến một điểm. Mặt khác, tại đại hào môn trang đầu, có cái điều tra, liên quan tới nữ chính, mọi người có hứng thú, đi tham dự một chút. chương 8, cướp bóc, thình linh thấy như vậy tư thế, phòng giao dịch bên trong lập tức hỗn loạn tương bừng, kinh hô tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, đoàn người kìm lòng không đặng hướng một bên khác chen tới, cách cửa càng xa càng tốt, hoảng sợ vô cùng nhìn qua bên này, không biết tại sao bỗng nhiên sẽ xuất hiện kinh người như thế biến cố. Mọi người yên lặng một chút, Trần Quả nhấc lên đan điền chi khí, cao giọng quát. Trong chốc lát cả tòa đại sảnh đều phát ra ầm ầm hồi âm, chấn động đến đoàn người màng nhĩ ông ông tác hưởng, kinh hô ồn ào thanh âm nháy mắt liền bị ép xuống, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quả. Các vị, tất cả mọi người là lão bằng hiếu, hôm nay việc này, cùng đoàn người không hề có một chút quan hệ, chính là ta trần mỗ người cùng tiêu tiên sinh có chút kinh doanh cần, chậm chế các vị một chút xíu thời gian, chờ ta cùng tiêu tiên sinh nói xong sinh ý, giao dịch hội tiếp tục tiến hành, ta cam đoan đối mọi người sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần mỗ ở đây các vị bằng hiếu bồi cái lễ nói lời xin lỗi, thật xin lỗi a. À. Trần Quả hai tay ôm quyền, làm cái tứ phương vái chào. Nghe lời này, thất kinh những khách nhân mới kinh hồn hơi định, yên tĩnh trở lại. Chỉ là nhìn thấy kia mấy cái hàn quang bắn ra bốn phía khảm đao, muốn hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng khó có thể. Không làm gì được đây là người ta trần thất ra địa bàn, ai cũng không dám nhảy ra làm chim đầu đàn. Trần Quả đối những khách nhân khách khí về khách khí, nhưng đây chẳng qua là làm ăn tiểu thủ đoạn. Nếu thật là dẫn lửa hắn, chẳng lẽ Trần Thất Gia liền lấy ngươi không có cách nào? Trên giang hồ vào Nam ra Bắc, trọng yếu nhất không phải thực lực của chính ngươi, mà là ánh mắt. Ánh mắt tốt ra hỏa, tổng có thể sống được lâu một chút. Tiêu tiên sinh, cũng xin ngươi thứ lỗi. Không phải Trần Mỗ không tuân theo quy củ, thực tế chuyện này đối với ta mà nói, quá trọng yếu. Trần An khách nhân khác, Trần Quả thế này mới đúng tiêu phàm nói, vẫn như cũng nho nhã lễ độ, mặt mang mỉm cười, không chậm không nhanh. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Trần Lão Bản là vì ô dương mộc. Không sai, Tiêu Tiên Sinh, cái này ô dương mộc ta đã tìm 4 năm năm, cho tới nay, đừng bảo là nhìn thấy hàng thật, thậm chí đều không có mấy người nghe nói qua, ngay cả ân lão đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc xuất hiện, Tiêu Tiên Sinh, vật này ta là nhất định phải được, mời Tiêu Tiên Sinh nhường cho ta, mặc kệ giá cả bao nhiêu, Tiêu Tiên Sinh một mực mở miệng, chỉ cần ta có thể cấp nổi, dù là táng ra bại sản, cũng sẽ không tiếc. Trần Quả trân trọng nói, tiêu phàm rất chân thành nói, Trần Lão Bản, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cái này ô dương mộc đối với ta mà nói, cũng giống vậy 10 điểm trọng yếu. Không phải vấn đề tiền, lạc trên có câu nói đùa, phàm là nói không phải vấn đề tiền, cuối cùng kỳ thật đều là bởi vì vấn đề tiền. Nhưng câu nói này dùng tại tiêu phàm trên thân, quả thật không thích hợp. Tiêu phàm nói không phải vấn đề tiền, vậy liền thật không phải là. Trần Quả cười ha ha một tiếng, nói tiêu tiên sinh, ta là kẻ thô lỗ, sẽ không quanh co lòng vòng. Nói trắng ra đi, ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta là nhất định phải cái này ô dương mộc. Ngươi không định giá, vậy ta cho ngươi mở cái giá 2 triệu, tiền mặt. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu như tiêu tiên sinh không chịu, kia Trần Mỗ cũng chỉ có thể đắc tội. Tiêu tiên sinh cùng tân tiểu thư đều là người đọc sách, đến đều là khách, ta là thật không nguyện ý làm như vậy. Cho nên, Mời Tiêu Tiên Sinh đừng để ta làm khó. Chỉ cần Tiêu Tiên Sinh hôm nay thành toàn ta mặt mũi này, từ nay về sau, ta liền nhận dưới Tiêu Tiên Sinh người bạn này, Tiêu Tiên Sinh phát câu nói, chỉ cần ta Trần Mỗ người có thể làm được, liều mạng ta cũng cho ngươi đi làm, coi như ta trả lại ngươi ân tình này. Trần Thất Gia không hổ là Tây Nam ba tỉnh thành phố trên đường nổi tiếng nhân vật hung ác, một phen nói đến rõ ràng, nhưng lại có tình có lý. Mà lại hiểu rõ Trần Quả tính cách người đều rất rõ ràng. Trần thất ra cực giảng nghĩa khí, một miếng nước bọt một cây đinh. Hắn đã ngay trước đoàn người mặt nói như vậy, tự nuốt lời hứa khả năng liền vô cùng tiểu. Hai triệu tiền mặt, tăng thêm trần thất ra lời hứa ngàn vàng, phân lượng không thể bảo là không nặng, ra giá không thể bảo là không cao. Tiêu phàm quan sát tỉ mỉ trần quả vài lần, lập tức rõ ràng trong lòng, nhẹ nói trần lão bản, tâm tình của người ta có thể hiểu được. Trong cơ thể người ám tật, xác thực tương đối nghiêm trọng. Không ngại, ta cho ngươi tay cầm mạch. Tiêu phàm lời còn chưa dứt, thủ đoạn chưa nhô ra, trần quả đã cấp tốc lui lại hai bước, dựng thẳng trường hộ thân, hai mắt nhắm lại, bày ra ngưng thần để phòng tư thế, nói thật xin lỗi tiêu tiên sinh, cái này ta không thể đáp ứng. Vừa rồi tiêu phàm cùng đặng thông thiên giao thủ, người khác nhìn không rõ, trần quả thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Mắt thấy đặng thông thiên một chiêu liền bị tiêu phàm chế trụ, trần quả sớm đã cảnh giác vạn phân. Cát đỏ trưởng cùng hắn tu luyện diêm la tay, đều là cực mạnh trên lòng bàn tay công phu, bất quá vừa đi dương cương vừa đi âm nhu. Trần Quả đã từng tự mình cùng đặng thông thiên luận bàn qua, hơn 10 chiêu bên trong, trở xuống phong chi thế miễn cưỡng bất phân thắng bại. Nhưng mà nếu quả thật tính mệnh tương bác, Trần Quả đoán chừng mình tám thành không phải đặng thông thiên địch thủ. Cái kia họ đặng dã man ra hỏa, là cái nhân vật hung ác. Đặng thông thiên còn địch bất quá trước mắt cái này nhìn như ôn hỏa yếu đuối người trẻ tuổi, Trần Quả nào dám tùy tiện đem mình mạch môn giao đến trong tay hắn đi. Đặng Thông Thiên là cùng Tiêu Phàm làm giao dịch, hắn nhưng là muốn từ Tiêu Phàm trong tay giật đồ. Tình hình hoàn toàn không giống, đừng nhúc nhích, đứng tại Trần Quả bên người lão lục cùng một vị khác biêu hãn hán tử, đồng thời rút ra súng đến, đồng loạt chỉ hướng Tiêu Phàm. Là loại kia đời cũ súng lục tay súng, rất có thể có hơn mấy chục năm lịch sử. Khánh Nguyên chỗ ba tỉnh giao giới, từ xưa là mầm giao sống hỗn tạp ngoài vòng giáo hóa chi địa, nạn trộm cướp hoành hành. Trước giải phóng đại đại nho nhỏ thổ phỉ có mười mấy cỗ, phía sau bị đại quân tiêu diệt. Nhưng một chút súng đạn hay là tàn mát tại dân gian, mấy chục năm cũng chưa từng đoạt lại sạch sẽ. Cái này hai thanh súng lục tay súng, lão thì già rồi, chưa hẳn liền không dùng được. Lấy tính mạng người ta có lẽ còn là dễ như trở bàn tay. Trần quả cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Vũ khí lạnh thời đại cùng vũ khí nóng thời đại khác nhau, ngay ở chỗ này, không sợ ngươi võ công lại cao, thân thủ lại nhanh nhẹn, cũng không nhanh bằng đạn A. Lão Lục, đừng làm loạn, cách đó không xa ân chính chung thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vã gọi một tiếng. Vũ khí lại trước tiến vào, kia cũng phải nhìn tại trong tay ai sử dụng. Chưa chắc sử dụng vũ khí nóng người, liền nhất định sẽ là người thắng cuối cùng. Ân chính chung qua tuổi bát tuần, cả một đời gặp bao nhiêu sóng to gió lớn. Liền lão lục dạng này, người cho hắn ướn một cái cơ quan súng, cũng chưa chắc liền chắc thắng. Ân chính trung liền từng tận mắt nhìn đến chỉ dựa vào một cây chủy thủ nháy mắt xử lý bốn cái cầm súng tráng hán tuyệt đỉnh cao thủ, ngay cả bảo hiểm súng lục cũng không kịp mở ra, liền bị một đao phong hầu. đáng tiếc Ân chính trung câu này nhắc nhở đã quá trễ. Hàn quang lóe lên, lão lục cùng một cái khác cầm súng hán tử kêu thảm thiết, tay súng bịch rơi xuống đất, tay của hai người của tay chính giữa đều cắm một thanh sáng như tuyết tiểu phi đao, máu me đầm đìa. Hàn quang lại lóe lên thẳng đến hai bước bên ngoài trần quả mà đi, xuất thủ vậy mà là một mực yên lặng đứng tại tiêu phàm sau lưng tân lâm, cho dù ai cũng nhìn không ra cái này kiều kiều sợ hãi cô nương, thế mà cũng là người mang tuyệt kỹ. Trần quả kinh hãi, trước mắt hàn mang lóa mắt, căn bản là thấy không rõ lai lịch. Cao thủ giao phong, liền đối phương lai lịch đều thấy không rõ, còn thế nào đánh. Trần quả cũng là nhân vật hung ác, trong lúc này, lui không thể lui, một tiếng gầm nhẹ, song trường tề xuất, sử xuất diêm la thuốc tay liều mạng chiêu số, một cỗ cực tanh hương vị, lập tức tứ tán tỏa khắp mà ra. Tại diêm la tay ở giữa thêm lên một cái thuốc chữ, tuyệt không phải nhàm chán cử chỉ. Mọi người nhìn hoa cả mắt thời khắc, ân chính trung gấp vội kêu lên, tân cô nương, hạ thủ lưu tình. Theo cái này âm thanh la lên, dâu tóc bạc hết, chống quải trượng bát tuần lão nhân, bỗng nhiên ở giữa trở nên như cùng một đầu là báo đi săn nhanh nhẹn, như thiểm điện vào tới bên này, bên trong phòng giao dịch gió tiếng nổ lớn, lại là ân chính trung vung vẩy quải trượng mang theo đến tiếng xe gió. Uy mãnh vô đúc, tiếng kinh hô vang lên liên miên, không ít người mang trên mặt vô so thần sắc hưng phấn. Ngày hôm nay thật đúng là đã nghiền a, à, không nghĩ tới ngay cả ân chính trung lão bất tử này đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhìn cái này tư thế, ba năm đầu tráng hán tiến lên, đều chỉ có bị đòn phần. Sau một khắc, ô ô tiếng xé gió, im bặt mà dừng. Ân chính trung nghiêu đầu quải trượng, bỗng nhiên liền định ở giữa không trung bên trong nhìn kỹ lại lại là bị hai con thon dài ngón tay trắng nõn kẹp lấy tiêu phàm mỉm cười hướng ân chính trung nhẹ gật đầu kia cứng cỏi vô sau so nghiêu đầu quả trượng giờ phút này tựa như mọc dễ bị tiêu phàm tay trái ngón giữa và ngón trỏ một mực kẹp lấy ân chính trung liên tục vận khí ba lần muốn đem quả trượng đoạt lại lại còn như đá ném vào biển rộng không thể dung chuyển một tơ một hào ân chính trung hồng nhuận như người thiếu niên gương mặt nháy mắt trở nên tái nhợt không máu, miệng bên trong gấp vội kêu lên, tiêu tiên sinh, hạ thủ lưu tình. Tiêu phàm mỉm cười nói, không sao, ân lão, chúng ta không có ác ý. Bên này vừa mới nói hai câu nói, chỉ nghe suy suy hai tiếng trầm đục, trần quả một tiếng đau nhức hừ. Bên kia bác đấu, thế mà cũng trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Đợi đoàn người thấy rõ giữa sân tình hình, lập tức tiếng thét chói tai lại vang lên liên miên. Chỉ thấy trần quả hai bàn tay, một trước một sau, xuyên tại một thanh hàn lóng lánh lợi trên thân kiếm mà chuôi này cực nhỏ cực mỏng như là nga mi đâm tương tự lợi kiếm vậy mà cầm tại tân lâm trong tay đỏ sậm thậm chí mang theo màu tím nhạt chạch huyết dịch theo sắc bén lưỡi kiếm một chút xíu nhỏ giọt xuống tanh hôi trí thức càng thêm nồng đậm làm người ta ngửi thấy mà phát ói thất ra cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại một đám cầm đao đại hán hoảng tay chân kêu loạn kêu la hai cái lăng đầu thanh mặc kệ 3721 liền dơ dao phay lên sông về phía trước. Tất cả chớ động, trần quả cắn răng, một tiếng quát chói tai. Tất cả mọi người không dám động, kia hai cái chính sông về phía trước lăng đầu thanh cũng dừng bước, vừa sợ vừa giận. chương 9 cứu mạng. Tân lâm thần sắc hay là yên lặng, cầm kiếm cổ tay trắng không có một tia run run, tựa hồ vừa rồi chém giết cùng trước mắt huyết tinh đều chỉ là một loại nào đó ảo giác căn bản liền không thể trong lòng nàng gây nên bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng một cỗ thấu xương ý lạnh lại từ trần quả đuôi xương cụt bay lên, lập tức trải rộng toàn thân, thậm chí quên đi xong trưởng lòng bàn tay kịch liệt đau nhức. Hắn không có chút nào hoài nghi, chỉ cần hắn hoặc là thủ hạ của hắn lại có bất kỳ dị động, xuyên thấu bàn tay hắn lợi kiếm sẽ không chút do dự xuyên thấu cổ họng của hắn. Trên thực tế, hàn sáng lóng lánh mũi kiếm, cách cổ của hắn chỉ có không đến 7 tấc khoảng cách, tân lâm hơi một lần phát lực, trên người hắn lập tức liền sẽ thêm ra cái thứ ba lỗ máu. Tiêu tiên sinh, là ta có mắt mà không thấy thái sơn, đắc tội cao nhân. Trần mỗ hướng người chịu nhận lỗi, nhưng là, tiêu tiên sinh, nếu như người cứ như vậy đi, vậy còn không như một kiếm giết ta. Sớm tối là chết, còn không bằng được chết một cách thống khoái điểm. Trần quả không nhìn thấy tiêu phàm, hắn lời nói này là hướng về phía tân lâm nói. Tân lâm ngăn tại hắn cùng tiêu phàm ở giữa, mọi người hoảng hốt, không nghĩ tới thế cục như thế bất lợi, Trần Quả vẫn như cũ nửa bước không lùi. Thật không biết kia cái gọi là ô dương mộc, đến cùng đối với hắn trọng yếu đến loại trình độ nào. Lão thất, im miệng, mắt thấy Trần Quả vẫn như cú cường ngạnh, ân chính chung rất là hoảng loạn, một tiếng quát trói tai. Tiêu phàm hai ngón tay buông lỏng, buông ra ân chính chung như đầu quải trường. Ân chính chung một cái lảo đảo, liền lùi lại hai bước, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, vừa hãi vừa sợ tiêu phàm chậm rãi tiến lên một bước, cùng tân lâm sóng vai, nhìn qua trên lưới kiếm một chút xíu chảy xuôi không dứt mang theo màu tím nhạt tanh hôi huyết dịch, xong nghi cao lại, nhẹ nói, trần lão bản, diêm la thuốc tay cố nhiên bá đạo phi phàm, nhưng muốn tuần tự dần tiến vào, dùng thuốc không thể quá độ. Người đã tẩu hỏa nhập ma, trần quả cười khổ một tiếng, nhẫn thụ lấy trên bàn tay từng trận đau nhức, trên trán thấm xảy ra chút điểm mồ hôi lạnh. Tiêu tiên sinh quả nhiên là đại cao thủ, Trần Mỗ không biết lượng sức, bất quá cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nghe ân chính trung quát lớn, Trần Quả rốt cuộc minh bạch, mình cùng thực lực của đối phương, thực tế cách biệt quá xa, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Ngay cả ân lão xuất thủ, đều là một chiêu liền rơi hạ phong, lại càng không cần phải nói hắn Trần Lão thất. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, nói, ra, Dà, tân lâm thủ đoạn có chút lắc một cái, chuôi này cực mỏng cực nhỏ lợi kiếm nhàn rỗi liền từ Trần Quả xong trong lòng bàn tay rút trở về, lại có chút lắc một cái, lợi kiếm vậy mà giống tơ thép đồng dạng cấp tốc rung động động, bất quá trong khoảnh khắc, trên lưới kiếm huyết châu liền chấn động rất xuống phải sạch sẽ, lợi kiếm hàn quang lóa mắt, trơn bóng như mới, nửa điểm vết máu đều chưa từng nhiễm. Trần quả quát to một tiếng, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, dựa lưng vào phòng giao dịch đại môn mới đứng vững thân thể, nhìn xem mình máu me đầm đìa song trường, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Thất ra, mấy tên thủ hạ sông đi lên, một người cởi mình quần áo trong xoẹt xoẹt xé thành vải luống cuống tay chân cho trần quả băng bó vết thương nhanh nhanh gọi bác sĩ thủ đoạn bên trong đao lão lục khàn khàn cuống họng kêu lên tiêu phàm nói trần lão bản muốn trị liệu diêm la thuốc tay độc hại từ lòng bàn tay lấy máu vốn là trị liệu phương pháp một trong đơn giản băng bó một chút liền tốt không cần vội vã cầm máu trần quả cắn hàm răng một giọng nói đa tạ chỉ điểm tiêu phàm trầm ngâm một lúc nói trần lão bản chúng ta đơn độc nói chuyện đi. Trần Quả lập tức hai mắt tinh quang đại phóng, nửa mừng nửa lo nói, tiêu tiên sinh, người nói cái gì? Đơn độc đàm, ừm, tiêu phàm khẽ vuốt cầm, cất bước hướng về phía trước. Tân lâm lặng lặng cùng tại phía sau, bước chân nhẹ nhàng, điểm bụi không sợ hãi. Tại cửa ra vào loạn cả một đoàn hơn 10 tên đại hán mắt thấy tiêu phàm chậm rãi đi tới, đều kìm lòng không đặng nắm chặt đao trong tay, nhưng lại nhao nhao nhường đường ra, nhìn về phía ánh mắt của hai người, kính sợ bên trong sen lẫn nói không nên lời sợ hãi. Trên giang hồ hốn nhiều năm như vậy, hôm nay mới xem như kiến thức đến, cái gì gọi là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Trần thất gia dạng này một cùng một nhân vật hung ác, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Nhanh, nhanh đi, mở ra phía dưới phòng tổng thống. Nhanh đi, Trần quả vội vã kêu lên, vừa rồi mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, Trần thất gia toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng như cũng rất kiên cường, chưa từng mất một phương hào hùng khí độ bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy chuyển cơ thận trọng như trần thất gia rốt cục cũng bình tĩnh không được người này a à, vẫn là phải có hy vọng mới tốt khánh nguyên khách sạn phòng tổng thống mảy may cũng không so với cái kia nổi danh cấp 5 sao khách sạn phòng tổng thống kém sa hoa sa hoa kim bích huy hoàng mời mời tiêu tiên sinh tân tiểu tân cô nương mời ngồi trần quả hai tay lung tung băng bó một chút máu tươi đem vải nhuộm đỏ bừng cái này ngay miệng nơi nào lo lắng. Cuống Chi Tiêu Phàm nói được rõ ràng, muốn trị bệnh của hắn, lấy máu là thủ pháp một trong. Trần Quả cứ việc không phải 10 điểm tinh thông y lý, lý thuyết y học, nhưng từ nơi lòng bàn tay chảy ra máu, đã ẩn ẩn mang theo màu tím nhạt, mà không phải người bình thường màu đỏ tươi hoặc là màu đỏ sậm, cũng có thể nhìn ra được, đây là máu độc hội tụ nguyên nhân. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ngồi tại xa hoa ghế salon bằng da thật bên trong. Tân Lâm vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, yên lặng chuôi này cực mỏng cực nhỏ lợi kiếm đã không gặp, cũng không biết nàng giấu ở nơi nào. Xinh đẹp nữ phục vụ viên tăng cường cho quý khách dâng lên trà thơm, nhìn ra được, phục vụ viên này 10 điểm khẩn trương, pha trà thời điểm, chẳng những cánh tay đang run, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy. Nàng không phải khách phòng phục vụ viên, nàng là giao dịch đại sảnh phục vụ viên, vừa rồi cái kia nóng nảy một màn, nàng tận mắt nhìn thấy. Trần Quả Dương một tay lên, phục vụ viên kia lập tức lui ra ngoài liền ở thời điểm này cổng vang lên đạc đạc thanh âm ân chính trung đến đứng tại cửa ra vào cũng không tiến vào hai tay ôm quyền rất kính cẩn nói tiêu tiên sinh có thể hay không cho ta dự thính tiêu phàm mỉm cười gật đầu nhu hòa nói ân lão mời tiến vào ân chính trung đem quải trượng đặt tại cạnh cửa bước nhanh về phía trước lại hướng tiêu phàm có chút khom người một chút lúc này mới ngồi xuống tổng thống phòng xếp cửa phòng tại bên ngoài bị nhẹ nhàng khép lại trần lão bản ta trước cho ngươi tay cầm mạch. A, à, tốt tốt, Trần Quả liên tục không ngừng vươn tay trái của mình, đặt tại đá cầm thạch tinh điêu mà thành trên bàn trà. Tiêu Phàm duỗi ra ba ngón tay, chậm rãi khoác lên Trần Quả trên mạch môn, ngưng thần trần bệnh, sau một lát, lại thay đổi Trần Quả tay phải, sau mi nhẹ nhàng nhào lên, sắc mặt trở nên tương đối ngưng trọng. Trần Quả tâm lập tức liền treo lên, run giọng hỏi, "Tiêu tiên sinh, ta bệnh này?" Tiêu Phàm nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ngừng lại hắn, trầm ngâm nói, Trần Lão Bản, bệnh tình của ngươi, so đặng thông thiên đặng đại ca còn nghiêm trọng hơn mấy phân. Đặng đại ca là bồi bổ quá độ, nhưng bản thân hắn thể chất, so ngươi mạnh hơn. Trị bệnh của hắn, tương đối mà nói, muốn dễ dàng một chút. Ngươi tình huống này, nếu như không có ô dương mộc, xác thực rất khó trị tận gốc. Đúng đúng, chính là như vậy, ta cái toa thuốc kia bên trên cũng có ô dương mộc vị này thuốc. Tiêu tiên sinh, ta cũng đừng rất nhiều, sáu tiền liền đủ đủ rồi, 6 tiền ô dương mộc, đơn thuốc bên trên chính là như thế viết. Trần Quả luôn miệng nói, đầy cõi lòng hy vọng, 6 tiền, tiêu phàm liền cười, khẽ lắc đầu, 6 tiền ô dương mộc, bằng ngươi cũng có thể nhận được lên 6 tiền ô dương mộc. Một mực giữ im lặng tân lâm bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí rất là khinh thường, lời nói càng là không lưu nửa điểm thể diện. Trần Quả lập tức rất là xấu hổ, cũng không dám mở miệng phản bác. Tiêu Phàm nói, Trần Lão Bản, người đó là cái gì đơn thuốc? Thuận tiện lấy ra cho ta nhìn một chút không? A, à, đương nhiên đương nhiên, thuận tiện thuận tiện. Trần Quả liên tục gật đầu, đưa tay đến áo của mình trong túi lấy ra một tờ giấy đến, trên tay Lâm Ly máu tươi đem hắn chỉnh đề cấp cao áo sơ mi làm cho rối tinh rối mù, lại đi đâu để ý tới những này. Đây là một phần viết tay phương thuốc, phương thuốc bản thảo đã sớm bị Trần Quả bồi, cất giữ tại trong hòm sắt. Vậy vẫn là dân quốc thời kỳ, lão bất tử sư phụ từ một vị thế ngoại cao nhân cầm trong tay đến qua mấy thập niên, không hảo hảo cất giữ, chỉ sợ đã sớm bị trùng đục chuột cắn phải không ra hình dạng gì. Tiêu phàm tiếp tới, nhìn kỹ một lần, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là hắn đêm nay duy nhất một lần lộ ra vẻ mặt này, ngoài ra vô luận lúc nào, tựa hồ mãi mãi cũng là chấn định như vậy như hằng. Thậm chí để người hoài nghi hắn chân thực niên kỷ, căn bản cũng không phải là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mà là một loại nào đó có thuật chú nhan lão yêu quái. Già nhi, ngươi xem một chút, vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất, tiêu phàm đem phương thuốc giao cho một bên tân lâm. Tân lâm tiếp nhận phương thuốc, nhàn nhạt nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, sáu tiền ô dương mộc. Thuốc này người ăn hết nếu không chết, trên thế giới liền không có người chết. Trần quả vừa mới lắng lại một điểm mồ hôi lạnh, lại hô hô xông ra, đưa tay lau một cái, nói tiêu tiên sinh, tân cô nương, cái này, đây không phải chính ta mở đơn thuốc, là, là trước đây thật lâu, sư phụ ta truyền cho ta, cũng không là chính hắn mở. Ân chính trung ngắt lời nói, cái này tờ đơn thuốc, ta xem qua. Trừ ô dương mộc, cái khác thuốc giống như không có vấn đề quá lớn. Trần quả mấy năm này một mực tại tìm y hỏi thuốc, hiện đặt vào ân chính trung dạng này một vị nhiều năm lão thủ ở bên người, không có khả năng không thỉnh giáo. Nghiêm chỉnh mà nói, ân chính trung không phải trung y sư, mà là dược sư. Nhưng trung y cùng tây y có rõ ràng khác nhau, tại tây y ngành nghề, Y sư cùng dược tề sư hoàn toàn khác biệt, giữa hai bên rất khó trao đổi. Trung y không giống, tinh thông dược lý thuốc Đông y sư, nhiều khi cũng là một vị rất không tệ trung y sư. Ân Chính Trung vẫn luôn không có đối Trần Quả Toa thuốc này làm đánh giá, cũng chưa từng cùng hắn nói qua có quan hệ ô dương mộc sự tình. Bởi vì cái này ô dương mộc, Ân Chính Trung cả đời bên trong, cũng vẻn vẹn trước kia hành tẩu giang hồ thời điểm, thỉnh thoảng nghe người đề cập tới, tính trạng dược lý hoàn toàn không biết gì từ sẽ không tùy tiện hướng trần quả nhấc lên. Ân lão, cái này tờ đơn thuốc vấn đề lớn nhất, nằm ở chỗ ô dương mộc dùng lượng phía trên. Trần lão bản, tòa thuốc này làm sao tới, có thể cùng chúng ta nói chuyện sao? Tiêu phàm khách khí nói, đối ân chính trung dạng này lão tiền bối, tiêu phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy kinh ý. Được rồi tốt, nhưng thật ra là dạng này. Trần quả liền vội vàng đem phương thuốc này lai lịch hướng tiêu phàm nói một lần. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ô dương mộc vốn là phi thường hiếm thấy, nghe nói qua người cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói chân chính dùng qua người. Ô dương mộc dùng lượng dưới phải hơi nặng một chút, cũng tình có thể hiểu. Phương thuốc này chỉnh thể đến nói, đúng vô cùng chứng. Chỉ cần đem ô dương mộc dùng lượng giảm bớt một nửa, liền có thể chiếu đơn sắc phục. Trần lão bản, ta trước cho người cầm máu, một lần lấy máu quá nhiều, liền có chút uốn cong thành thẳng. Tiêu phàm nói, thủ đoạn xoay chuyển, giữa ngón tay hàn mang lấp lóe vậy mà nhiều ba cái ống ánh thanh đao nhỏ. Đao trình liễu diệp hình, nhìn qua có điểm giống châm cứu dùng ngân châm, lại thật sự là liễu diệp đao, chỉ là chế tạo cực kỳ tinh xảo, không nhìn kỹ, quả thực không phân biệt được. chương 10, Trường Sinh Thiên Nhưng mà cái này ba cái liễu diệp tiểu đao tác dụng, thật đúng là dùng để đâm huyệt. Sáu châm quá khứ, chân quả song trưởng dò dỉ tuôn ra máu tươi, dần dần ngừng lại. Chân quả trợn mắt hốc mồm, hắn mặc dù cũng coi là võ thuật cao thủ, nhưng đâm huyệt cầm máu chi thuật, lại chỉ là nghe nói. Khánh Nguyên Thành bên trong cũng có sẽ châm cứu bác sĩ, nhưng mà cùng tiêu phàm tuyệt đối không tại một cái cấp bậc phía trên, thiên xoa địa viễn. Ân chính trung không chấp mắt nhìn xem, than nhẹ một tiếng, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Tiêu phàm đem dính máu liễu diệp tiểu đao phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, nhẹ gật đầu, nói trần lão bản. Diêm la tay lấy dược vật ngâm hai tay đến luyện công, nguyên vốn cũng là chính đồ, hoa hạ võ thuật, bác đại tinh thâm, các loại luyện công pháp môn đều có. Phật môn có dịch kinh tẩy tủy, đạo gia có thoát thai hoán cốt, đều muốn nhờ dược thạch chi lực. Nhưng người tu luyện thuốc tay, xin thứ cho ta nói thẳng, một mực giảng cứu đả thương người uy lực, đã đi vào lạc lối, không phải chính đạo. Cái này không thể trách ngươi, hẳn là sư môn truyền lại có sai. Cùng trong cơ thể ngươi hàn độc sắp xếp chỉ toàn về sau, luyện thêm bản môn công pháp, xuyên ô, thiềm cát, con rết, toàn bỏ cặp cái này mấy vị thuốc, tốt nhất đừng lại dùng. Trần quả hiện tại đối tiêu phàm đã bội phục sát đất, không cần suy nghĩ, bận biểu gật đầu không ngừng đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ, khó trách lão bất tử khoảng 40 tuổi liền rời khỏi giang hồ, chạy đến khánh nguyên cái này địa phương cứt chim cũng không có đến trốn tránh, nguyên lai là sư môn truyền lại phương pháp luyện công vốn là có rất lớn thiếu hụt. Mình nếu không phải cơ duyên xảo hợp, đụng phải tiêu phàm dạng này đại năng chi sĩ, hạ chàng chỉ sợ so lão bất tử còn thảm chi ít lão bất tử xem thời cơ phải nhanh, mặc dù tránh mấy chục năm, tóm lại sống đến chín mười mấy tuổi, mình tuyệt đối gánh không được lâu như vậy. Coi như may mắn tìm được ô dương mộc, theo phương uống thuốc, ô dương mộc dùng lượng không đúng, chỉ có chết phải càng nhanh. Có lẽ là mình mệnh không có đến tuyệt lộ, thượng thiên mới có thể đem cái này đại cứu tinh đưa đến trước mắt, đem mình từ địa ngục cổng kéo lại. Tiêu phàm lại nhìn kỹ một chút trần quả tướng mạo, khẽ vuốt cằm nói trần lão bản, người tổ tiên rất có âm đức, vốn nên khi phúc phận kéo dài. Bất quá chính ngươi những năm này sở tác sở vi, quá tẩu thiên phong, đem âm công tổ đức hao tổn không ít. Từ nay về sau, ta khuyên ngươi vẫn là phải nhiều làm việc thiện sự tình, nhiều tích âm đức. Tại chính ngươi, tại người nhà của ngươi đều có chỗ tốt cực lớn. Đúng đúng, Trần Mỗ, tại hạ nhất định ghi nhớ tiêu tiên sinh giáo hối, thống cải tiền phi, tuyệt không lại làm thương thiên hại lý sự tình. Trần quả mồ hôi lạnh trên trán giò dỉ mà xuống, sắc mặt trở nên 10 điểm tái nhợt. Ừm, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, già nhi, ô dương mộc lấy ba tiền cho trần lão bản. Tân lâm từ tùy thân mang theo trong bao đeo lấy ra cái kia thổ hoàng sắc dây leo chế cái hộp nhỏ, tinh xảo ngón tay hơi vừa dùng lực, hộp ứng tay mà nát, nguyên bản khảm nạm tại hộp bốn phía làm trang trí vật đen nhánh sợi đằng, nhàn rỗi ở giữa đạn phải thẳng tắc, phảng phất có linh tính, có chút rung động động không ngừng. Tân lâm giữa ngón tay hàn mang lấp lóe, ba đoạn dài gần tắc ô dương mục bị đoạn xuống dưới, mặt cắt chỗ chỉnh chỉnh tề tề, lóng lánh ô kim quang trạch, ẩn ẩn có một cỗ linh khí đang lưu truyền. Trong chốc lát Trần Quả chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Ân chính trung lập tức há to miệng không khép lại được đến, thở dài, thiên hạ trí dương thứ hai, quả nhiên danh bất hư truyền. Đương nhiên loại này bỗng nhiên ấm lên hiện tượng, thoáng qua liền mất, ô dương một mặt cắt đảo mắt lại trở nên đen nhánh, không có nửa điểm quang trạch, nhìn qua cùng phổ thông sợi đằng giống như đúc. Tân lâm hướng trần quả mở ra tuyết trắng bàn tay, trắng nõn nà, cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái tay này một khi cầm kiếm, mấy cái đối mặt liền đem trần thất ra uy trấn Tây Nam Diêm la thuốc tay giống thịt xiên xuyên tại một khối. Trần quả bận biểu thức đứng dậy, rỗi ra bị máu tươi nhuộm đỏ bừng song trường, cung cung kính kính từ tân lâm trong tay tiếp nhận ba đoạn cục cưng quý giá. Thả ở lòng bàn tay cẩn thận xem, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Tiêu phàm chậm rãi đứng dậy, ân lão, trần lão bản, vậy chúng ta sẽ không quấy dày, cáo từ. Trần quả lập tức gấp mắt, luôn miệng nói tiêu tiên sinh, tân cô nương, cái này, cái này làm sao có thể. Hai vị giúp ta ân tình lớn như vậy, chẳng khác gì là đã cứu ta trần lão thất mệnh, cứ như vậy đi, làm sao có thể. Vậy ta còn không được bị các bằng hữu chê cười chết. Vô luận như thế nào, cũng muốn mời hai vị ở thêm mấy ngày, để ta tận tận tình địa chủ hữu nghị loại này đại ân cứu mạng vô luận như thế nào đều phải hảo hảo báo đáp mới được trần thất gia cũng không phải là không biết tốt xấu không hiểu ân nghĩa tên đần tiêu phàm cười cười nói trần lão bản hảo ý tâm lĩnh ngày sau có lẽ còn sẽ có làm phiền ngươi thời điểm đương nhiên đương nhiên chỉ cần tiêu tiên sinh để mắt khi ta trần lão thất là bằng hiếu sau này mặc kệ chuyện gì chỉ cần tiêu tiên sinh một câu trong lửa trong lửa đi trong nước trong nước đi ta muốn một chút nhíu mày liền không họ trần trần quả thề phát thệ nói tiêu tiên sinh bất kể như thế nào ở một buổi tối một buổi tối cũng có thể a à. ngày mai ta vì hai vị thực tiễn tiêu phàm lại nhẹ nhàng cười một tiếng không nói thêm lời nào cất bước hướng về phía trước trần quả thấy thế cũng thật là bất đắc dĩ lập tức nhắm mắt theo đuôi theo sau nói kia kia mời tiêu tiên sinh cùng vài phút ta ta làm sao cũng muốn biểu thị một điểm tâm ý nói xong không đợi tiêu phàm mở miệng, liền là đoạt bước lên trước, đẩy ra tổng thống bộ nặng nề khắc hoa gỗ lim đại môn, hướng chờ bên ngoài, chỗ cổ tay quấn lấy thật dày một vòng băng vải lão lục thấp giọng phân phó nói, nhanh, đi lấy 500.000 tiền mặt, lập tức đưa tới, càng nhanh càng tốt. Đêm hôm khuya khoát, ngân hàng sớm đã đóng cửa, 500.000 tiền mặt, đã là khánh nguyên khách sạn trong tủ bảo hiểm toàn bộ chuẩn kim. Tại cái này xa xôi sơn thành, 500.000 tiền mặt, cơ hồ không có chuyện gì làm không được. Lão Lục cũng không dám hỏi vì cái gì, đáp ứng một tiếng, co cẳng liền chạy. Tiêu Phàm lại không có tính toán chờ hắn, mỉm cười cùng ân chính chung bắt tay nói đừng, cùng Tân Lâm cùng một chỗ, rất nhanh liền đến Khánh Nguyên khách sạn dừng xe bãi, dừng xe bãi bên cạnh trong bụi cỏ bóng đen lóe lên, thẳng hướng Tiêu Phàm đánh tới. Hắc lân, Tiêu Phàm mỉm cười, đưa tay ra cánh tay, bóng đen kia trực tiếp liền nhào tiến vào trong ngực của hắn, nhìn kỹ lại, nguyên lai là một đầu toàn thân đen nhánh mèo to, toàn thân trên dưới, đen nhánh tỏa sáng, lại vô một cây tạp mau, chỉ có hai con mắt lóng lánh lục oánh oánh quang mang, trong đêm tối, gặp một lần phía dưới liền khiến người không rét mà run. Hai người một mèo, ngồi tiến vào một đài treo ích đông tỉnh sẽ linh nham thành phố bảng số phổ thông hàng nội địa xe con. Tân Lâm nổ máy xe, nhẹ nhàng linh hoạt từ một đống lớn xa hoa trong xe nhỏ chuyển ra. Tiêu tiên sinh, chờ một chút, xin chờ một chút. Xe nhỏ vừa vừa rời đi dừng xe bãi, Trần Quả mang theo một cái to lớn vali mật mã, kêu to đuổi theo, đầu đầy mồ hôi. Xe nhỏ không có chút nào giảm tốc chi ý, trực tiếp hướng cửa chính chạy tới. Trần Quả truy mấy bước, đành phải dừng lại. Người ta nói rõ không muốn hắn chỗ tốt, để hắn thiếu cái đại nhân tình. Người phi thường, phải làm phi thường sự tình. Xe nhỏ lái ra đại môn sát na, hai đạo lục oánh oánh ánh mắt bỗng nhiên tại cửa sổ xe chỗ thoáng hiện. Trong chốc lát Trần Quả toàn thân lông tóc dựng đứng, Cùng trước đây không lâu tại giao dịch đại sảnh hành lang bên trên cảm giác bị người dò ngó giống nhau như đúc. Loại này cảm giác quỷ dị lại là lóe lên liền biến mất, sau một khắc, xe nhỏ liền dễ ngoặt, biến mất ở trong trời đêm. Trần Quả Lang Lang đứng tại chỗ, nửa ngày im lặng. Lão Lục cùng tại phía sau, thò đầu ra nhìn, nhìn qua thất gia cầm trong tay cái vali mật mã, âm thầm líu lưỡi. Cái này người nào a, à, 500.000 hiện tiền giấy đều không cần. Thế nhưng là xem bọn hắn mở kia xe, cũng quá rơi phần, không giống như là cái gì lớn thằng giàu có nha. Tự nhiên, những lời này lão lục là tuyệt đối không dám nhận lấy thất ra mặt nói ra, chỉ có thể ở trong lòng buồn bực. Khánh Nguyên Thành không lớn, xe nhỏ rất nhanh liền ra khỏi thành, bên trên tỉnh Đạo Tuyến. Đầu này tỉnh Đạo Tuyến hai năm trước vừa mới mở rộng đã tu sửa, đường xá rất không tệ. Ban đêm không có gì xe, mặt đường trống trơn minh mông, tầm mắt tốt đẹp. Tại sao phải giúp hắn? Tân Lâm nhàn nhạt hỏi mặt mũi của nàng tựa hồ lại lên chút biến hóa, càng thêm xinh đẹp. Nhìn gương mặt hắn, không nên đột tử, mà lại tổ tiên âm đức hạo đáng, là tích thiện nhà, chủ quý nhân tương trợ. Tiêu phàm ngồi ở ghế cạnh tài xế, hắc lân im ắng ghé vào trong ngực của hắn, tiêu phàm chậm rãi vuốt ve hắc lân nhu thuận lông tóc, nhẹ nói. Tân lâm nhẹ nhàng biếu môi một cái, nói cái này quý nhân chính là ngươi rồi. Lệch các ngươi vô cực môn, liền có chú ý nhiều như vậy. Nguyên bản vô luận lúc nào, cô bé này đều là yên lặng, tựa như ảo mộng, khiến người trong bất chi bất giác liền như là ngắm hoa trong màn xương, không giống hồng trần người, như vậy nhẹ nhẹ bĩu môi một cái, chợt ở giữa bằng thêm mấy phần kiều mị, để nàng cả người tiêu rin động, bỗng nhiên nhiều mấy phân sinh khí. Tiêu phàm mỉm cười, nói, vô cực môn vốn cũng không có thể tính là thuần túy giang hồ lưu phái, mà là chính thống đạo môn truyền thừa. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, mảnh bàn về đến, vô cực là chư đạo chi tổ, lão tử sáng tạo đạo giáo trước đó, vô cực đạo thống liền đã tồn tại. Đây cũng là vô cực môn cùng các ngươi thất diệu cung điểm khác biệt lớn nhất. Tân Lâm hừ một tiếng, tựa hồ không muốn cùng hắn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Nhàn nhạt môi đỏ nhếch, vừa đúng địa hình thành một đạo tiểu đường vòng cung, nhìn qua có một chút quật cường chi ý. Vô cực môn cùng thất diệu cung dây dưa, kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm. Lịch đại thất diệu cung chủ, siêng năng để cầu mục tiêu lớn nhất chính là đánh bại vô cực môn, đem vô cực môn những cái kia kiêu ngạo đến thực chất bên trong đầu chán ghét nam nhân dẫm tại dưới chân. Để tân lâm phiền muộn vô so là, từ ngàn năm nay, tựa hồ còn chưa hề có cái kia một đời thất diệu cung chủ đã từng hoàn thành qua dạng này hành động vĩ đại, cuối cùng đều chỉ có thể mang theo vô so tiếc nuối, đem cái này chung cực mộng tưởng làm di huấn, trịnh trọng truyền cho đời sau cung chủ. Vô cực môn, thực tế cường đại đến quá không hợp thói thường. Tỷ như tiêu phàm, tân lâm đi cùng với hắn sinh hoạt đã có 3 năm lâu, thậm chí có thể nói là như hình với bóng cho tới bây giờ tiêu phàm ở sâu trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì tân lâm hay là đoán không được chuyện mới vừa rồi kia nếu như đặt tại tân lâm trên thân tuyệt đối sẽ không như thế xử trí ba tiền ô dương mộc kia là chân quý bực nào vậy mà lãng phí ở trần quả người như vậy trên thân quả thực không thể tưởng tượng nổi cùng tân lâm khác biệt tiêu phàm đối tân lâm suy nghĩ trong lòng tựa hồ nhất thanh nhị sở mỉm cười nhẹ nói, giả nhi, thất diệu cung cũng có trường sinh chi pháp. Truy cầu con đường trường sinh, vốn là nghịch thiên hành sự. Chỉ có nhiều làm việc thiện sự tình, rộng thích âm đức, mới có thể đoạt thiên tạo hóa. Con đường trường sinh, tân lâm lại bĩu môi, có chút khinh thường. Hay là chờ ngươi tìm về các ngươi vô cực môn thất lạc trường sinh thiên rồi nói sau. Trường sinh thiên đã thất lạc không biết bao nhiêu năm, muốn tìm trở về, nói nghe thì dễ. Tiêu phàm thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu chương 11, Đại Hào Môn. Tiêu Phàm vừa về tới thủ đô, liên tiếp vào đệ đệ Tiêu Thiên điện thoại. Ca, ngươi về thăm nhà một chút đi, lão gia tử bệnh, rất lợi hại, ở tiến vào 301. Tiêu Thiên ngữ khí, luôn luôn như vậy sắc bén, mang theo loại nói không nên lời bất cần đời hương vị. Làm nước Cộng Hòa một cùng một Đại Hào Môn, lão tiêu ra hai cái đích tôn, ở thế gia trưởng bối trong mắt, thật đúng là rất bất tranh khí. trưởng tôn tiêu phàm, từ tiểu thông minh hơn người, học rộng tài cao, lại vẫn cứ thích lão trang chi học, đại học dự thi thế mà là đạo giáo học Việt, sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến vào tông giáo bộ môn, để thủ đô hào môn thế ra các trưởng bối rơi xuống một chỗ kính mắt. Có vẻ như thủ đô con cháu thế ra, còn không có những người khác là xuất gia làm đạo sĩ. Mặc dù nói, đạo giáo thanh quy giới luật kém xa Phật giáo nghiêm khắc như vậy, đa số đạo giáo lưu phái cũng không cấm chỉ môn nhân kết hôn sinh con, sinh sôi hậu đại. Nhưng những cái kia thân cư cao vị, tay cầm quyền cao thế gia trưởng bối, lại nơi nào sẽ đi cân nhắc những này rồi. Đạo giáo thanh quy giới luật ít hơn nữa, người xuất gia chính là người xuất gia, chẳng lẽ còn có thể lại tiến vào thể chế bên trong phát triển. Coi như tiến vào thể chế, có một đoạn lịch sử như vậy, bên trong thể chế thành tựu cũng rất có hạn. Thử nghĩ tại chấp chính đảng quan lớn sơ yếu lý lịch bên trong, làm sao có thể xuất hiện năm nào đó tháng nào đó đến năm nào đó tháng nào đó ở nơi nào xuất gia thành đạo sĩ như vậy lời nói. Lão tiêu nhà vị này thông tuệ nhất trưởng tôn, từ hắn đi tiến vào đạo giáo học viện đại môn một khắc này bắt đầu, liền đã chú định không có khả năng lại trở lại thể chế bên trong. Đối với tiêu gia dạng này cấp cao nhất hào môn mà nói, loại tổn thất này không thể bảo là không lớn. Về phần tiêu gia nhị tiểu tử tiêu thiên, so tiêu phàm càng không chịu nổi, trực tiếp chính là cái hoàn khố. Từ sơ chung bắt đầu, liền hô bằng dẫn bạn, đánh nhau nháo sự, hoành hành không sợ, là trong trường học có tiếng hỗn thế ma, không biết bị lão sư cáo bao nhiêu ngự trạng, chịu bao nhiêu đánh tơi bời. Lại là càng đánh càng ngang bướng, chưa vừa tiến vào cửa trường đại học, cũng đã là tứ cửu thành hoàn khố vòng tròn bên trong nổi danh nhị thiếu, nhiễm nhiên thủy hử chuyện bên trong miêu tả cao nha nội. Tiêu lão gia tử tại nước Cộng hòa uy vọng lớn lao, vô luận tại vị hay không, đều là có cuối cùng quyền quyết định siêu cấp đại nhân vật một trong. Tiêu gia đời thứ hai tử đệ so ra mà nói, cũng không lạc hậu cho người khác. Tiêu lão gia tử con độc nhất tiêu chạm, chiếm giữ thực quyền chính bộ cấp làm quan thanh liêm uy nghiêm nặng nề ở thế gia hào môn đời thứ hai tử đệ bên trong có phần tạo lòng tin cho chúng nhân có thể xưng người tiên phong cấp nhân vật cai khác mấy đứa con gái con rể cũng tại thể chế bên trong thân cư cao vị rất có lực hiệu triệu duy chỉ có lão tiêu nhà hai đứa cháu trai này thực tế quá khiến người ta thất vọng hai cái bất tranh khí nhi tử đã thành tiêu chạm vảy ngược ai cũng không dám ở trước mặt hắn tùy ý nhắc lên nếu không, tất nhiên sẽ trêu đến tiêu bộ trưởng lôi đình giận phát. Ừm, ra ra lúc nào nằm viện, tiêu phàm lấy làm kinh hãi. Lần này hắn đi ra ngoài siêu tập các loại dược liệu, về thời gian hơi dài chút. Đi ra ngoài trước đó, tiêu phàm trở lại một chuyến nhà, lão gia tử khí sắc coi như không tệ, làm sao mới qua nhiều như vậy thời gian, thế mà liền ở tiến vào bệnh viện rồi. Tiêu thiên ở trong điện thoại đáp, liền hôm qua đi, nghe nói trong nhà nghe văn kiện đâu, Trương A Di muốn dìu hắn đi trong viện đi một chút, kết quả vừa đứng dậy liền té xỉu. Cái gọi là Trương A Di là lão gia tử chuyên trách bảo vệ sức khỏe y tá. Lão Thái Thái hai năm trước qua đời, hai năm này, lão gia tử sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày đều là Trương y tá đang phụ trách chăm sóc. Tiêu Thiên lời này, kỳ thật rất có sơ hở trong lời nói. Cái gì gọi là nghe nói a, à, kia là người ông nội tốt a, à, bất quá trong lúc này Tiêu Phàm từ cũng sẽ không đi so đo đệ đệ cái này nho nhỏ sơ hở trong lời nói. Tiêu Thiên ba năm ngày mới về nhà một chuyến là chuyện thường xảy ra, thường thường về đến nhà cũng chính là ngốc một hồi, ăn bữa cơm liền không kịp chờ đợi chạy. Bởi vì, sợ bị mắng, nhà mình lão cha tiêu bộ trưởng là trái nhìn hắn không thuận mắt nhìn phải hắn cũng không vừa mắt, dù sao đều không đúng. Lại nói tiêu phàm mặc dù không hoàn khố, lại so tiêu thiên về nhà số lần còn thiếu, ngày bình thường trốn ở kinh ngoại ô chỉ thủy xem, cùng một bang đạo sĩ đạo cô tại một khối lêu lồng, lải nhải cũng không biết bận rộn cái gì, 10 ngày nửa tháng không ở trong nhà lộ mặt không thể bình thường hơn được. Trên một điểm này, tiêu phàm thật không có tư cách dạy bảo tiêu thiên. Tốt, ta đi bệnh viện nhìn xem, ngươi ở đâu, cùng đi chứ, tiêu thiên lập tức liền ấp úng, nói ca, ta, ta liền không đi, tránh khỏi lão gia tử trông thấy ta liền phiền, bệnh tình ngược lại tăng thêm. Mấu chốt là trong nhà bất luận một vị nào trưởng bối nhìn thấy tiêu thiên, đều sẽ nhịn không được mở miệng giáo huấn hắn vài câu tiêu nhị ca thực tế là phiền muộn không thôi tại kinh sư hoàn khố vòng tròn bên trong tiêu nhị ca dù sao cũng là lão đại cấp bậc như nhân người trước người sau vô cùng quang vinh cái này một về đến nhà lập tức liền biến thành mạnh mẽ cho cháu trai ai bắt lấy hắn đều có thể giáo huấn một trận trong lòng rất buồn bực tiêu phàm trầm mặc một chút chậm rãi nói tiêu thiên không nên quá ham chơi tiêu phàm cùng tiêu thiên tuổi tác chỉ thua kém một tuổi nhiều không đến 2 tuổi, thuở nhỏ tình cảm liền rất tốt. Tiêu Phàm lúc trước ghi danh đạo giáo học viện, Tiêu Thiên là hắn duy nhất người ủng hộ. Tiêu Thiên hì hì cười một tiếng, nói ca, ta tính cách này, người cũng biết, sợ là đổi không được rồi. Tiêu Phàm im lặng, Tiêu Thiên tính tình, có đôi khi thậm chí so hắn còn muốn cưỡng. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Một mực lẳng lặng tại khác một bên đà tọa luyện khí tân lâm lập tức đứng dậy, đi theo hắn phía sau, giống một hình bóng như. Đi lội ba không nhất y viện, lão gia tử nằm viện. Tiêu phàm đơn giản giải thích một câu, kỳ thật câu này giải thích thuần túy nhiều dư. Tân Lâm rất hít hỏi hắn đi đâu, làm cái gì, chỉ cần hắn đi ra ngoài, Tân Lâm liền đuổi theo. Thời gian ba năm, đủ để đạt thành dạng này ăn ý. Tiêu phàm ở tại kinh ngoại ô chỉ thủy xem, toàn bộ vùng này, các loại đạo quán không ít, chỉ thủy xem là trong đó tầm thường nhất một cái đạo quán nhỏ. Chiếm diện tích cũng không nhỏ, viện tử thật lớn giả sơn nước chảy vườn hoa vườn ươm mọi thứ đều đủ nói không đáng chú ý là bởi vì không có tên tuổi chỉ thủy xem cũng không mở ra cho người ngoài không tiếp đãi khách hành hương triều bái có rất ít người tiến vào xem bên trong càng không rõ ràng cả tòa chỉ thủy xem chỉ có tiêu phàm một cái nam nhân cái khác đều là nữ tính chỉ thủy xem thấp thoáng tại bóng cây trong rừng trúc chỉ có một đầu trong rừng đường nhỏ thông hướng ngoại giới cái gọi là hàng xóm đều là chút nông trại gần nhất cũng cùng rừng cây cách xa nhau vài trăm mét. Trung quanh nông dân, bình thường sẽ không tới chỉ thủy xem tới. Chớ xem thường mảnh này nho nhỏ rừng, không ai chỉ điểm lời nói, người coi như theo trong rừng đường nhỏ đi vào trong, cũng tuyệt đối đi không đến chỉ thủy xem đại môn trước đó. Quấn bên trên tốt mấy vòng, liền từ rừng cây bên kia đi ra ngoài. Có chút cùng loại dân gian truyền thuyết quỷ đả tường, nói đến không kỳ quái, những này cây cối rừng trúc, nhìn qua lộn xộn trên thực tế là dựa theo tứ tượng trận phương vị tỉ mỉ sắp xếp. Không phải tinh thông trận pháp chi đạo cao thủ, quả quyết phá giải không được. Cái này tứ tượng trận không phải Tiêu Phàm bố trí, chỉ thủy xem sớm tại dân quốc năm bên trong liền xây thành, lúc ấy tòa này đạo quán nhỏ là Tiêu Phàm sư phụ ở, trong rừng tứ tượng trận chính là Tiêu Phàm sư phụ tự tay bày ra. Tiêu Phàm sư phụ, tự xưng là vô cực môn 6 đời thứ 13 trưởng giáo, Tiêu Phàm là đời thứ 64 truyền nhân vô cực một mạch đạo thống bắt nguồn xa, dòng chảy dài, người xưa kể lại, vô cực chín tướng thì cũng chính là vô cực thuật tàng bắt đầu tại mấy ngàn năm trước đó, thậm chí có thể truy tố đến chu dịch khởi nguyên thời đại, lại trải qua lịch đại tổ sư cùng trưởng giáo không ngừng phong phú, truyền đến hôm nay, có thể xưng bác đại tinh thâm, cứu cực vô tận. Là vì vô cực, tiêu phàm chậm rãi đi đến xem bên ngoài, hắc lân đi theo bên chân của hắn, nhắm mắt theo đuôi, nhìn qua uể oải, không đánh nổi tinh thần. Trừ mập lớn hơn một chút, lông tóc sáng ngời một chút cùng phổ thông mèo nhà cũng vô quá lớn khác nhau tân lâm mở đài rất phổ thông hàng nội địa xe nhỏ ra nửa mới không cũ tiêu phàm leo lên ghế lái phụ bóng đen lóe lên hắc lân từ cửa sổ xe chỗ nhảy lên mà vào chuẩn xác vô cùng chui tiến vào tiêu phàm trong ngực liền là cuộn mình thành lông mềm như nhung một đoàn liếm liếm bàn chân của mình tiêu phàm mỉm cười nhẹ nhàng mơn trớn hắc lân mềm mại trơn bóng lông tóc dưới ánh mặt trời hắc lân lông tóc lóng lánh ô kim quang trạch nước nhuận vô so. Hắc lân hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve, thoải mái mà nheo cặp mắt lại. Xe con rất nhanh lái ra rừng cây, hướng thành nội xuất phát, không lâu sau đó, liền mở tiến vào 301 bệnh viện đại môn. Làm nước Cộng Hòa thạc quả cận tồn mấy vị đỉnh cấp nguyên lão, tiêu lão ra từ tự nhiên ở tại bệnh viện cán bộ nòng cốt phòng bệnh, một cái bán độc lập tiểu viện tử, có một đạo hành lang cùng ngoại giới tương thông. Hành lang cùng lầu chính chỗ nối tiếp, là một đạo nguyệt cửa có hai tên vệ sĩ thủ hộ người không liên quan các loại hết thảy không cho phép tới gần lão gia tử bên người có một cái vệ sĩ tổ ngày đêm phụ trách cảnh vệ lão gia tử an toàn những vệ sĩ này đều cùng tiêu phàm rất quen không cần kiểm tra tự nhiên cho qua tân lâm cùng hắc lân lưu tại bên ngoài cho tới bây giờ tân lâm chưa tại lão tiêu nhà lộ mặt qua lão tiêu gia trưởng bối thân nhân thậm chí bao gồm tiêu thiên ở bên trong cũng không biết tiêu phàm bên người có dạng này một vị kỳ lạ nữ tử tồn tại. Tiêu gia cũng không có người đi qua chỉ thủy xem, trên danh nghĩa, tiêu phàm tại quốc gia tông giáo sự vụ ván đi làm, hơn nữa còn hưởng thụ phó sự cấp đãi ngộ, tông giáo cục cũng cho hắn phân phối đơn nhân túc xá. Nhưng tiêu phàm có phải là đi trong cục đi làm, phải trang tại trong cục ký túc xá ở lại, cục lãnh đạo ai cũng chẳng quan tâm. Bình thường cán bộ, như thế tiêu cực biếng nhác, khẳng định là không được, nhưng tiêu phàm đương nhiên là một ngoại lệ không vì cái gì khác liền vì hắn họ tiêu cái này liền đầy đủ chỉ thủy xem đối với tiêu phàm bên người tất cả hồng trần thân hữu mà nói là không tồn tại tiêu phàm sở dĩ muốn tại tông giáo cục treo cái tên kỳ thật càng nhiều cũng là bởi vì hắn họ tiêu lão tiêu ra trực hệ tử đệ dù sao cũng phải có cái đơn vị làm việc tông giáo cục dù sao cũng là đường đường chính chính quốc gia quản lý cơ quan nếu là tiêu ra trực hệ tử đệ tiêu bộ trưởng con ruột thế mà thành không nghề nghiệp lưu dân làm sao đều không thể nào nói nổi. Thật giống như tiêu thiên, cả ngày giá chơi bời lêu lỏng, cùng một bang kinh sư hoàn khố ăn uống thả cửa, ăn chơi đàng điếm, cũng có công tác chính thức đơn vị, cũng hưởng thụ chính khoa cấp đãi ngộ, chỉ so tiêu phàm thấp một ô, mỗi ngày vẫn là phải đi đơn vị báo cái đến giờ cái máu, không có chuyện còn muốn ở văn phòng uống chút trà nước nhìn xem báo chí. Trên mặt bàn quy củ, mọi người cũng phải nói một chút. Cũng coi là cho nhà mình lão cha tiêu bộ trưởng một cái công đạo chương 12, Điềm Đại Hung. Tiêu Phàm chưa tiến vào phòng bệnh thăm hỏi lão gia tử, trước liền ở phòng nghỉ nhìn thấy tiêu Trạm Tiêu bộ trưởng là cái hiếu tử, hào môn tử đệ bên trong đại đại nghe tiếng. Tại đã từng gian nan nhất tuế nguyệt, bao nhiêu phụ tử bất hòa, huynh đệ thành thù, tương hỗ công khai xử lý tội lỗi, chỉ có tiêu Trạm cũng là không đi, từ đầu đến cuối bồi bạn lão phụ thân, lấy mình trẻ tuổi thân thể vì lão phụ chống đỡ vô số quyền cước. Lão gia tử bỗng nhiên té xỉu nằm viện, tiêu chạm lo nghĩ bất an, tự mình tại bệnh viện bồi hộ. Tiêu phàm vẫn như cũ là áo vải dày vải, đi đường yên tĩnh, cơ hồ chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang. Dựa vào điểm này, lão gia tử vệ sĩ trưởng liền từng khẳng định, tiêu phàm võ công không kém. Lời này không có mấy người tin tưởng, thực tế tiêu phàm nhìn qua quá văn nhược, cơ hồ là bạch diện thư sinh đại danh từ, sắc mặt mãi mãi cũng là tái nhợt. Cha, nhìn thấy ngồi ở phòng nghỉ ghế sofa bên trong tiêu chạm, tiêu phàm dừng bước, mỉm cười gọi một tiếng, đi tiến vào phòng nghỉ. Tiêu chạm mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, cơ hồ là nghiêng nghiêng dựa vào ghế sofa bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe tiêu phàm thanh âm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện như ngồi thẳng người, nháy mắt liền trở nên uy nghiêm vô so. Kinh sư thế gia đời thứ hai tử đệ bên trong, tiêu chạm là cực kỳ giảng cứu quan uy quan thể một vị, người trước người sau, nghiêm túc thận trọng, đoan chính sắp chất phác. Thân là thế gia đời thứ hai người tiên phong cấp nhân vật, tiêu chạm nhất định phải dựng lên thể thống tới. Tại phương diện này, tiêu Trạm giống hệt lão phụ. Đến, tiêu chạm lạnh nhạt nói một câu. Cứ việc hai đứa con trai đều không cho mình không chịu thua kém, tiêu chạm đối tiêu phàm tiêu thiên huynh đệ thái độ, hay là khác hẳn có khác, trên cơ bản xưa nay không tại tiêu phàm trước mặt thần sắc nghiêm nghị. Tiêu phàm vĩnh viễn là như vậy gió nhạt mây nhẹ, đối trưởng bối phê bình cũng tốt, khuyên nhủ cũng được, chỉ là mỉm cười lắng nghe, chưa từng phản bác. Loại này nguội nước thái độ, để các trưởng bối không thể làm gì. Cuống hồ, tiêu phàm chỉ là si mê với những cái kia kỳ quái tông giáo điển tịch, cơ hồ chưa từng cùng đám công tử bột hốn cùng một chỗ, đối trưởng bối vĩnh viễn khiêm cung lễ phép, đối cùng thế hệ ôn hòa hữu ái, đơn thuần từ người phẩm hạnh mà nói, thực tế vô có thể bắt bẻ. Kỳ thật liền con em thế ra mà nói, tiêu phàm loại này phản nghịch mới là nhất là triệt để, vừa vào không môn, sẽ cùng tại đem sĩ đồ của mình con đường triệt để chặt đứt, vĩnh viễn cáo biệt đem gia tộc phát dương quang đại thông thiên đại đạo. Thời nay không so cổ đại, hoàng đế đều có thể xuất ra. Ngược lại là tiêu thiên, hồ nháo về hồ nháo, chỉ cần một ngày kia, hắn cải tà quy chính, nguyện ý đi vào hoạn lộ, lại như cũng có cơ hội nhanh chân trước tiến vào, đứng hàng đại các. Dù sao mỗi người đều có lúc còn trẻ, tuổi trẻ khinh cuồng, cũng là có thể tha thứ. Nghiêm chỉnh mà nói, hoàn khố vòng tròn nhưng thật ra là chăm chú phụ thuộc vào hào môn thế gia vòng tròn, không có bậc cha chú thân cư cao vị, tay cầm quyền cao, sao là nha nội phong quang hiển hách, hoàn khố phách lối. Cách quan trường vòng tròn gần nhất chính là hoàn khố vòng tròn, nhiều khi, hoàn khố vòng tròn lên chính là một cái cầu nối tác dụng, đem phú hào vòng tròn, tân quý vòng tròn cùng với khác vòng tròn, cùng hào môn thế ra vòng tròn chăm chú liên nhận, bù đắp nhau. Nhưng ở trưởng bối trong mắt, tiêu thiên tự nhiên là đỡ không nổi tường bùn nhão, đãi ngộ so sánh với si mê tông giáo tiêu phàm kém xa. Cha, thật xin lỗi, ta đoạn thời gian trước đi công tác đi một chuyến nơi khác, hôm trước vừa mới trở về thủ đô. bệnh của gia gia không sao à? tiêu phàm chậm rãi đi qua, tại phụ thân một bên trong ghế ngồi xuống, thuận miệng nói, ngẩng đầu hướng phụ thân nhìn lại, bỗng nhiên sửng sốt một chút, song mi kìm lòng không đặng nhau. mới vừa rồi là quay lưng về phía mặt trời, tiêu trạm ngồi tại dưới bệ cửa sổ nhìn không rõ ràng. hiện tại tiêu phàm lại thấy rõ ràng, phụ thân ấn đường có một đoàn nồng đậm màu đen lộ ra một cỗ khó tả lệ khí, mũi thở phiếm hồng, huyết quang ẩn hiện. Đây là điềm đại hung. Hơn một tháng trước, tiêu phàm còn gặp qua phụ thân, lúc ấy cũng vô dạng này điềm giữ thể hiện. Ừm, đi công tác rồi. Bệnh của gia gia hiện tại rất khó nói. Bác sĩ sơ bộ trần bệnh là trúng gió, hôm qua đưa đến bệnh viện đến, hiện tại bệnh tình còn không có toàn diện cha ra. Đối với nhi tử thất thố, tiêu chạm chưa từng lưu ý. Tiêu chạm cũng không phải là lấy khôn khéo chứ danh lãnh đạo cao cấp, huy vọng của hắn, càng nhiều là bắt nguồn từ hắn công chính liêm minh, cùng cực mạnh nhân cách mị lực. Cùng loại tiêu gia dạng này một cùng một đại hào môn, lão gia tử khỏe mạnh, nắm trong tay cực kỳ hùng hậu chính trị tài nguyên, chung quanh khẳng định tụ tập một đoàn bên trong thể chế quan lớn, ẩn ẩn hình thành cái nào đó chính trị lý niệm giống nhau vòng tròn, lại dùng cái này phúc bắn đi ra, ảnh hưởng đến càng nhiều lĩnh vực, chính là những cái kia chính trị nhà quan sát miệng bên trong cái gọi là chính trị phe phái kinh sư cái khác mấy cái cùng tiêu ra khó phân trên dưới đại hào môn, cũng có được đồng dạng tình hình, riêng phần mình có được chính mình phe phái lực lượng. Nhiều lần cao tầng chính trị đánh cờ, những này phe phái đều phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Làm tiêu ra đời thứ hai duy nhất Nam Đinh, tiêu chạm tại toàn bộ đại phái hệ bên trong địa vị không cần nói cũng biết. Lão gia tử tuổi tác đã cao, không để ý tới tục vụ, đại phái hệ sự vụ ngày thường, đều là tiêu chạm đang xử lý. Một bên là bận rộn công vụ, một bên là rắc rối việc nhà, còn vừa muốn thường xuyên chú ý cục diện chính trị xu thế, tiêu chạm luôn luôn cảm thấy tinh lực không đủ dùng, từ cũng sẽ không quá chú ý nhi tử thần sắc biến hóa. Đối với tiêu phàm lời nói đi công tác, tiêu chạm càng là lơ đánh. Tông giáo cục đi công tác, có thể có cái gì việc quan trọng. Trừ phi quan hệ đến cao nguyên, thiên sơn, thảo nguyên mấy cái mẫn cảm phương hướng tông giáo lãnh tụ, mới sẽ khiến cao tầng chú ý. Tiêu phàm tạm thời vô tâm đi quan tâm bệnh của gia gia tình, trước được đem phát sinh ở trên thân phụ thân kinh thiên biến hóa làm rõ ràng lại nói. Cùng loại tiêu chạm dạng này quan lớn, hào môn đời thứ hai tử đệ nhân vật trọng yếu, thế mà lại xuất hiện huyết quang hiện ra, quả thực khiến người khó có thể tin. Tiêu phàm chưa hề cùng phụ thân đàm luận qua, mình tu tập vô cực chín tướng thiệt kỳ thật không tính truyền thống trên ý nghĩa trường phái đạo gia phái, mà là cùng chu dịch cùng thời đại viễn cổ truyền thừa. Vô cực môn truyền thừa, y bốc tinh tược, phong thủy kham dư, trận pháp phù lục cùng thuật pháp đầy đủ mọi thứ, còn bao gồm cực kỳ tinh thâm nội gia luyện khí chi thuật. Nhưng tất cả đây hết thảy căn cơ, đồng đều ở chỗ một cái tướng chữ. Tướng người không chỉ là tướng nhân, còn có thể tướng tên, tướng nhà, tướng mộ, tướng vạn vật, tướng càn khôn, tướng thiên địa, tướng tạo hóa. Tiêu phàm lúc còn rất nhỏ, liền 10 điểm bí ẩn theo sát sư phụ tu tập vô cực chín tướng thiên hơn 20 năm chìm đắm nghiên cứu, tại tướng một trong nói, đã đến cảnh giới rất cao nhưng những vật này há có thể tại lão tiêu nhà dạng này chính thống nhất màu đỏ thế gia nhấc lên chỉ sợ tiêu phàm mới mở miệng liền sẽ bị phụ thân mắng cái vòi phun máu chó thậm chí bị nổi giận tiêu trạm giam giữ nhìn quản tiêu trạm là nhất kiên định kẻ vô thần từ xưa đến nay y không từ y tướng không từ tướng tướng người không cho mình xem tướng càng không cho mình thôi diễn mệnh lý bởi vậy diễn duỗi cũng không cho người thân cận nhất của mình xem tướng đoán mệnh một mặt là quan tâm sẽ bị loạn không thể đứng tại khách quan công chính trên lập trường đến tiến hành thuật số thôi diễn một phương diện khác thì là trời cơ khó dò vô luận là xem tướng đoán mệnh hay là xem bói phong thủy đều tồn tại tiết lộ trời cơ mà lo lắng tướng người nhược quả từ tướng hoặc là vì thân cận nhất người thôi diễn biến số nhất định phải nhìn trộm trời cơ su cát tị hung chính là bản tính của con người kể từ đó chính là tướng người cùng thiên cơ đối kháng thầy tướng có thể vì càng mạnh trời cơ phản vệ cũng liền càng lợi hại. Càng về sau, trời cơ càng không lường được, nhưng trên thân phụ thân rõ ràng như thế điểm đại hung, tiêu phàm tuyệt không có khả năng bỏ mặc. Cha, khoảng thời gian này, trong công việc gặp được rất không thuận tâm sự tình sao. Tiêu phàm giống như là rất vị ý mà hỏi thăm, ngay tại vừa rồi, tay phải hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, đã lên một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện, tiêu chạm tướng mạo bên trên điểm đại hung, tựa hồ cùng ngoại giới hoàn cảnh biến hóa có quan hệ. Ngay trước phụ thân trước mặt, Tiêu Phàm không dám công nhiên lấy Thái Hạo thần thi lên quẻ. Tiêu Trạm là cùng hắn người thân nhất người thân, trời cơ che đậy chi lực quá lớn, đơn giản bói toán chỉ có thể đạt được một chút cực kỳ mơ hồ tin tức. Tiêu Trạm hừ một tiếng, nói trong công việc không thuận tâm việc nhiều, thuận tâm có thể có mấy món. Tiêu Trạm làm người quá cương trực, làm quan quá công chính, trong công việc đắc tội không ít người. Cái khác mấy đại hào môn, cùng lão Tiêu nhà cũng không phải như vậy thích hợp nhất là lão uông nhà, cơ hồ càng là công khai đối thủ. Uông gia lão gia tử cùng tiêu lão gia tử là cùng cùng phân lượng khai quốc nguyên lão, ở trong nước huy vọng chi cao, không thua kém một chút nào tiêu lão gia tử. Trọng yếu hơn nữa là, uông lão gia tử so tiêu lão gia tử trẻ tuổi mấy tuổi, thân thể vẫn luôn so tiêu lão gia tử khỏe mạnh. Tiêu phàm cứ việc không phải hết sức quan tâm những này chuyện trong chính trị, nhưng dạng này bày ở ngoài sáng trạng thái vẫn là rất rõ ràng nói thế nào cũng là chính tông nhất hào môn nick hệ tử đệ. Hiện giai đoạn, vô dòng húy ngôn, một cái gia tộc phải trăng bền bỉ hưng thịnh, lão gia tử khỏe mạnh tình trạng là một cái trọng yếu tham khảo chỉ tiêu, thậm chí là trọng yếu nhất tham khảo chỉ tiêu. Nói đến cực đoan một điểm, nhà ai có thể cười đến cuối cùng, liền nhìn vị nào lão gia tử có thể sống được lâu dài hơn một chút. Lão gia tử vừa một bị bệnh, tiêu chạm tướng mạo bên trên liền hiện ra rõ ràng như thế điểm giữ, tăng thêm vừa rồi kia một quẻ loáng thoáng chỉ hướng, Tiêu Phàm cơ hồ lập tức liền suy đoán đến loại tình hình này khả năng cùng cao tầng đánh cờ có quan hệ. Kỳ thật cái gọi là điểm giữ, người bình thường là hoàn toàn nhìn không ra. Dù coi như là thầy tướng, tạo nghệ không cao, công lực không đủ, cũng nhìn không ra tới. Tiêu Trạm tướng mạo bên trên huyết quang hiện ra, cũng liền Tiêu Phàm loại này đẳng cấp đại năng giả mới có thể quan sát đạt được. Mặc dù là điểm đại hung, dựa theo Tiêu Phàm thôi diễn, cũng không phải lập tức sẽ ứng nghiệm, hẳn là còn có một đoạn thời gian nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, điểm giữ đã hiện, nếu như trong vòng mấy tháng sau đó không phát sinh kinh thiên đại biến số, cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Nói cách khác, chuyện này nhất định sẽ phát sinh, đừng bảo là mấy tháng, liền xem như lại cách mấy năm, mấy chục năm phát sinh, tiêu phàm cũng quả quyết khó mà tiếp nhận tình huống như vậy phát sinh ở cha mình trên thân. Sinh lão bệnh tử cố nhiên là quy luật tự nhiên, nhưng thọ hết chết già cùng thảm tao tai và bất ngờ, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Cha, xem ra người khoảng thời gian này, làm việc thật cực khổ, ta cho ngươi xoa xoa cánh tay, sắp xếp nhị ý một chút khí thức đi. Tiêu phàm xong nghi giãn ra, khẽ cười nói. Được, Tiêu chạm gật đầu đáp ứng. Hắn phản đối với nhi tử đi làm phong kiến mê tín, lại không phản đối nhi tử học trung y châm cứu xoa bóp. Đây là chính tông quốc quý, hẳn là phát dương quang đại. Tiêu phàm cũng xác thực thỉnh thoảng trong nhà biểu diễn một lượt y thuật của hắn. Điểm này, Tiêu gia trưởng bối đều là rất tán thưởng cùng cái khác thế gia trưởng bối nói tới tiêu phàm thời điểm, bình thường đều nói tiêu phàm tại nghiên cứu trung y thuật châm cứu, tuyệt thiếu nâng lên tông giáo loại hình chủ đề. Bao nhiêu che lấp một chút. chương 13, tuổi thọ sắp hết. Tiêu phàm đứng tại phụ thân sau lưng, lòng bàn tay dán tại tiêu chạm cái ót huyệt ngọc trầm, đem một sợi nội tức chậm rãi đưa tiến vào tiêu chạm thể nội. Vô cực môn luyện khí chi thuật, cùng vô cực chín tướng đồng dạng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ghi chép tại vô cực thuật tàng nguyên khí đạo dẫn thuật thiê bên trong. Lịch đại trưởng giáo tổ sư cùng môn hạ đệ tử kiệt xuất lại đem tự mình tu luyện nguyên khí đạo dẫn thuật tâm đắc trải nghiệm phụ lục ở phía sau, sớm tại thời ngũ đại kỳ, lợi dụng tươi thắm đại thành. Tiêu phàm căn cốt tuyệt hảo, hắn thụ nghiệp ân sư năm đó gặp một lần, liền là rất là tán thưởng, ca tụng là kỳ tài ngút trời, đem một thân bản sự dốc túi tương thụ. Tiêu phàm từ 7 tuổi lên tu luyện vô cực nguyên khí đạo dẫn thuật, 20 năm qua, chưa hề có một ngày bỏ dở, sớm đã luyện đến tam hoa tụ đỉnh ngũ khí chiều nguyên cảnh giới cực cao, nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, sinh cơ bành trướng. Tiêu trạm chưa hề luyện tập qua võ thuật, tiêu phàm liền phá lệ cẩn thận, khống chế nội tức, một chút xíu chậm chạp đưa tiến vào phụ thân kinh mạch bên trong. Tiêu phàm vừa vào cửa liền phát giác phụ thân phập phồng không yên, tâm thần có chút không tập trung, lúc này trong vòng hơi thở trợ giúp phụ thân ngưng thần tĩnh khí, đối thân thể của hắn rất có ích lợi tiêu chạm chỉ cảm thấy một cô ấm áp khí tức từ sau đầu xuyên vào, dần dần thông suốt toàn thân, toàn thân đều uể oải, dễ chịu vô so, nguyên bản bực bội bất an tâm thần rất nhanh liền thả yên tĩnh, linh đài dần dần thanh minh. Cha, có phải là chính sách phương diện, lại có cái gì biến hóa mới? Tiêu phàm vẫn như cũ rất tùy ý mà hỏi thăm, tiêu chạm lắc đầu, nói cái này thật không có. Tiêu phàm, người đã đối những chuyện này không có hứng thú, liền không nên tùy tiện lẫn vào, trong chính trị sự tình phức tạp cực kỳ, ngươi hay là toàn tâm toàn ý nghiên cứu ngươi trung y thuật châm cứu đi. Hành y tế thế cũng là chính đồ, nhi tử từng có xuất gia kinh lịch, lại vào bên trong thể chế phát triển, tiêu chạm là không nghĩ. Chỉ cần hắn sau này tinh nghiên y thuật, cũng chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt. Vô luận thời đại thay đổi thế nào, bác sĩ cái nghề này luôn luôn thiếu không được. Chân chính y học đại sư, trung y quốc thủ, đồng dạng 10 điểm bị người tôn sùng địa vị xã hội rất cao. Về phần áo cơm phúc lộc, tiêu chạm ngược lại là cũng không lo lắng. Đừng bảo là lão tiêu nhà hiện tại ở vào thời kỳ cường thịnh, coi như không người kế tục, lại thế nào xuống dốc, chẳng lẽ còn có thể thiếu hậu thế tử tôn một bát cơm ăn. Được, tiêu phàm nhẹ giọng đáp ứng. Cha, người khoảng thời gian này vất vả quá độ, khí tức trong người tương đối loạn, ta cho người đâm mấy châm. Ừm, tiêu chạm gật gật đầu, nhi tử thuật châm cứu, hắn trước kia cũng thử qua, rất có hiệu quả trị liệu. Hàn quang lóe lên, tiêu phàm trong tay thêm ra ba cái liễu diệp tiểu đao, nhẹ nhàng đâm tiến vào tiêu chạm cái ót cùng cái cổ ba khu huyệt đạo, sau một lát lại rút ra, trong đó một thanh liễu diệp tiểu đao bên trên, dính lấy một điểm huyết châu. Tại tiêu phàm nội tức dẫn đạo dưới, tiêu Trạm thể nội tán loạn khí thức dần dần đưa về kỳ kinh trăm mạch, tiêu chạm chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trọng nặng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Tiêu phàm ngừng lại, đến phòng nghỉ trong ngăn tủ xuất ra một đầu chăn lông, nhẹ nhàng cho phụ thân đắp lên trên người. Dù coi như trong giấc mộng, tiêu chạm nồng đậm song nghi, cũng là nhẹ nhàng nhân lại. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, vì cái này nhà, vì toàn bộ chính trị đại phái hệ, tiêu chạm thực tế trả giá nhiều lắm. Bất quá năm mươi ra mặt, đã tóc mai điểm bạc, vẻ già nua dần hiện. Tiêu phàm rời đi phòng nghỉ, hướng phòng bệnh đi đến. Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiêu lão gia tử an tĩnh nằm tại trắng noãn trên giường bệnh, trên cánh tay đánh lấy một chút, Mũi khổng lý cắm dưỡng khí quản hay gò má hãm sâu so một tháng trước gầy đến nhiều không có một chút huyết sắc một vị tướng Mạo Văn tính Nhu hòa trung niên như y tá thủ hộ ở bên chính là lão gia tử bảo vệ sức khỏe y tá Trương A Di bất quá lúc này Trương y tá cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt dáng chống đỡ lấy không có ngủ quá khứ lão gia tử đột nhiên trúng gió Trương y tá là người bận rộn nhất một mực làm bạn một ngày một đêm không thế nào chập mắt thấy tiêu Phàm vào cửa Trương y tá thoảng qua giật mình, giấy ruộng lấy muốn hướng lên đứng, tiêu phàm vội vàng khoát tay chặn lại, ngừng lại nàng, nhẹ nói, trương a di ngài ngồi, ta đến xem ra ra. Trương y tá liền cười gật đầu, quả nhiên không có đứng dậy, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt 10 điểm hiền lành ôn hòa. Cùng tiêu ra trưởng bối khác biệt, trương y tá đối tiêu phàm cảm nhận cực dai. Chính trị đại thế, hào môn thế gia ân oán bút mắt, trương y tá không hiểu, cũng không quan tâm nàng chỉ là tận tâm tận lực làm tốt chính mình bản chức làm việc, chiếu cố tốt lão gia tử. Tiêu gia các trưởng bối vì sao chẳng phải chào đón tiêu phàm, nàng liền càng thêm không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ cái này táo bạo thế giới, giống tiêu phàm dạng này nhã nhận thủ lễ, không nóng không vội tuổi trẻ con em thế ra, thực tế quá hiếm có. Huống chi tiêu phàm còn tinh thông y thuật, nhiều lần lão gia tử thân thể không vui, đều không có bên trên bệnh viện, tiêu phàm cho làm hai về châm cứu, xoa bóp một phen lão gia tử liền là khôi phục khỏe mạnh tại trương y tá trong mắt tiêu phàm mờ mờ ảo ảo có thế ngoại cao nhân phong phạm tiêu phàm đi tới giường bệnh trước đó tại một bên trong ghế ngồi xuống nhẹ nhàng cầm lão gia tử bàn tay khô gầy cùng phòng bệnh bình thường khác biệt ba không nhất y viện cán bộ nòng cốt săn sóc đặc biệt phòng bệnh trước giường bệnh trưng bày không phải đơn giản ghế gỗ nhỏ mà là nhân tạo cách ghế dựa mềm tiêu lão gia tử bệnh nặng nhập viện không biết sẽ có bao nhiêu đại nhân vật trước tới thăm, tại trước giường bệnh ngồi một hồi, cùng lão gia tử trò chuyện vài câu, chính là để bên trong phải có chi ý. Khiến cái này vang danh thiên hạ cự đầu ngồi tại ghế gỗ nhỏ bên trên, không khỏi quá mức ủy khuất. Phòng bệnh cửa sổ bị thật dày lông nhung thiên nga màn cửa che đậy phải cực kỳ chặt chẽ, một sợi ánh nắng cũng chiếu xạ không tiến vào. Liền trong phòng bệnh ánh đèn dịu dịu, tiêu phàm quan sát tỉ mỉ lấy lão gia tử khuôn mặt, lông mày chăm chú nhau lão gia tử tuyết trắng thọ lông mày, đuôi lông mày gặp phải tán loạn không chịu nổi, một đạo nếp nhân trực tiếp lọt vào trong miệng, ấn đường chỗ ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức tử vong. Cứ việc cỗ khí tức này còn không phải rất nồng nặc, tiêu phàm vẫn như cũng có thể phát giác được. căn cứ vô cực chín tướng thiên, thọ tướng thứ ba tướng mạo miêu tả, đây là tuổi thọ sắp hết biển hình dấu hiệu. tiêu phàm ngón tay nhẹ nhàng khoác lên lão gia tử trên mạch môn, lão gia tử mạch đập cực yếu, trượt mà bất lực, lúc đứt lúc nối. Theo y học bên trên phán đoán, đây cũng là sinh mệnh nguồn suối khô kiệt, sắp thọ chung mạch tượng. Không đúng, tiêu phàm nhu hòa sắc mặt trở nên nghiêm trọng vô so. Mặc dù không thể xâm nhập vì chính mình người thân nhất thôi diễn số tuổi thọ, dựa vào tiêu phàm tinh xảo vô so tướng nhân chi thuật, cũng từng đơn giản vì lão gia tử suy tính qua, lão gia tử đại nạn, không nên tới phải nhanh như vậy, chỉ ít 3 năm năm tuổi thọ vẫn phải có. Một tháng trước, Tiêu Phàm còn chưa từng tại lão gia tử tướng bên trên phát hiện bất luận cái gì kịch biến dấu hiệu, làm sao chỉ là một tháng thời gian, vậy mà phát sinh khổng lồ như vậy nghịch chuyển. Khó mà tác giải, vô luận loại kia tướng thuật truyền thừa, đều thừa nhận, người tướng không phải đã hình thành thì không thay đổi, sẽ theo cái khác một chút nhân tố trọng yếu cải biến mà phát sinh biến hóa. Vô cực chín tướng thiên nói đến rõ ràng, tâm tướng nặng tại tướng mạo, nội tướng nặng tại bề ngoài. Câu nói này thông tục tới nói, chính là một người sở tác sở vi, sẽ cải biến tướng mệnh của hắn. Nếu như một lòng hướng thiện, làm nhiều việc thiện, nguyên bản đoàn mệnh đột tử chi tướng cũng không phải là không có trường thọ khả năng, tương phản, nếu như làm nhiều việc ác, chịu tội từng đống, dù là tướng mạo cao quý không tả nổi, cuối cùng cũng không nhất định có thể có được kết thúc yên lành. Nhưng mà, càng là đại nhân vật, tướng mệnh càng khó sửa đổi. Nhất là giống tiêu lão gia tử dạng này khai quốc người có công lớn, thân phụ nặng gửi, bên trên ứng thiên tượng hắn số tuổi thọ biến hóa, ảnh hưởng tuyệt không chỉ là bản thân hắn, còn sẽ ảnh hưởng đến bên cạnh hắn rất nhiều thân bằng thích bạn, đồng sự đồng chí, thậm chí ảnh hưởng đến cao tầng cục diện chính trị đi hướng, ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế, tiến tới ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến loại này biến hóa cực lớn phát sinh. Tiêu phàm tay phải cho lão gia tử bắt mạch, hai mắt nhắm lại, năm ngón tay trái khẽ nhúc nhích, tái khởi một quẻ. Quẻ tượng vẫn như cú người điểm mơ hồ lão gia tử trên thân trời cơ che đậy lực lượng mạnh mẽ, ở xa tiêu trạm phía trên. Như vậy đại nhân vật chỗ ẩn giấu trời cơ, há là bình thường thủ đoạn có thể nhìn trộm được. Nếu như không phải tiêu phàm đem vô cực chín tướng thiên nghiên cứu đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, đừng bảo là lấy bói toán đến nhìn trộm dấu ở lão gia tử trên thân trời cơ, chỉ sợ ngay cả lão gia tử tuổi thọ sắp hết dấu hiệu đều không chút nào có thể phát giác. Bất quá tiêu phàm chỉ ít từ cái này mơ hồ quẻ tượng chi ở bên trong lấy được một cái nghiệm chứng, lão gia tử xác thực đem không còn sống lâu trên đời. Về phần còn có thể gánh bao lâu, 3 tháng hay là 6 tháng, lại rất khó tinh chuẩn suy tính. Vẹn vẹn chỉ là như thế một cái đơn giản thôi diễn, tiêu phàm liền rõ ràng cảm giác được não hải thoảng qua mê muội đây là cưỡng ép nhìn trộm trời cơ mà đưa tới phản phệ chi lực. Vô cực chín tướng thiên, thọ tướng thứ ba cùng vô cực chín tướng thiên, luân hồi tướng thứ sáu đều có quan hệ với suy tính số tuổi thọ thuật pháp ghi chép, tiêu phàm sớm đã nghiên tập tinh thông, đạt đến tại đại thành. Nếu như giờ phút này đối mặt chính là một người bình thường, cùng tiêu phàm bản thân lại không có bao nhiêu liên lụy, hắn hoàn toàn có thể phi thường chính xác suy tính ra đối phương số tuổi thọ, không dám nói chính xác đến tháng nào ngày nào đó một lúc nào đó, sai sót cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Bởi vì người bình thường tạ thế, cố nhiên sẽ khiến cho thân bằng hảo hữu bi thống thương cảm, lại sẽ không tại trên bản chất ảnh hưởng đến những người khác sinh hoạt tinh chuẩn suy tính không đến mức nghiêm trọng nhiễu loạn trời cơ quy luật vận hành nhưng tiêu lão gia tử đã là nguyên lão huân thần tại nước cộng hòa chính trị bản đồ bên trên hết sức quan trọng lại là tiêu phàm ruột thịt tổ phụ huyết mạch tương liên vừa vặn phạm tướng thuật thôi diễn song trọng tối kỵ muốn tinh chuẩn suy tính thế chỗ khó có thể cưỡng ép thôi diễn phản vệ chi lực chỉ sợ khó có thể chịu đựng tiêu phàm hít sâu một hơi nguyên khí vận chuyển đại chu thiên, đem trời cơ phản vệ đưa tới rất nhỏ mê muội lập tức khu trừ. Trong tay hàn quang lấp lóe, 12 chuôi liễu diệp tiểu đao nhàn rỗi ở giữa hiển hiện ra. Tiêu Phàm đứng dậy, ngón tay liên động, đem 12 mai liễu diệp tiểu đao trong khoảnh khắc đâm vào lão gia tử 12 chỗ đại huyệt, phải tay cầm thật chặt lão gia tử tay phải, lòng bàn tay chống đỡ, đem nội tức cuồn cuộn không tuyệt đưa vào lão gia tử thể nội. Trương y tá đã đứng dậy, lại cũng không ngăn cản, trên mặt ngược lại lộ ra ý mừng rỡ. Tiêu Phàm châm cứu thuật thần kỳ, nàng đã sớm lĩnh giáo qua không chỉ một lần. Không những ở lão gia tử trên thân lũ kiến kỳ hiệu, thậm chí còn vì nàng chữa trị dây dưa lâu ngày khớp nối đau nhức chứng bệnh, lúc ấy làm cho Trương y tá kinh ngạc rất lâu. Có dạo này các thân thể sẽ, đối Tiêu Phàm y thuật, Trương y tá lòng tin 10 phần. Sau một lát, lão gia tử nguyên bản trắng bệch phải không có chút nào huyết sắc gầy gò trên gương mặt dần dần hiện lên một sợi đỏ thắm hô hấp cũng biến thành hơi gấp rút mấy phân. Sau một chốc, lão gia tử mí mắt chấp động, hai mắt chậm rãi mở ra đến, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trương y tá không khỏi đại hỉ, bước nhanh tiến lên. chương 14, ám toán. Vô luận lúc nào, chỉ cần thanh tỉnh, lão gia tử từ đầu đến cuối linh đài thanh minh, không đáng hổ đồ. Đối với một vị nam hơn bát tuần lão nhân mà nói, điểm này nhất là đáng quý. Tiểu phàm, mở mắt liền thấy cháu trai, lão gia tử thon gầy trên mặt có chút tràn ra vẻ tươi cười. Lão gia tử một mực rất thích cái này trưởng tôn, dựa theo người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc, tiêu phàm xác thực rất không tệ. Đánh tiểu liền chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn thủ lễ, không có một chút thói hư tật xấu, việc học cũng coi như có thành tựu, còn có công việc ổn định cùng thu nhập nơi phát ra. Về phần thích đạo gia văn hóa, chỉ có thể nói là ưa thích cá nhân vấn đề. Cứ việc tiêu phàm ghi danh đạo giáo học viện, sau khi tốt nghiệp tiến về quốc gia tông giáo cục đi làm, lão gia tử đã từng phản đối qua, cuối cùng vẫn là nghe từ tiêu phàm mình quyết định. Cái này cũng không ảnh hưởng lão gia tử đối tiêu phàm yêu thích, chỉ là tổ tôn ở giữa, không có bao nhiêu cộng đồng chủ đề. Tiêu phàm cũng không thể cho một vị bách chiến người có công lớn, kiên định cách mạng chủ nghĩa người đàm luận tướng thuật phong thủy những vật này, đa số thời điểm, hai ông cháu ở chung một chỗ, là tiêu phàm lẳng lặng nghe lão gia tử giảng thuật hắn lúc tuổi còn trẻ cùng chiến tranh niên đại một chút tin đồn thú vị giật sự tỉnh lại sau giấc ngủ thứ liếc mắt liền thấy yêu thích cháu trai lão gia tử tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm thấy tiêu phàm ánh mắt ân cần lão gia tử lại tự diếu cười một tiếng nói lão thân thể không nghe lời xem ra không bao lâu liền muốn đi thấy mắt nha mưa gió mấy chục năm nhìn quen sinh ly tử biệt lão gia tử sớm đem sinh tử thấy nhạt Trương y tá tiến lên cho lão gia tử dịch dưới bị giác, thấp giọng nói, thủ trưởng, người bây giờ còn rất yếu ớt, không muốn nói quá nhiều. Nói, liền nhìn tiêu phàm một chút, thần sắc lại là vui mừng lại là bội phục. Cái này thuật châm cứu, thật đúng là thần hồ kỳ thần, bệnh viện hàng hiệu giáo sư, mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng lão bác sĩ, bận biểu hồ cả ngày cũng không thể để lão gia tử tỉnh lại. Vị này vừa đến, mấy cây ngân châm một đâm, lão gia tử lập tức liền tỉnh, tinh thần nhìn qua vẫn được trên mặt đều một lần nữa hiện ra hồng nhuận màu sắc. Đối với một vị tám người mấy tuổi bệnh nặng lão nhân mà nói, đây thật là khó lường. Chỉ có tiêu phàm mình rõ ràng, lão gia tử có thể nhanh như vậy tỉnh dậy, khí sắc hồng nhuận, châm cứu chỉ là biểu tượng, mấu chốt còn tại ở hắn độ cho lão gia tử chân khí, tỉnh lại lão gia tử sinh cơ. Bất quá đây chỉ là tạm thời, khó mà bền bỉ. Quan sát lão gia tử tướng mạo, lại cẩn thận điều tra mạch tượng, tiêu phàm trong óc, lo nghĩ càng sâu lão gia tử bản thân sinh cơ vẫn chưa đoạn tuyệt, điểm này, cùng hắn trước kia đối lão gia tử số tuổi thọ phán đoán cơ bản nhất trí. Nhưng lão gia tử thể nội, nhiều một cỗ hung lệ âm sát khí. Lấy tiêu phàm tại thuật pháp bên trên cao thâm tạo nghệ, tự nhiên rõ ràng cỗ này âm sát khí là ngoại lai chi vật, cũng không phải là tự hành tạo ra. Thay lời khác đến nói, lão gia tử tựa hồ là gặp ám toán. Đây mới thực sự là để tiêu phàm giật mình nhất cùng hoài nghi chỗ lão gia tử dạng này người có công lớn, các biện pháp an ninh chi nghiêm mật kia là không thể nghi ngờ. Lấy phổ thông thủ đoạn ám toán lão gia tử, gần như không có khả năng, mà lại cũng không ai dám làm như thế. Cái này nếu như bị điều tra ra, còn chịu nổi sao? Vậy sẽ là kinh thiên đại án, nhất định nhấc lên một trận to lớn chính trị đánh cờ, toàn bộ chính trị đại cục đồng đều lại bởi vậy mà nhận cực lớn ảnh hưởng. Cứ việc cao tầng chính trị cho tới bây giờ đều chưa từng có chân chính lúc an tính, luôn luôn ám lưu hung dũng bất quá liền trước mắt chính trị đại cục mà nói hay là tương đối ổn định các lớn thế lực chính trị cơ bản ở vào trạng thái thăng bằng tiểu nhân đánh cờ không thể tránh né lớn đấu tranh không có các phương đều rất cẩn thận không chịu tùy tiện lên hấn làm sao đến mức lấy thủ đoạn hèn hạ đến gia hại lão gia tử như thế lão gia tử thể nội cỗ này âm sát khí từ đâu mà đến cuống hồ hung ác như thế ngang ngược tiêu phàm ngón tay một dựng vào lão gia tử mạch môn lập tức liền phát giác được. Lão gia tử vậy mà nhận cực kỳ cao minh thuật pháp ra hại. Nhưng mà, tiêu phàm trong lúc nhất thời cũng còn không dám khẳng định. Tướng thuật phong thủy mà nói, nước ta dân gian lịch đại đều có, truyền đi thần hồ kỳ thần. Cũng đúng là có chút thần kỳ, tiêu phàm chính mình là một tên tạo nghệ cực cao đại tướng sư, biết rõ thuật pháp chỗ lợi hại. Bởi vì cái gọi là thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Một chút đại hung kiếp nạn, trừ phi là gặp nạn người bản thân mệnh chung chú định, nếu như lấy thuật pháp tiến hành ra hại, cưỡng ép cải biến những người khác vận thế, nhất định lọt vào trời cơ phản phệ. Ra hại lão gia tử loại này cực quý người, trời cơ phản phệ chi lực, lớn đến không hề tầm thường. Coi như tiêu phàm tự mình thi triển, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được loại này kinh khủng phản phệ. Chẳng lẽ trên đời này thật còn có so vô cực môn dòng chính truyền nhân càng thêm lợi hại được nhiều siêu cấp đại năng giả tồn tại, có thể tùy ý ra hại cực quý người mà không sợ trời cơ phản phệ chi lực. Tiêu phàm không phải như vậy tin tưởng, đừng bảo là bây giờ là tự nhiên khoa học kỹ thuật phát đạt hưng thịnh thời đại, thuật pháp chi học nguyên bản suy thoái, chưa có đại năng chi sĩ diện thế. Liền xem như tại thuật pháp chi học có thụ tôn sùng cổ đại, dạng này có thể xuyên tạc trời cơ, tùy ý hoành hành đại thuật sĩ cũng phi thường hiếm thấy. Sống trong lịch sử cực kỳ nổi tiếng đại thuật sư quỷ cốc tử, Trần Hy Di, Viên Thiên Cương, Quách Phác, Lý Thuần Phong bọn người, cũng chưa bao giờ có không sợ trời cơ phản vệ ghi chép vô cực thuật tàng đối với trời cơ phản phệ chi lực đáng sợ chỗ ghi chép phải tương đối rõ ràng lịch đại trưởng giáo tổ sư tiên hiền đại đức không khách khí chút nào khuyên bảo môn nhân đệ tử muốn bao nhiêu làm việc thiện sự tình rộng tích âm đức nhất định không thể mang ký hổ vi nghịch thiên hành sự đến bị thiên phạt đương nhiên thuật pháp bên trong cũng có ứng kiếp mà nói cũng chính là tục ngữ nói kẻ chết thay nếu như thuật sĩ đủ cường đại cao minh cũng có thể thi triển thủ đoạn, đem trời cơ phản vệ chi lực dẫn tới ứng kiếp người trên thân, do nó chết thay. Nhưng loại thủ đoạn này, phổ thông thuật sĩ là vô luận như thế nào đều không thi triển ra được, bản thân cái này cũng thuộc về nghịch thiên hành sự, mặc dù có thể tiêu trừ một bộ phân trời cơ phản vệ chi lực, vẫn có một bộ phân muốn từ thi thuật giả bản thân đến tiếp nhận. Nếu không phải thâm cừu đại hận, lại hoặc là thụ cực lớn lợi ích thúc đẩy, thuật sĩ là sẽ không làm chuyện loại này. Chỉ là, trước mắt tình thế lại không phải thường minh hiển, lão gia tử tám thành là nhận một loại nào đó thuật pháp gia hại. Loại này gia hại phát sinh ở ruột thịt tổ phụ trên thân, trời cơ che đậy, tiêu phàm trong lúc nhất thời cũng khó có thể tra tìm hiểu rõ. Xem ra, lại là ngươi dùng châm cứu thanh ta làm tỉnh lại đến. Lão gia tử nhìn xem trên thân thể mình cắm những cái kia tiểu tiểu ngân châm, không khỏi vừa cười vừa nói, ngữ khí có chút vui mừng. Tiểu phàm có thể tại trung y thuật châm cứu bên trên thu hoạch được đại thành tựu, cũng là rất không tệ. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, ra ra, Trương A-di nói đúng, ngài hiện tại thân thể còn có chút suy yếu, đừng bảo là quá nhiều lời nói, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đứng dậy đem lão gia tử trên thân liễu diệp tiểu đao một vừa thu lại lên, trong đó một viên tiểu đao bên trên mờ mờ ảo ảo có vết máu. Cũng không có người nào để ý, lão gia tử lắc đầu, nói, ngủ lâu như vậy, còn chưa đủ à. Về sau đi thấy mát, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Phàm im lặng nhớ được trước kia cùng lão gia tử nói chuyện phiếm lúc nói chuyện, lão gia tử rất ít nâng lên đi thấy mát, dưới mắt vừa vừa tỉnh dậy, liền nói hay về. Xem ra lão gia tử cũng cảm giác phải thân thể của mình là thật không được. Đến lão gia tử cái tuổi này, đối thân thể biến hóa xa so với tuổi trẻ người muốn mẫn cảm được nhiều. Trương y tá mạnh vừa cười vừa nói, thủ trưởng, đừng nói loại này điểm xấu lời nói, thân thể ngươi tốt đây, bệnh vặt không tính là gì. Không phải sao, tiêu phàm vừa đến, ngươi liền tốt rồi. Làm một vị tư thâm bảo vệ sức khỏe y tá, nàng cũng minh bạch lão gia tử tình trạng cơ thể đến cùng như thế nào. Nhưng cái này ngay miệng, đương nhiên phải nói như vậy, cho người già chữa bệnh, tâm lý nhân tố cũng là rất trọng yếu. Lão gia tử cười nói, Tiểu Trương a, ngươi không cần an ủi ta. Ngươi cho rằng ta rất sợ chết sao? Ta cả đời này cùng Diêm Vương gia đã sớm gặp qua vài lần gặp gỡ, mỗi lần hắn đều không thu ta. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên ai cũng cải biến không được cái kia cũng không nhất định tiêu phàm nhẹ giọng nói một câu lão gia tử nhìn về phía hắn kinh ngạc nói tiểu phàm người nói cái gì tiêu phàm nhoẻn miệng cười nói ra ra sinh lão bệnh tử cố nhiên là quy luật tự nhiên nhưng xã hội hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt cái này hiển nhiên quy luật cũng không phải là không thể được cải biến ha ha chữa bệnh khoa học kỹ thuật là càng ngày càng phát đạt bất quá theo ra ra đến xem hay là ngươi trung y châm cứu so giá đáng tin cậy. Lão gia tử cho nhà mình cháu trai cực cao đánh giá. May mắn lúc này không có cái khác bác sĩ ở bên, không phải chỉ sợ muốn xấu hổ. Nhưng lão gia tử nói chính là chuyện gì thực, tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói, ra ra, như vậy đi, ngài đâu, mấy ngày nay tiếp tục tại bệnh viện ở, ta cho cái toa thuốc, mời trương A-di đúng hạn cho ngài sắc thuốc, ngài cảm thấy có thể chứ. Tiêu phàm vẫn chưa lấy được trung y sư tư cách, dựa theo quy định, hắn là không thể tùy tiện cho người ta cho toa thuốc bốc thuốc. bất quá là nhà mình lão gia tử ngược lại cũng không sao, chỉ cần lão gia tử gật đầu liền có thể. nguyên bản tiêu phàm còn có chút lo lắng lão gia tử không nguyện ý phục hắn kê đơn thuốc phương, ai ngờ lão gia tử lúc này gật đầu duẫn khả có thể a, à, ta đã cảm thấy trung y có thể chỉ tận gốc. tiêu phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trương a di càng là lập tức liền cho hắn cầm giấy bút tới, rất chờ mong nhìn qua hắn. tiêu phàm rất nhanh liền mở cái toa thuốc đưa cho trương a di thấp giọng nói trương a di muốn giữ bí mật ta không có bác sĩ tư cách kỳ thật tiêu phàm lo lắng không phải cái này hắn lo lắng chính là để trong nhà cái khác trưởng bối biết toa thuốc này là hắn mở sẽ quấy nhiễu lão ra tử uống thuốc cũng không phải là mỗi một trưởng bối đều tán thành hắn bên trong y thuật nhất là đại cô cha phi thường không quen nhìn hắn giả thần giả quỷ tiêu phàm trong nhà chưa hề chứa qua thần làm qua quỷ nhưng ở đại cô cha trong mắt hắn đi học nói chính là phong kiến mê tín đối tiêu ra đại trạch bên trong phức tạp quan hệ nhân mạch trương y tá cũng nhìn ở trong mắt minh bạch tiêu phàm đang lo lắng cái gì vội vàng cẩn thận đem đơn thuốc gấp gọn lại thả nhập khẩu túi gật đầu nói yên tâm đi ta biết tiêu phàm gật gật đầu lại quan sát một chút phòng bệnh nói ra ra căn này phòng bệnh giống như không phải ngươi trước kia ở cái gian phòng kia ta nhìn nơi này lấy ánh sáng trình độ không phải tốt như vậy không khí cũng không lưu thông chúng ta hay là đổi về nguyên lai gian kia phòng bệnh đi thôi. Cái gọi là lấy ánh sáng trình độ không tốt, không khí không lưu thông, chỉ là một cái lấy cớ. Mấu chốt là tiêu phàm vừa đi tiến vào cái viện này, liền phát giác viện này phong thủy bố cục không tốt, xa xa không đuổi kịp lão gia tử thường xuyên vào ở cái tiểu viện từ kia. Dọn đi nguyên lai cái nhà kia, nhiều hội tụ một chút thiên địa nguyên khí, đối lão gia tử thân thể cũng có chút ít ích lợi. Lão gia tử liếc nhìn hắn một cái, rất sảng khoái đáp ứng thoảng qua có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến. chương 15, Đế Vương Chi Tướng Lão gia tử tinh thần tỉnh lại, cũng chỉ là thời gian ngắn sự tình, rất nhanh liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Dù sao đây là tới từ tiêu phàm chân khí nội tức, thuộc về ngoại lực, tác dụng có hạn, khó mà bền bỉ. Tiêu phàm nhẹ nhàng vì lão gia tử vò theo bàn tay bên trên mấy chỗ huyệt vị, lão gia tử dần dần khép lại hai mắt, ngủ thật say. Lần này là tự hành chìm vào giấc ngủ, không phải ngất xỉu. Trương A Di, mời nhất định phải đúng hạn cho ra ra uống thuốc." Tiêu Phàm lại nhẹ giọng căn dặn Trương y tá một câu. Trương y tá liên tục gật đầu, mời hắn yên tâm. Kỳ thực tại Trương y tá trong lòng, lão nhân ra tốt nhất là ở về trong nhà đi, từ Tiêu Phàm trực tiếp trị cho hắn càng thêm đáng tin cậy. Hôm qua 301 bệnh viện bác sĩ rối ren một cái buổi chiều, cũng chỉ là sơ bộ trần bệnh lão gia tử là trúng gió, liền đem lão gia tử từ trong hôn mê tỉnh lại đều không thể làm được tiêu phàm một chạy đến, liền cấp cứu tỉnh. Nhưng là trương y tá cũng biết, cái này không có khả năng. Tiêu lão gia tử dạng này siêu cấp đại nhân vật, cho hắn chữa bệnh chữa bệnh cũng không phải ai chuyện riêng, mà là chính trị nhiệm vụ. Có quan lão gia tử chữa bệnh phương án, phải đi qua lãnh đạo cấp cao đặc biệt phê chuẩn. Tiêu phàm rời đi phòng bệnh, trải qua phòng nghỉ thời điểm, nhìn thấy tiêu trạm vẫn còn ngủ say, bên người đã nhiều một tên y tá đang nhìn chú ý, tiêu phàm không có đi quấy nhiễu phụ thân, trực tiếp hướng tiểu ngoài cửa viện đi đến, ca vừa đi ra nguyệt cửa đối diện liền đụng tới tiêu thiên. tuy là cùng bào huynh đệ, hai anh em tướng mạo hoàn toàn khác biệt. tiêu phàm mi thanh mục tú dịu dàng như xử nữ, tiêu thiên cái đầu cùng đại ca không sai biệt lắm, lại muốn khôi ngô được nhiều, tiêu chuẩn vận động viên dáng người. tướng mạo cũng là góc cạnh rõ ràng, giữa chán đầy đặn, hai tay thịt dày mà rủ xuống, mũi như treo gan, nếu như không phải há miệng lộ ra tương đối lớn đó chính là điển hình xoái ca thêm hình nam, mãi mãi cũng là tinh lực tràn ngập bộ dáng. Nhìn thấy tiêu thiên, tiêu phàm liền cười. Bất kể nói thế nào, tiêu thiên vẫn rất có hiếu tâm, biết rõ sẽ bị mắng, hay là chạy tới thăm hỏi lão gia tử. Bất quá tiêu phàm mỉm cười, thoáng qua ở giữa liền cứng ở trên mặt, song mi lập tức nhau. Chỉ thấy tiêu thiên ấn đường chỗ đỏ trắng hai màu ẩn ẩn giao nhau, thẳng vào trời bên trong, thái dương phát xanh, chân núi nổi sương mù, vậy mà cho thấy gần đây có lao mục tài ương tướng mạo dấu hiệu. Dù là tiêu phàm gặp chuyện nhất quán chấn định, trong lúc này cũng là giật nảy cả mình. Tại tiêu phàm trong mắt, lão gia tử cùng phụ thân tướng mạo bên trên phát sinh các loại biến hóa, cố nhiên khiến người chấn kinh, nhưng nghiêm trọng trình độ, vẫn còn không đuổi kịp tiêu thiên tướng mạo bên trên biến hóa. Cũng không phải nói tiêu thiên tại tiêu phàm trong suy nghĩ so ra ra cùng phụ thân phân lượng càng nặng, mấu chốt ở chỗ dạng này dấu hiệu theo lý tuyệt đối không nên xuất hiện tại tiêu thiên trên thân. Tại tiêu gia trưởng bối cùng cái khác thế gia trưởng bối xem ra, tiêu thiên chính là cái đỡ không dậy hoàn khố công tử ca, cả ngày liền biết bừa bãi, hơn 20 tuổi người, vẫn như cũng ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, tiêu gia trưởng bối đã sớm đối với hắn thất vọng. Đây chỉ là người thế tục cách nhìn, tại tiêu phàm trong mắt, vậy liền hoàn toàn là khác một mã sự tình. Tiêu phàm đã sớm cho đệ đệ tướng quá mệnh, tiêu thiên tướng mệnh, cao quý không tả nổi, là rõ ràng đế vương chi tướng. Mặc dù Tiêu Thiên cùng hắn là cùng bào huynh đệ, hắn cho Tiêu Thiên tướng mệnh, đồng dạng sẽ nhận trời cơ chi lực áp chế, theo lý không thể tương đắc hết sức rõ ràng. Chỉ là Tiêu Thiên tướng mệnh quá mức quý giá, không ngất cơ chi lực đều khó mà che đậy. Cho tới nay, Tiêu Thiên cứ việc hồ nháo, nhưng lại chưa bao giờ ảnh hưởng qua tướng mệnh của hắn. Ai ngờ hiện tại gặp một lần, vậy mà Lao Mục Tai Ương ẩn hiện, mà lại không phải bình thường Lao Mục Tai Ương, 10 điểm nghiêm trọng hưng thịnh chi thế thiên tử hình ngục đâu có là lý ca ngươi làm sao rồi mắt thấy đại ca bỗng nhiên sắc mặt đại biến tiêu thiên cũng lấy làm kinh hãi kinh ngạc hỏi đầy bụng điểm khả nghi a à, không có gì tiêu thiên khoảng thời gian này không cùng người lên cái gì xung đột a à? đánh nhau không có tiêu phàm trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất lập tức hồi phục bình thường hỏi tiêu thiên từ nhỏ cũng thích cùng người đánh nhau còn chuyên môn bái sư học quan nghệ bái chính là lão gia tử một vị vệ sĩ. Vị kia vệ sĩ, dưới tay xác thực rất có công phu thật, bất quá tiêu thiên bái sư thời điểm, đã 16-17 tuổi, qua học võ tốt nhất tuổi tác. Vị kia vệ sĩ cũng sẽ không coi là thật đem thủ trưởng cháu trai coi như đồ đệ đến giáo, chỉ là truyền cho hắn một chút cầm nã tán đả kỹ xảo, làm cái cường thân kiện thể tác dụng. Vệ sĩ rất rõ ràng, thủ trưởng đích tôn, tương lai nhất định là muốn đi vào giới chính trị, học võ quyết không thể trở thành nghề chính. Tại tiêu phàm trong mắt, đệ đệ học những này cầm nã tán đả, tự nhiên không đáng cười một tiếng. Tiêu phàm cũng không có đi can thiệp, càng chưa từng đem vô cực môn cao thâm luyện khí chi thuật truyền thụ cho hắn. Cùng vị kia vệ sĩ ý nghĩ đồng dạng, tiêu phàm cũng cho rằng tiêu thiên chủ công phương hướng không tại võ thuật chi đạo. Lão tiêu ra cửa nhà, tương lai nhất định phải dựa vào tiêu thiên đến phát dương quang đại. Nhưng cùng cái khác hoàn khố tương đối mà nói, tiêu thiên cũng đã là cao thủ, phổ thông tráng hán, hai ba cái thật đúng là không phải là đối thủ của hắn không có cái này tứ cửu thành bên trong dám cùng tiêu nhị ca động thủ thật đúng là không nhiều tiêu thiên đĩnh đạc nói tiêu nhị ca tại kinh sư hoàn khố vòng tròn bên trong thật là uy danh hiển hách tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói đến ta cho ngươi tay cầm mạch ca làm gì đâu ta lại không có bệnh miệng bên trong nói như vậy tiêu thiên hay là ngoan ngoãn vươn tay cổ tay đem ống tay áo đi lên kéo một phát lộ ra cường tráng cánh tay cùng màu đồng cổ làn da. Đánh tiểu tiêu thiên liền nhất nghe đại ca lời nói, cũng biết đại ca y thuật bên trên rất lợi hại. Còn tại đi học lúc, một lần cùng người khô đỡ, thanh cánh tay cho gấy, đều không có đi bệnh viện, là đại ca cho hắn trị tốt, so với trước bệnh viện lớn trị liệu còn tốt phải lưu loát. Tiêu phàm thon dài ngón tay trắng nón, nhẹ nhàng dựng vào đệ đệ mạch môn, hai mắt nhắm lại, ngưng thần bắt mạch. Tiêu thiên lúc đầu cười đùa nghĩ thoáng hai câu đùa giỡn, Thấy đại ca thần sắc ngưng trọng, lời đến khóe miệng lại rụt trở về, không khỏi vì đó đi theo Khẩn Trương lên. Huynh đệ nhiều năm như vậy, Tiêu Thiên còn rất ít bái kiến đại ca trịnh trọng như vậy việc dáng vẻ. Tại Tiêu Thiên Thể Nội, Tiêu Phàm đồng dạng cảm nhận được một cỗ hung lệ âm sát khí. Tiêu Phàm tay trái khinh động, tái khởi một quẻ, không thu hoạch được gì, một cỗ mãnh liệt trời cơ phản phệ chi lực bỗng nhiên đánh tới. Bất quá Tiêu Phàm sớm có phòng bị, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển chu thiên, toàn thân nội tức bành trướng, đem phản vệ chi lực ngạnh sinh sinh ngăn tại bên ngoài cơ thể. Tiêu Thiên cùng hắn là cùng bào huynh đệ, đến gần người thân lại là đại quý chi tướng, cưỡng ép lên quẻ thôi diễn, trời cơ phản phệ cơ hồ là tất nhiên. Ta, ta không sao a. À. Tiêu Thiên không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, hạ thấp giọng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Thiên, khoảng thời gian này gia gia thân thể không tốt, ba ba muốn cố lấy bệnh viện bên này, trong công việc cũng rất bận tính tình của hắn ngươi cũng là biết đến. Ngươi tốt nhất yên tĩnh một đoạn, hảo hảo ngốc ở đơn vị đi làm, đừng cứ mãi đi ra ngoài chơi. Để ba ba tâm tình tốt một chút, tiêu phàm rất chân thành nói. Tướng mạo mệnh lý mà nói, tiêu phàm sẽ không đối đệ đệ nhất lên. Tiêu thiên là điển hình thời đại mới thanh niên, lại sinh sinh trưởng ở chính thống nhất chính trị thế gia, những này quái lực loạn thần phong kiến mê tín, nói cho hắn nghe, nhất định khịt mũi coi thường. Tiêu thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở vào một cái, còn cho là mình bị bệnh gì đâu, nhìn thanh đại ca khẩn trương đến. Được, ta nghe ngươi, biên lai like nhận vị đi làm, vừa vặn mấy ngày nay, bộ bên trong cũng quả thật có chút việc cần hoàn thành, ta liền biểu hiện tốt một chút một chút, để đoàn người đều nhìn một cái, tiêu nhị ca chẳng những sẽ chơi, cũng sẽ làm chút chuyện đứng đắn. Trong nháy mắt, tiêu nhị ca lại biến trở về bất cần đời hoàn khố sắc mặt. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ tiêu thiên bả vai, nói tiêu thiên, ba ba cùng ra ra đều đang nghỉ ngơi, Người không nên quấy rầy ba ba, đi xem một chút ra ra đi. Được, ca, nếu không, ngươi chờ ta một chút, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. À. Hai anh em cũng có đoạn thời gian không có tại cùng nhau tụ tập. Nếu như đặt tại bình thường, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ hắn bây giờ không có tâm tình. Hôm nay phát sinh sự tình, dù coi như bình tĩnh như Tiêu Phàm, cũng vô luận như thế nào đều khó mà bình tĩnh đối mặt, đã quan hệ đến toàn bộ đại gia tộc sinh tử tồn vong. Không được lần sau đi ta còn có chút việc tiêu thiên khoảng thời gian này mình chú ý điểm không muốn cùng người lên cái gì xung đột tiêu phàm lại căn dặn một câu đã trời cơ khó dò cũng chỉ có thể giống người bình thường đại ca đồng dạng để đệ đệ cẩn thận để ý một chút kia tốt a à, mắt thấy đại ca xác thực có tâm sự tiêu thiên cũng không tốt miễn cưỡng đưa mắt nhìn đệ đệ thẳng tắp bóng lưng biến mất tại nguyệt cửa về sau tiêu phàm đứng lặng chốc lát rời đi bệnh viện xảy ra chuyện rồi vừa vừa lên xe, tân lâm liền hỏi ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt ba năm này nàng cơ hồ thành tiêu phàm cái bóng tiêu phàm đi đến đâu nàng theo tới đâu nhưng mà lẫn nhau ở giữa lại từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định nhiều khi đều là tương kính như tân từ đại phương hướng mà nói thất diệu cung cùng vô cực môn là đối thủ tân lâm một mực đi theo tiêu phàm cũng là sự tình ra có nguyên nhân ừm là xảy ra chút sự tình tiêu phàm đơn giản đem tình huống miêu tả một chút Kết một tiếng, vừa mới khởi động xe nhỏ bỗng nhiên dừng ở giữa lộ. Tân Lâm nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cứ như vậy, mới gọi xảy ra chút sự tình. Đây là tháp thiên đại hỏa, tiêu phàm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tựa hồ Tân Lâm cái này dừng ngay, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Vững vàng ngồi, ngay cả trong ngực hắn hắc lân, cũng giống vậy là uể oải, không có chút rung động nào. Chuyện gì xảy ra, tiêu phàm lắc đầu, không rõ ràng, quẻ tượng quá mơ hồ có phải là trời cơ che đậy chi lực quá mạnh, thất diệu cung cũng không phải là tướng thuật lưu phái, tân lâm bản thân đối tướng thuật xem bói phong thủy kham dư chi học không hiểu nhiều, nhưng đi theo tiêu phàm cùng một chỗ ba năm, có quan hệ vô cực môn đủ loại bí mật, tiêu phàm chưa từng giấu nàng, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút ra mau. Là, chúng ta về nhà một chuyến, tiêu phàm nhàn nhạt phân phó một câu, tân lâm gật gật đầu, lập tức lại nổ máy xe, lái ra ba không nhất y viện. Cái gọi là về nhà, Tân Lâm minh bạch, chỉ là lão gia tử ở lại nhà cấp 4. Ước chừng sau nửa giờ, xe nhỏ chạy tiến vào một đầu yên tĩnh hẻm. Bởi vì lão gia tử nằm viện, cổ lão nhà cấp 4 lộ ra đặc biệt yên tĩnh, chỉ có mấy vị nhân viên công tác. Tiêu phàm trong sân cẩn thận đi một vòng, không có phát hiện vấn đề gì. Ngay từ đầu, hắn còn hoài nghi là lão trạch phong thủy bị người cải biến, lúc này mới thu nhận trời cơ đột biến. Nhưng là, nhà cấp 4 một ngọn cây cọng cỏ, Cơ hồ đều vẫn là nguyên dạng tử, không có biến động. Xem ra, vấn đề cũng không phải là ra ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.